Chương 3331, quái thú ở Hàn Đàm. Diệp Phàm dùng đôi mắt ưng nhìn nhìn, nhất thời kinh ngạc, nói. Đúng là con cá này dở trò. Bởi vì, chắc chắn là cá sấu 10 chân lẻn vào trong nước há miệng cắn vào chân Lạc Phi một cái. Súc sinh. Diệp Phàm phẫn nộ, tát về hướng cá sấu. Nội khí điên cuồng như đao bổ về phía cá sấu 10 chân. Cá sấu 10 chân đã sống không dưới nghìn năm. Phải cẩn thận đó, nó rất hung bạo đấy. Lệ Vô Nhai đề phòng nói. Một tiếng nổ giòn vang, Diệp Phàm bị cá sấu phản công lại ngã té lăn ra hơn mấy chục thước, thiếu chút nữa làm vách tường đổ. Mau xử lý nó, dùng hồn khí cao nhân để khống chế cá sấu 10 chân. Người này đang dung hợp định thôn tính nội khí của Lạc Phi thành nội khí của mình, mau giữ lấy hồn khí của Lạc Phi. Lúc này, có tiếng Lô Định Tông truyền đến. Đây chẳng phải là cao thủ thoát thần cảnh sao? Diệp Phàm khiếp sợ thiếu chút nữa rớt cằm. Chưa chắc, phỏng chừng người này còn mượn hồn khí của cá sấu 10 chân để bảo tồn đến bây giờ. Không khác biệt lắm so với hồn khí trong pho tượng tam hóa. Phỏng chừng là ông ta phát hiện ra thân thể của Lạc Phi thích hợp với ông ta, cho nên, muốn chiếm đoạt hồn khí để nấp trong cơ thể của Lạc Phi chờ cơ hội để chuyển sang kiếp khác. Lô Định Tông nói. Diệp Phàm nhanh chóng đưa Lô Định Tông đến giải thích cho hai lão. Giết ông ta đi. Ba người cùng kêu lên, Nhất Tiêu Hồng thản nhiên chợt lóe lên hồng ảnh về phía cá sấu 10 chân, còn hai lão giả cùng nhau trưởng về phía cá sấu. Ba sức mạnh dồn lại khiến cho nước Hàn Đàm bị nhấc cao lên mấy chục thước. May mà Diệp Phàm đã chuẩn bị tốt, bằng không, thể nào cũng khiến cho các hòa thượng của Hàn Lâm tự bị hù chết. Tuy nhiên, cá sấu vẫn cắn chặt lấy Lạc Phi, mà cơ thể của Lạc Phi ngày càng trở nên yếu hơn. Diệp Phàm biết, phỏng chừng nội khí của Lạc Phi bị người nọ thôn tính chuyển hóa thành nội tức của chính mình. Diệp Phàm phát hỏa, can đảm đi vào trong nước. Ôi mẹ nó, đi vào trong nước mới phát hiện ra cá sấu 10 chân quá lớn, phỏng chừng phải dài hơn 10 thước. Lớp da trên người giống như lớp chống đạn bọc thép của xe tăng, từng chỗ đều có bàn tay lồng ở trên người. Can Tương bay ra tìm kiếm lân giáp, tuy nhiên, chỉ thấy một dấu vết rất mờ, không gây thương tổn cho nó. Hồng Tà và Lệ Vô Nhai cũng nhảy vào trong nước, đều kéo lấy cá sấu 10 chân khiến chân nó muốn rớt ra. Thân thể cá sấu bị buộc lại không kêu được thành tiếng. Diệp Phàm di chuyển đến dưới bụng cá sấu, con rơi hóa thành con dao găm hung hăng đi vào trong. Xích. Lần này có hiệu quả, tự nhiên bụng cá sấu bị uy hiếp, bị con rơi đâm một mũi bằng đầu ngón tay khiến máu chảy ra. Tránh mau! Lô Định Tông kêu lên, tuy nhiên, không còn kịp nữa rồi. Cá sấu 10 chân giống như bị chọc giận, hai cái đùi của kẹp lấy cả người Diệp Phàm. Diệp Phàm đau đớn, cảm giác giống như bị hai tấm thép kẹp lại. Còn tấm thép kia co lại nhanh không kịp thở. Hai lão già Hồng Tà vừa nhìn thấy nhanh chóng chạy tới muốn ngăn cả hai cái đùi của cá sấu. Cá sấu 10 chân bắn ra, khiến hai lão già này bay lên trên bờ. Mỹ nhân ngư vừa thấy, nhanh chóng chạy đến hai chân. Một âm thanh răng rắc vang lên, hai bên đùi có dấu vết bị chém, nhưng không làm nó bị thương. Diệp Phàm nín thở ở trong nước không được bao lâu, nhanh chóng bị ngạt. Mỹ nhân ngư vừa thấy người này giống như đang giãy giụa, biết là không được. Nhanh chóng chạy đến há mồm hôn Diệp Phàm một hơi, Diệp Phàm cảm giác thư thái một chút, bằng không. Đã bị ngạt đến chết rồi. Lúc này cũng không kịp nhận ra đôi môi dưới nước này là của Mỹ Nhân Ngư liên tục độ khí để cho Diệp Phàm thở. Tuy nhiên, hai chân càng ngày càng giáp chặt. Hai lão Hồng Tà giả vờ bị ngất, hai lão già này bí mật tiến vào trong nước đánh từ hai phía vào cá sấu. Màu xanh trên thân thể Lạc Phi dần dần biến mất, Diệp Phàm căm phẫn tới cực điểm. Há mồm lấy một viên độc đàm ra. Một tiếng nổ ầm vang. Diệp Phàm kinh ngạc phát hiện, hình như cá sấu rất sợ độc. Tự nhiên giơ một chân ra, Diệp Phàm thấy vậy biết là sẽ có phương pháp. Lập tức đem toàn bộ nội khí bước ra ngưng tụ nước thành một quả bóng nước. Toàn bộ độc khí được dung nhập vào bên trong bóng nước. Đi tìm cái chết đi cá sấu. Trong lòng Diệp Phàm kêu lên một tiếng, độc cầu tiến đến trên đầu cá sấu nổ tung. Một tiếng nổ ầm vang, nước đàm giống như nổ tung dường như đều lùi đi theo hướng bờ biển. Mà ngay cả hai lão già Hồng Tà đều bị đạn độc làm cho ngã đụng phải bức tường không đứng dậy nổi. Diệp Phàm phát hiện, trên đầu cá sấu chảy máu, mà miệng cũng có một chút. Con rơi bay đi tới người đàn ông, ra sức hút máu trên đầu cá sấu, máu tươi kia đi vào trong con rơi. Mẹ nó, máu cá sấu đúng là ngọt. Diệp Phàm kinh ngạc phát hiện, dường như có mùi vị rất ngon miệng.
Còn lúc này hai lão hồng tà cũng dũng cảm không sợ chết nhảy vào trong đầm cùng với Diệp Phàm là ba người hợp lực lại ôm lấy toàn bộ cá sấu. Còn cái đuôi của mỹ nhân ngư liên tục đánh răng rắc vào trên mắt của cá sấu. Một lúc sau, máu tươi càng lúc càng chảy nhiều, còn rơi hút vào giống như đài phun nước. Lúc này, Diệp Phàm cũng không để ý được máu này có nguy hiểm hay không. Chỉ biết làm thế nào để khống chế con rơi hút máu thôi là được. Còn cá sấu bị ba người ôm lấy, máu tươi ít dần, dường như cá sấu bị yếu đi không ít. Kiên trì đi xuống, người này liền dung hợp được hồn khí trong máu của cá sấu. Kiên trì không được bao lâu, đương nhiên, ai có thể kiên trì đến cuối cùng là có thể giữ được tính mệnh. Lô Định Tông kêu lên. Diệp Phàm cũng bị hút quá chóng mặt và ngã, mà lúc này con rơi cũng hiện lên màu đỏ kỳ lạ, còn thân thể cũng bành to ra như thùng nước to, như một con rơi toàn máy hiện lên trên không trung, đúng thật là dọa người. Hút 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 hút. Diệp Phàm hút một cái hôn thiên ám địa, phát hiện cá sấu dần mềm ra ngã xuống, dần dần không khó khăn. Đem một chút máu cho Lạc Phi, phỏng chừng có tác dụng. Lô Định Tông nói. Diệp Phàm cũng không kịp nghĩ nhiều, làm theo. Máu được hòa tan liên tục được Diệp Phàm đè vào trên đầu của Lạc Phi đang bị hôn mê. Ước chừng khoảng 3 giờ sau, tự nhiên cơ thể của Lạc Phi khôi phục được sức sống. Hơn nữa, trong cơ thể biến mất khí màu đậm ban nãy. 5 giờ qua đi, Lạc Phi bay lên hàn đàm. Tôi đột phá được rồi. Lạc Phi hét lớn. Cô đột phá được, bọn lão sợ chết khiếp. Hồng Tà hừ lạnh nói, ba người cùng đi lên trên bờ. Còn cá sấu kia cũng bơi tới bên bờ. Đột nhiên Diệp Phàm kinh ngạc phát hiện cửu cung niệm hồn thuật lại mở ra một cái đan điền, hiện tại có 7 đan điền, hơn nữa, mọi người đều lấp kín. Giờ mới hiểu được, máu của cá sấu thực sự là tốt cho hồn khí người nọ. Hơn nữa, điều làm cho Diệp Phàm khiếp sợ hơn chính là, dường như đôi mắt ưng cũng đột phá lên cấp, tự nhiên có thể mơ hồ nhìn thấy 7 đan điền trong thân thể của mình. Mà ngay cả trái tim cũng có thể nhìn thấy được, trước kia là một loại cảm giác. Còn bây giờ giống như có thể nhìn thấy được. Thật giống như sự quét hình của CT nói chung, nhưng độ phân giải của việc quét hình này lá kém, buổi tối không có ánh sáng cảnh vật đều giống như nhau. Nhưng so sánh với lúc trước, cuối cùng có thể nhìn thấy bên trong. Trước kia không thể có khả năng, trừ khi con rơi tiến vào bên trong cơ thể mới có thể nhìn thấy được. Đôi mắt Diệp Phàm nhìn vào trong bức tường vui mừng, thấy có thể nhìn thấy kết cấu bên trong của bức tường. Chẳng qua là hơi mờ, nhưng đó cũng là một bước tiến dài rồi. Tiền bối, máu của cá sấu có thể dung hợp được nội khí của người nọ. Hiện tại đang chảy trong cơ thể của tôi, có thể chiếm được thân thể của tôi và Lạc Phi hay không? Diệp Phàm khá lo lắng khi trong cơ thể mình mang theo châu báu. Cậu đã phân giải được hồn khí của mình, từ nay về sau người này hoàn toàn cáo biệt. Bởi vì, hồn khí cũng là một chỉnh thể. Không có nhiều hồn khí được dung hợp trong máu của cá sấu mấy, bây giờ được cậu cầm giữ mới có thể được như vậy. Hơn nữa cá sấu bị trọng thương cũng mất đi khá nhiều hồn khí. Cho nên, trên cơ bản là không có ảnh hưởng nhiều tới cơ thể của cậu. Hơn nữa, còn có thể lần theo hồn khí còn sót lại được thoát ra để biết được một chút lai lịch của người này. Chờ cậu tĩnh tâm lại một chút có thể nghĩ ra điều gì đó. Lô Định Tông nói. Như vậy chẳng phải Lạc Phi cũng sẽ biết một ít. Diệp Phàm hỏi. Cô ấy không biết, bởi vì, huyết khí bên trong cơ thể của cô ấy đã trải qua sự dung hợp qua con rơi của cậu sau đó mới thành huyết khí, những ký ức đều ở lại trong cơ thể của con rơi. Giống như cậu đang nói về quá trình loại bỏ bình thường. Cô ấy có được huyết khí nhưng không có được ký ức. Lô Định Tông nói. Ba 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 ba. Lạc Phi bay ra ngoài mặc sức ra quyền. Sau hơn một giờ trở lại. Loảng xoảng một cái rồi hướng về phía ba người Diệp Phàm gõ 7-8 cái vào đầu, nói. Cảm tạ đại ân của ba vị, cả đời này Lạc Phi sẽ không quên. Đừng tạ ơn hai chúng tôi cũng là bị bắt làm thôi. Còn không phải là do cậu nhóc này lừa bịp ngoạn mục. Nói là dưới tay hắn có rất nhiều cao thủ. Lại càng có khả năng giúp cho chúng tôi tìm thấy những dược liệu thích hợp và một người nào đó thực sự có thể chỉnh chân cho chúng tôi. Cho nên, tôi mới làm một giao dịch với hắn. Cô không cần phải tạ ơn chúng tôi. Nếu phải cảm ơn thì chỉ cần cảm ơn tên tiểu tử này là được. Hồng Tà lầm bầm nói. Hồng Tà, không phải ông còn một điều kiện nữa sao? Trong một tháng phải cho Nhất Diệp Đại Sư hoàn tục gả cho ông. Việc này mới là khó khăn để Diệp Phàm giúp chúng ta khôi phục lại chân. Lệ Vô Nhai cười nói. Ông nói ra việc này làm gì?
Hồng ta tức giận trừng mắt lên liếc nhìn Lệ Vô Nhai một cái, tự nhiên mặt đỏ lên. Có gì mà ngượng chứ, muốn nhất Diệp đại sư là ý nghĩ muốn thôi, lại còn ngượng ngùng, thật là, năm nay ông bao nhiêu tuổi rồi? Lệ Vô Nhai cười trêu. Ha ha, đây là tôi cam tâm tình nguyện làm bà mối. Diệp Phàm vừa nói vừa cười giải vây. Thấy không, là tên tiểu tử này tình nguyện, đâu có phải là có điều kiện giao dịch. Hồng ta lại càng trêu thêm. Không có việc giao dịch, chẳng qua tiền bối phải bàn bạc với tôi. Tôi sao có thể đánh qua được tiền bối, không có cách nào, đành phải làm bà mai. Bằng không, sẽ thành đầu heo mất. Diệp Phàm cười khan vài tiếng. Ha ha ha. Lệ Vô Nhai nở nụ cười, Hồng ta còn hung hăng trừng mắt liếc nhìn Diệp Phàm một cái, cười khổ vài tiếng. Nhìn vẻ mặt rất là khổ. Ngày hôm sau, Diệp Phàm bớt chút thời gian đi đến chỗ Diệp Đường Thiên thu một ngày, xem như kết thúc trách nhiệm của một người, cha nuôi. Sau đó, Diệp Phàm đi thẳng đến thành phố Tân Môn. Chương 3332, thăm hỏi hai người đứng đầu Tân Môn. Sau khi ăn bữa cơm chiều xong, Diệp Phàm mua một ít thuốc bổ rồi đi thẳng đến nhà Lam Bình Phong. Chủ tịch thành phố Tân Môn Lam Bình Phong rất coi trọng sự xuất hiện của Diệp Phàm, tự mình ra nghênh đón. Bởi vì, ông ta nợ Diệp Phàm một ân tình, hơn nữa lại có quan hệ với Lam Tồn Quân. Đã lâu không gặp, càng ngày chú Lam càng tràn đầy sinh lực. Diệp Phàm nói, ra rồi, làm sao có thể so sánh với người trẻ tuổi như các cậu được. Lam Bình Phong tươi cười hớn hở mời Diệp Phàm vào trong. Hai bên chào hỏi xong rồi ngồi xuống nói chuyện. Diệp Phàm, hiện tại quy hoạch Hoành Không được cậu làm cho trở nên rất vang dội. Đây đều là kết tinh của trí tuệ tập thể Hoành Không, Tồn Quân cũng mất không ít sức lực. Không có cậu ấy thật sự cháu khó có thể làm được như vậy. Diệp Phàm cười nói. Cậu quá đề cao nó rồi, người làm cha như tôi hiểu rõ năng lực của nó. Có thể nó có năng lực, tuy nhiên, để nó có thể tận sức giúp đỡ cho cậu là không có khả năng. Vẫn là trợ thủ. Lam Bình Phong nói chuyện rất khiêm tốn. Chú Lam quá khiêm nhường rồi. Diệp Phàm cười nói. Việc phê duyệt xuống dưới thế nào? Lam Bình Phong quay sang hỏi. Cần phải nhanh, tuy nhiên, vẫn chưa chính thức tuyên bố cũng không dám lơ là. Diệp Phàm nói. Đương nhiên rồi. Lam Bình Phong gật gật đầu. Nghe nói các cậu lại chuẩn bị làm khu kinh tế Hoành Không? Lam Bình Phong hỏi. Bây giờ vẫn là một ý tưởng, một khi quyết định phải thành lập ban quản lý khu kinh tế Hoành Không. Đến lúc đó, cháu sẽ đề nghị Tồn Quân vào ban lãnh đạo của ban quản lý. Chú Lam, hiện tại tăng thêm một cấp bậc Tồn Quân cũng không đủ tuổi. Cháu nghĩ, chờ cháu đi rồi cậu ấy có thể thay thế cháu là tốt nhất. Điều này cũng có thể xem là thăng chức. Diệp Phàm nói. Cậu chuẩn bị đi sao? Lam Bình Phong ngạc nhiên. Không nhanh như vậy đâu, là cháu nói khi cháu đi thôi. Diệp Phàm nói. Ôi, nó có thể gặp được cậu làm anh đúng là có phúc. Nếu như có thể thay cậu là tốt nhất, tuy nhiên, khó khăn cũng rất nhiều. Việc này, cứ cố gắng hết sức là được, cậu cũng không cần phải quá chú ý đến. Nếu chú Lam đồng ý, cháu nghĩ từng bước cho Tồn Quân chuyển đến tập đoàn Hoành Không. Ví dụ như, có thể cho kiêm nhiệm chức phó tổng giám đốc tập đoàn Hoành Không trước. Bởi vì toàn bộ thành phố Hạng Nam đều chịu sự quản lý bên trong của quy hoạch Hoành Không. Một khi khu kinh tế Hoành Không được thành lập, thành phố Hạng Nam đương nhiên trở thành khu kinh tế hành chính phía dưới. Đến lúc đó, để Tồn Quân kiêm nhiệm vài chức vụ cháu cho là có thể trợ giúp cậu ấy từng bước tiến vào tập đoàn Hoành Không. Cho dù khu kinh tế chính là quy hoạch, tập đoàn Hoành Không mới là trung tâm. Tồn Quân có thể đi vào tập đoàn Hoành Không, việc tiến vào giữa ban quản lý là không khó. Diệp Phàm nói. Như vậy, sẽ mất đi tập đoàn Hoành Không, sẽ gọi là khu kinh tế Hoành Không sao? Đối với việc kiêm nhiệm chức vụ tôi không có ý kiến gì, đó cũng là biện pháp để từng bước xâm nhập vào. Đương nhiên, yêu cầu cũng không phải rất cao. Tôi nghĩ, nếu như Tồn Quân có thể đảm nhiệm chức tổng giám đốc tập đoàn Hoành Không tôi rất thỏa mãn. Còn bí thư đảng ủy, từ từ sẽ tính. Không thể một lúc có thể đạt được tất cả. Việc này, đều giao cho cậu là một người anh lo lắng. Có chuyện gì cậu cứ bảo nó làm là được, đừng coi nó là người dưng. Lam Bình Phong rất vui mừng. Cái này cháu hiểu rất rõ, Tồn Quân làm việc rất cố gắng. Cậu ấy là một người kiên định đi theo tôi. Diệp Phàm nói. Ha ha, nó chỉ là người sai vặt của cậu thôi. Lam Bình Phong nói, quay người nói. Diệp Phàm, cậu hiểu rõ được nội tình. Việc Thiên Tân phỏng chừng tôi cũng không có thời gian.
Dù sao, công tác ở một chỗ lâu cũng nên đổi vị trí. Cũng tiện cho việc điều động cán bộ, đưa một ít người bản xứ vào. Tiếp theo chú đang định đi chỗ nào? Diệp Phàm liền kết hợp hỏi luôn, Lam Bình Phong tán thành việc này, thật đúng là không coi mình là người ngoài. Hai, chức bí thư tỉnh ủy là giấc mộng của ta. Tuy nhiên, kiếp này chỉ sợ khó có thể thực hiện được giấc mộng này. Lam Bình Phong thở dài có chút lạc giọng. Vậy chỉ có thể quay về bộ. Diệp Phàm nói. Cũng như nhau thôi, hơn nữa, phỏng chừng là chức vụ thứ trưởng. Đời này tôi làm chức phó nhiều năm như vậy, nhưng vẫn khó khăn để có được vị trí số một. Cho dù là quay về bộ cũng như vậy, cho nên, tôi hy vọng Tồn Quân đi xa hơn tôi được một chút. Tôi không thể hoàn thành được tâm nguyện nhưng nó có thể hoàn thành tôi cũng cảm thấy hài lòng rồi. Lam Bình Phong nói. Lúc này lời nói của Lam Bình Phong tràn ngập sự mất mát tiếc nuối. Diệp Phàm nghe xong trong lòng có chút ê ẩm, cả nước đều như vậy huống chi ở tỉnh. Trung ương cũng chỉ có từng đấy bộ và ủy ban Trung ương. Chỉ có một người đứng đầu tỉnh. Các bộ và ủy ban trung ương cũng chỉ có một người đứng đầu. Đây là một vấn đề thực sự, chỉ có một người giữ chức vụ quan trọng. Việc bình đẳng như nhà nước Cộng hòa trên cơ bản là không có khả năng. Tuy nhiên, Diệp Phàm vẫn không tìm được cách nào để nói ra, thực ra cái này phải chờ đến cơ hội, vì thế, Diệp Phàm nói. Đã định ngày chú Lam rời Tân Môn rồi phải không? Phỏng chừng trong tháng này sẽ đi, sẽ không quá hai tháng đâu. Lam Bình Phong nói. Lúc này đang là lúc tranh thủ một chút, có chuyện này tôi còn cần sự giúp đỡ của chú Lam. Diệp Phàm nói. Chuyện gì? Lam Bình Phong hỏi. Ngay sau đó Diệp Phàm nói chuyện xây dựng cảng Thiên Tân. Hạng mục lớn như vậy nhất định phải công khai đấu thầu, tuy nhiên, thành phố Hạng Nam và Tân Môn là thành phố đối tác, hỗ trợ nhau. Mà hiện tại quy hoạch Hoành Không là một kế hoạch lớn của thành phố Hạng Nam. Cho nên... việc duy trì quy hoạch Hoành Không chính là duy trì thành phố Hạng Nam. Tuy nhiên, nếu như tôi có thể quyết định xây dựng thành khu kinh tế Hoành Không, tôi nghĩ là việc rất tốt. Sẽ yên tâm hơn một chút, cho dù bên kia các anh như thế nào, việc nói không trợ giúp lập không thể được. Đối với việc xây dựng thêm cảng, Ủy ban Quốc tư cũng có một số hạn ngạch nhất định. Lam Bình Phong nói, cháu không muốn tranh thủ hạn ngạch của Ủy ban Quốc tư, dù sao cấp của bọn họ cũng không thiếu. Cho nên, chỉ có thể bắt tay vào làm theo Thiên Tân. Việc nói trợ giúp là một cách nói tốt. Đến lúc đó, nếu như khu kinh tế Hoành Không có thể hoàn thành trong hai tháng, cháu sắp xếp đồng chí Tồn Quân đi hoàn thành chuyện này. Diệp Phàm nói, như là báo cáo. Nghe nói Câu và Phượng gia có quan hệ. Đột nhiên Lam Bình Phong hỏi. Đúng ạ, mấy năm trước có qua lại một chút, còn mấy năm gần đây cũng không có qua lại. Diệp Phàm nói, nếu như có thể làm cho bí thư Phượng giúp đỡ cậu, ngạch độ sẽ càng lớn. Lam Bình Phong nói một chút. Để cháu thử. Diệp Phàm cười nói. Ha ha, cậu là đại ân nhân, cứ nắm chắc điều đó là được. Lam Bình Phong cười nói, nhất định bắt Diệp Phàm ở lại ăn bữa cơm rồi mới để cho Diệp Phàm đi. Đúng là một thanh niên có tài, Quân mà có thể đi theo cậu ấy thật đúng là có phúc phận. Mẹ Lam Tồn Quân nhìn theo sau Diệp Phàm nói. Không đơn giản chỉ là người trẻ tuổi. Quân Nhi mà có thể có được một nửa năng lực của cậu ấy thôi tôi đã thỏa mãn lắm rồi. Tôi có dự cảm, sau này Tồn Quân có thể đi xa được hơn tôi. Lam Bình Phong nói. Sau khi Diệp Phàm nghe được Phượng Triệu Phong ở Tân Môn, sáng ngày thứ hai, Diệp Phàm đến thành ủy Tân Môn, đi đến nơi Diệp Phàm mất khoảng 20 phút. Bởi vì không có thời gian, Diệp Phàm đi vào trong văn phòng của Phượng Triệu Phong nói thẳng vấn đề thành phố Tân Môn cùng thành phố Hạng Nam cùng giúp đỡ nhau. Chuyện này là do chủ tịch thành phố Lam trà sát mà thành, anh trực tiếp tìm ông ta thương lượng một chút việc giúp đỡ là được. Phượng Chiêu Phong cười nói. Hôm qua tôi đã đi qua chỗ ông ấy, lần này xây dựng cảng Tân Môn cần rất nhiều trang thiết bị máy móc. Việc thiết bị xây dựng cảng có 80% khu kinh tế Hoành Không chúng tôi có thể sản xuất được. Diệp Phàm nói. Khi nào thành lập khu kinh tế Hoành Không? Phượng Chiêu Phong liếc nhìn Diệp Phàm một cái, cũng có chút ngây người. Việc không có thật này đúng là khó trách anh ta bị ngây người mất một giây. Ha ha, đang lên kế hoạch. Kế hoạch của chúng tôi là đem hòa hợp địa khu Giang Hoa tỉnh Điền Nam cùng với tập đoàn cơ giới Trung Hoa, tập đoàn điện khí Tây Nam thành phố Hạng Nam tỉnh Thiên Vân thành lập thành một khu kinh tế phát triển. Diệp Phàm cười nói. Ý tưởng này không tồi, tuy nhiên, phỏng chừng đến lúc thực hiện có phần phiền toái. Phượng Chiêu Phong cười nói. Đúng là có chút phiền phức, tuy nhiên.
chúng ta phải giải quyết. Diệp Phàm nói, năm trước lão gia được anh đi điều trị cũng không tồi, tuy nhiên, vì tuổi cũng đã cao, cho nên vẫn bị tái phát lại. Phượng Triệu Phong đến bên này, Diệp Phàm vừa nghe chỉ biết có tân môn, đây là Phượng Triệu Phong tạo ra cho mình một cơ hội. Như vậy đi, lần này trở về thủ đô tôi sẽ kiểm tra cho lão Phượng một chút. Tin rằng việc châm cứu có thể giải quyết được việc này. Diệp Phàm gật đầu nói. Về sau hai người nói một chút về cách nhìn phát triển kinh tế, Diệp Phàm cũng xin cáo từ. Việc đã hứa với người khác dù sao cũng phải làm được, buổi chiều Diệp Phàm liền đi về thủ đô. Đi tới Ủy ban Quốc tư một chuyến, sau khi ăn xong cơm chiều xong liên lạc với Phượng gia, biết lão gia ở biệt thự Tây Viên, Diệp Phàm cầm hòm thuốc đi tới. Tới đây làm gì? Mới vừa đi đến gần phòng ở, gần mấy bồn hoa bên ngoài phòng phát hiện Phượng Khuynh Thành đang trừng mắt liếc nhìn Diệp Phàm một cái. Nghe bí thư Phượng nói chân của lão Phượng lại tái phát, cho nên tôi qua xem một chút. Diệp Phàm nói, anh vì cái gì mà đến đây? Phượng Khuynh Thành nghiêm mặt lại, có chút nghi ngờ. Việc này, tôi... Diệp Phàm sờ lên đầu, có chút xấu hổ, sau đó thở dài. Khuynh Thành, đó đều là chuyện quá khứ rồi. Hãy quên nó đi. Quên, xem ra, anh là một người vô cùng độc ác. Phượng Khuynh Thành cười lạnh nói. Đúng vậy, ai là người đã ôm tôi, ai là người đã cướp đi nụ hôn đầu tiên của tôi? Là ai sờ lần trên cơ thể tôi, là ai? Việc này, lúc ấy còn trẻ nên vẫn còn lông bông, thực sự xin lỗi Khuynh Thành. Nếu như cô cho rằng tôi làm tổn thương cô, được rồi, cô cứ đánh chửi tôi đi. Diệp Phàm nói, đánh chửi anh, tôi không có hứng thú, phải dùng cái này. Tự nhiên Phượng Khuynh Thành ném ra một con dao găm nhỏ bằng hai ngón tay. Cô muốn tôi làm thế nào? Diệp Phàm nhanh tay tiếp nhận đao, nhìn Phượng Khuynh Thành. Lấy mất trái tim chính là giết người, anh đã từng cợt nhả tôi. Vậy anh vẽ một cây thánh giá trên bàn tay của mình. Từ nay về sau hai chúng ta không còn nợ nần gì nhau hết, tôi cũng có thể thoải mái để kết hôn. Phượng Khuynh Thành lạnh lùng nói. Chương 3333, anh đã cướp mất trái tim tôi. Tôi sẽ vẽ. Diệp Phàm gật đầu một cái, giơ con dao găm lên vạch trên bàn tay. Anh là thằng ngốc, ngu ngốc, đồ vô lại. Đột nhiên Phượng Khuynh Thành chạy đến, giằng lấy con dao. Phượng Khuynh Thành giơ hai nắm đấm lên đấm thình thịch vào ngực Diệp Phàm, lúc mạnh lúc yếu, may mà Diệp Phàm có thân thủ, nếu không, thật đúng là rất đau. Anh đã cướp mất trái tim của tôi. Khuynh Thành. Diệp Phàm cũng có chút xúc động, nhìn xung quanh thấy không có ai. Vì thế đưa tay ra ôm lấy Phượng Khuynh Thành đi tới một cây đại thụ không xa. Nhớ lại chuyện cũ, đầu lưỡi bắt đầu đánh nhau. Nàng vẫn thơm mát, mịn màng. Thao tác của Diệp Phàm thuần thục trên người cô. Dường như Phượng Khuynh Thành mấy đi chính mình. Không có giấy giụa, cũng liều mình hôn, giờ phút này dường như trời đất đều giống nhau. Cô liều mình dán thân thể mình vào thân thể Diệp Phàm, dường như muốn đem hai người hòa thành một. Xoa nắn cặp ngực chắc nịch của cô gái đầy sức sống, cảm xúc tràn đầy. Di chuyển xuống dưới, sáp kiều gần mông cũng cực kỳ hấp dẫn. Nhẹ nhàng trượt. Diệp Phàm luồn vào trong quần áo. Chẳng bảo lâu xuống được bên dưới. Không được, không thể ở đây được. Vốn Phượng Khuynh Thành lâm vào bên trong mê loạn, tuy nhiên, nhìn nhánh cây bên cạnh mới nhớ tới chuyện ở trên cây, sợ Diệp Phàm nhanh chóng đi vào bên trong bụi cỏ. Vậy đi đâu? Diệp Phàm nói nhỏ bên tai Phượng Khuynh Thành. Tùy anh, dù sao không thể ở trong này được. Ông nội vẫn còn chờ trong phòng, mặt Phượng Khuynh Thành đỏ lên, hai mắt nhẹ nhàng giờ khắc này. Bao nhiêu nhớ nhung lâu nay như được tỏa ra. Vậy để sau đi. Diệp Phàm khẽ thở dài, đôi mắt ưng đảo qua thấy không có ai, nhẹ nhàng rơi xuống sân của Phượng gia. Phượng Khuynh Thành nhanh chóng sửa sang lại quần áo, hai người bình tĩnh lại mới đi vào trong. Lão Phượng đang nằm nghiêng ở trên ghế trúc. Tới rồi à, ngồi đi. Thấy Diệp Phàm tiến vào, lão Phượng ngồi dậy. Không cần ngồi, tôi còn kiểm tra cho lão Phượng ngài trước đã. Nếu như có thể giải quyết ngay tại chỗ thì càng tốt. Diệp Phàm nói. Vậy cũng được. Lão Phượng gật đầu nói, Diệp Phàm thi triển nội khí trên người lão Phượng. Kiểm tra qua, cũng không có vấn đề gì lớn. Chủ yếu là do tuổi tác của lão Phượng đã cao, mạch máu co lại. Máu không lưu thông được dồn xuống chân nên mới bị đau. Tuy nhiên, vấn đề này cũng là vấn đề nan giải. Nếu như uống thuốc cũng chỉ giảm bớt tạm thời, không thể điều trị được tận gốc. Hơn nữa, Diệp Phàm phát hiện,
chỗ lão phượng bị đau trên các mạch máu có cái gì bám vào. Khiến cho mạch máu lưu thông lại càng nhỉ lại, còn mọi người trong phượng gia cũng đang căng thẳng không dám ra ngoài. Gần đây có đi bộ được không? Diệp Phàm hỏi. Nằm thì không sao, chỉ cần ngồi dậy là sẽ rất đau. Lão phượng nói. Tôi khơi thông một chút đã, lão phượng cứ uống thuốc này đã. Diệp Phàm đem một chút yêu sâm vương hòa vào cùng với thảo dược sinh mệnh tiềm lực hoàn. Lão phượng nhìn muốn hỏi, tuy nhiên, lão phượng cũng tin tưởng Diệp Phàm. Khoát tay áo cầm viên thuốc uống. Con rơi thu nhỏ lại không một tiếng động tiến vào chỗ bị thương, Diệp Phàm phát hiện. Chỗ lão phượng bị thương có một miếng thịt màu lấm tấm. Giống như người hắc chí bình thường, chính là màu sắc da, rất khó để người ta phát hiện. Lúc con rơi nhẹ nhàng va chạm vào khối thịt màu lấm tấm, lão phượng nhíu mày. Đau có phải không ạ? Diệp Phàm hỏi. Ừ, đau giống như bị kim đâm. Lão phượng gật gật đầu. Dưới đôi mắt ưng, Diệp Phàm khống chế được con rơi như là một chiếc máy sát nhẹ nhàng loại đi lớp vỏ của hạt thóc vậy, nhất thời, Diệp Phàm ngây dại. Bởi vì, bên trong lại có màu xanh biếc, giống như đồ ăn để lâu đã bị hỏng. Đối với việc này không biết Diệp Phàm có dễ dàng động thủ không? Chẳng lẽ là tế bào nham? Trong lòng Diệp Phàm cả kinh, quan sát chấm màu xanh biếc một cách kỹ càng. Vì thế, con rơi theo kinh mạch đi đến toàn cơ thể. Diệp Phàm lại kinh hãi, bởi vì, những chấm màu lấm tấm này có ở hơn 10 chỗ trên toàn thân thể của lão phượng. Thậm chí, ngay cả trái tim và não bộ đều có. Diệp Phàm lại thử tới dạ dày, phát hiện cũng có những chấm nhỏ màu xanh biếc. Hơn nữa mỗi lần thử, lão phượng đều cảm giác thấy đau đớn. Quái, vừa rồi chỉ có đau ở chân, còn bây giờ giống như cả dạ dày cũng bị đau. Mặt lão phượng nhăn lại, nói. Tế bào nham di chuyển tràn lan tới toàn thân khi yêu. Trong lòng Diệp Phàm nhất thời khiếp sợ đến toát cả mồ hôi. Vì thế hắn giấu giếm thanh sắc gọi con rơi trở về. Lão phượng, bác sĩ nói như thế nào? Diệp Phàm hỏi. Các chuyên gia cục bảo vệ sức khỏe nói đây là bệnh cũ tái phát. Phỏng chừng là do mạch máu bị co lại khiến nó bị tắc và thiếu mất tế bào máu để tạo thành. Việc phẫu thuật cho lão phượng là không thích hợp bởi tuổi lão đã cao. Cho nên, đề nghị dùng dược lý trị liệu. Dược lý trị liệu chậm, phỏng chừng cũng sẽ phải từ từ. Phải mất nửa năm mới có chuyển biến tốt được. Lão phượng nói lại những lời chuyên gia bảo vệ sức khỏe bác sĩ Trương Hữu Thành nói. Trước kia Diệp Phàm không phục người này lắm, sau đó Diệp Phàm điều trị bệnh cho lão phượng. Hiện tại người này đối với Diệp Phàm thật ra là khá khách khí. Chân lão phượng có chút kỳ lạ. Diệp Phàm nói đến đây liếc mắt nhìn Phượng Khuynh Thành một cái, nói. Không hiểu được trưởng ban phượng có ở kinh thành hay không. Tôi muốn thương lượng với ông ta một chút về cách thức trị liệu. Ba của tôi đang trở về, anh chờ một chút là đến nơi. Phượng Khuynh Thành nói. Diệp Phàm liền giúp lão phượng lung lay kinh lạc một chút, vừa nói chuyện tào lao. Diệp Phàm. Nghe nói quy hoạch hoành không của các cậu hiện tại rất có thanh thế. Vẻ mặt lão phượng thân thiết cười nói. Cũng không tệ lắm, hiện tại đang chờ xây dựng. Sức khỏe lão đang kém, bằng không, tôi đã sớm mời lão phượng đi đến tham quan rồi. Tuy nhiên, thời gian cũng nhanh, đã bắt đầu hình thành. Phỏng chừng còn có thời gian nửa năm để hoàn thành việc xây dựng. Chờ đến lúc đó tôi mời lão phượng xuống tham quan khu du lịch hoành không xinh đẹp của chúng tôi. Diệp Phàm cười nói. Được rồi, nếu sức khỏe tốt đến lúc đó tôi nhất định xuống dưới đó tham quan. Sau khi Ngư Quốc Trương trở về thường lại nhải bên tai tôi về quy hoạch hoành không, nói cảnh sắc núi Thiên Thông không tồi. Không biết quy mô của quy hoạch hoành không thế nào, khiến cho tôi nóng lòng muốn tới đây. Lão Phượng cười nói. Ông nội, chờ khi chân của nội khỏi con sẽ cùng đi với nội xuống đó một chuyến. Chúng ta sẽ hít thở không khí mát mẻ của Thông Thiên Hà. Phượng Khuynh Thành mỉm cười ngọt ngào nói. Vẫn chỉ có Khuynh Thành quan tâm đến ông nội, con xem trong số các anh chị em tất cả đều vội vàng. Khó có ai chịu bỏ chút thời gian đi theo lão già này. Lão Phượng vuốt đầu Phượng Khuynh Thành. Công việc của con thoải mái mà, chỉ có bọn họ vội thôi. Phượng Khuynh Thành làm nũng nói. Không lâu sau, Thứ trưởng Bộ Tài chính đồng chí Phượng Húc Quốc đã trở về. Nghe Diệp Phàm nói hai người đi vào thư phòng. Phỏng chừng là có khó khăn nên muốn nói riêng với tôi. Phượng Húc Quốc cảm giác được điều gì đó. Bộ trưởng Phượng, vừa rồi tôi có kiểm tra qua. Tôi hoài nghi chân của lão Phượng bị ung thư. Hơn nữa, các tế bào ung thư phát hiện ở hơn 10 chỗ trên thân thể lão Phượng.
Ví dụ như, não bộ và tim đều có. Hơn nữa, tôi thử qua, những chỗ này khi tiếp xúc vào lão Phượng đều thấy đau. Diệp Phàm nói, làm sao có thể, lão gia chỉ nói là đau chân, cũng không có nói những chỗ khác bị đau. Phượng Húc Quốc sửng sốt, hỏi. Đó là bởi vì việc các tế bào ung thư lây lan ra trên các cơ quan nội tạng của cơ thể, không đụng vào thì còn đỡ. Tôi đoán là rất nghiêm trọng. Hơn nữa, loại tế bào ung thư ngoài da cũng là màu da. Cho dù là chụp cắt lớp cũng khó phát hiện được. Tôi lo lắng, một khi phát tác nó sẽ lây lan sang mọi chỗ. Cho đến lúc này, vẻ mặt Diệp Phàm nghiêm túc nói, đến đây không nói nổi nữa. Tế bào ung thư lan rộng, làm sao chuyển ra cục bảo vệ sức khỏe chưa phát hiện ra. Bọn họ có trang thiết bị tốt nhất, hơn nữa, tập trung các chuyên gia giỏi nhất của cả nước. Phượng Húc Quốc khó có thể tin được việc này. Như vậy đi, tôi đem nghi ngờ nói với Phương Tiêu. Sau đó các chuyên gia trong tổ có thể lấy đó làm căn cứ chuẩn đoán một chút, xem có phải có những tế bào ung thư ở những chỗ này hay không. Diệp Phàm nói, không bằng cứ như vậy đi, buổi tối chúng ta quay lại. Gọi các đồng chí chuyên gia trong tổ đến cùng, từng người xem một rồi nói chuyện này. Phượng Húc Quốc nói, trong lòng cũng có chút nóng nảy. Thứ nhất là do tình cảm cha con, thứ hai tuy nói lão Phượng đã nhiều tuổi, về hưu nhiều năm. Nhưng mà, lão Phượng vẫn còn có tiếng nói. Hơn nữa, có ông và không có ông hoàn toàn khác nhau. Bởi vì, lão là người rất có ảnh hưởng đến nước Cộng Hòa. 10 giờ tối, Phượng Hướng Phong cũng vội vàng từ Thiên Tân trở về, còn lão nhị Phượng Đinh đang trên đường về. Tổng viện quân y. Trong phòng hội nghị có mười mấy người là nhóm chuyên gia nổi tiếng đổi bàn bạc. Tổng giám đốc Diệp, không biết anh tốt nghiệp đại học y khoa nào, đã công tác ở bệnh viện nào. Đồng chí Lâm Yếu Hoa chuyên gia hàng đầu cục bảo vệ sức khỏe nghiêm mặt hỏi Diệp Phàm. Việc này tôi thật có chút ngại quá, tôi tốt nghiệp đại học Hải Giang, chưa có công tác qua ở bệnh viện. Trước đây chỉ học thuật chữa bệnh bằng thảo dược của một đạo sĩ. Mấy năm qua cũng chữa khỏi cho mấy người nghi ngờ bị bệnh nan y. Diệp Phàm nói. Diệp Phàm phát hiện, các chuyên gia đều nhíu mày lại. Không phải tốt nghiệp đại học y khoa, lại chưa từng làm việc ở bệnh viện. Tổng giám đốc Diệp, anh dùng cái gì để kiểm tra cơ thể của lão Phượng? Lấy tay sao, hay là theo phương pháp tứ chẩn của đông y? Nếu như cách đó có thể kiểm tra ra tế bào ung thư, còn phải tiêu tốn mấy trăm vạn để mua các trang thiết bị y học sao? Lựu Học Phương có vẻ châm chọc nói. Thực sự xin lỗi, tôi không có dùng thiết bị. Chỉ dùng thuật châm cứu để dò xét. Cái này cũng được, đồng chí Diệp Phàm, đây là ý kiến chủ quan của cậu, đông y là báu vật của quốc gia chúng ta. Nhưng mà, việc kiểm tra tế bào ung thư cần phải có trình tự, yêu cầu thiết bị hiện đại. Phải có kinh nghiệm của chuyên gia mới có thể phát hiện. Đồng chí Diệp Phàm, như vậy là anh tự kết luận vấn đề này một cách lung tung. Nếu người bệnh cho anh nói dối, khiến cho người bệnh bị áp lực tinh thần. Như vậy sẽ khiến cho bệnh tình tăng lên. Không bệnh cũng bị anh cho là có bệnh, huống chi, đó lại là lão Phượng một đồng chí kỳ cựu của nước Cộng Hòa chúng ta. Tuy nói anh là tổng giám đốc một tập đoàn, nghe nói trước kia tổng giám đốc Diệp đã công tác qua ở trong chính phủ. Anh nên biết thân phận của lão Phượng. Cho nên, thái độ như vậy là không có trách nhiệm. Vẻ mặt Lâm Yếu Hoa nghiêm lại. Chương 3334, các chuyên gia đều ngây người. Ha ha, suy đoán của tôi 9 phần 10 phần sẽ linh. Đương nhiên, có thể chứng thật suy đoán của tôi thì cần phải dùng biện pháp y học hiện đại. Về bên trong cơ thể của Phượng lão ta nghi ngờ tế bào ung thư đã lan ra mười mấy chỗ. Tất cả những chỗ đó tôi đã đánh dấu trên đồ họa rồi. Nếu mọi người không tin thì có thể dùng dụng cụ kiểm tra theo những vị trí ta chỉ ra. Sau đó hãy nghĩ cách lấy một ít mẫu đem đi làm hóa nghiệm. Diệp Phàm nói, dựa vào những chỗ anh chỉ thì sẽ cần nhiều thời gian. Bọn tôi không có thời gian đi làm những việc đó. Đối với việc điều trị của Phượng lão, bệnh viện chúng tôi có quy trình trị liệu đầy đủ của mình. Việc này, không cần phải đồng chí Diệp Phàm Anh đến nhắc nhở chúng tôi. Phó Viện trưởng Viện Quân Y Phương Minh Thủy xem thường nói, đương nhiên là coi thường sự phỏng đoán của Diệp Phàm. Cho rằng hắn căn bản chỉ là tên hồ đồ. Hừ, các vị có thể chữa trị, vậy vì sao cái chân bị tật của Phượng lão kia các vị chữa bao nhiêu năm rồi mà vẫn chưa khỏi? Kết quả là tôi đã tạm thời dùng cách trong dân gian để chữa khỏi cho Phượng lão. Việc này các người có thể hỏi ủy viên Phượng có phải là thật hay không? Diệp Phàm cũng không khách khí hừ nói. Đối với loại người lên mặt kẻ cả thì Diệp Phàm chưa bao giờ không khách khí.
Chó ngáp phải ruồi mà thôi, chúng tôi không hề phủ nhận thuật đông y của TQ chúng ta rất kém. Nhưng việc này với việc kiểm tra bệnh tình là hai chuyện khác nhau. Phương Minh Thủy hừ nói. Việc này tôi thấy chúng ta cũng không cần phải tranh cãi làm gì nữa, tránh làm lỡ việc trị liệu của Phượng Lão. Hay là cứ để cho ủy viên Phượng tự quyết định xem thế nào. Diệp Phàm nói. Vừa nghe Diệp Phàm nói, ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía Phụng Triều Phong. Thế này đi, chân của gia phụ trước kia thực sự là do đồng chí Diệp Phàm trị khỏi một thời gian. Còn bệnh viện quân y các anh không hề có biện pháp điều trị bào tốt hơn. Nếu đồng chí Diệp Phàm hoài nghi ở mặt này, hay là cứ theo gợi ý của anh ấy kiểm tra một chút. Đương nhiên, phải chú ý đến khả năng chịu đựng của cơ thể bố tôi. Các anh phải xác định một phương án kiểm tra thật an toàn mới được. Phượng Triều Phong tuy không hoàn toàn tin Diệp Phàm, nhưng cũng có sự tin tưởng nhất định. Được, chúng tôi lập tức bắt đầu. Phương Minh Thủy gật đầu. Mấy người sau khi nghiên cứu qua sơ đồ phát triển của tế bào ung thư, Phụng Lão được đưa vào phòng kiểm tra. Qua máy chụp CT và máy đo quang phổ đã hình thành một hệ thống gần như hoàn hảo. Gần đến sáng, sơ đồ phát tán tế bào ung thư do Diệp Phàm cung cấp thực sự đã khiến cho mấy người này kinh ngạc không nói nên lời, hơn chục vị trí có biểu hiện khác thường không giống với những vị trí xung quanh. Thế nào, có phải là phát hiện hơn chục vị trí này có những điểm lấm tấm? Chỉ cần quan sát kỹ, có phải là không giống với những vị trí xung quanh hay không? Vừa nhìn thấy sắc mặt của mấy người này, Diệp Phàm đại khái đã có thể đoán được kết quả. Đúng là đã phát hiện ra sự bất thường. Sắc mặt Đinh Đắc Thành hơi đỏ, gã không thể không gật đầu. Đã lấy mẫu chưa? Phượng Triều Phong hỏi. Lấy rồi, đang đi hóa nghiệm. Phương Minh Thủy nói, liếc nhìn Diệp Phàm, hỏi. Tôi thực sự không hiểu, Diệp Tổng dùng cách nào mà phát hiện ra những cái đó. Ngay cả màu sắc thay đổi của trong đó cũng có thể phát hiện ra. Trừ phi Diệp Tổng đã tiến hành xử lý qua mẫu, thật khó giải thích tất cả việc này. Phương Minh Thủy lúc này nói chuyện đã khách khí hơn rất nhiều, thể hiện sự học hỏi. Ha ha, tôi đã nói rồi, đây chỉ là sự thần kỳ của đông y chúng ta mà thôi. Chỉ có điều rất nhiều bác sĩ đông y không có được cảm giác như thôi. Năng lực mạnh mà thôi. Diệp Phàm cười. Xem ra, cảm giác của Diệp Tổng đúng là nhạy cảm không như bình thường. Phương Minh Thủy thở dài một tiếng. Tỏ vẻ hâm mộ Diệp Phàm. Có những người có năng lực trời sinh ở một phương diện nào đó. Việc này cũng đã từng thấy ở nước ta. Ví dụ có người có thể ăn thủy tinh mà không bị sao cả có phải thế không nào. Viện trưởng Phương cũng không cần phải quá chú ý làm gì. Diệp Phàm nói. Ha ha, nhưng tôi muốn như thế mà. Phương Minh Thủy cười, tuy nhiên, Diệp Phàm phát hiện nụ cười của anh ta dường như có vẻ chua xót. Lạc Phi sắp trở về duy cơ kỳ rồi. Buổi sáng Diệp Phàm trở về tiễn. Đương nhiên chủ yếu là Diệp Phàm tiễn con nuôi của mình là Diệp Đường Thiên Thu. Cha nuôi, cha sẽ nhớ con chứ? Diệp Đường Thiên Thu hỏi, tay xoa cằm của Diệp Phàm. Thằng nhóc này mới chỉ chơi với Diệp Phàm có một ngày, tuy nhiên, có lẽ là đã bị bản lĩnh của Diệp Phàm thuyết phục, cho nên, rất thân thiết. Nhớ chứ, hàng ngày ta sẽ nhớ con. Sau khi trở về con phải chăm chỉ luyện công, chờ sau này có thời gian rỗi lại đến đây chơi. Diệp Phàm nói, trong lòng có chút. Được rồi, được rồi. Diệp Đường Thiên Thu vỗ tay. Tiên sinh yên tâm, dù mạng sống của Lạc Phi tôi không còn nhưng mạng sống của Thiên Thu chắc chắn sẽ còn. Lạc Phi vẻ mặt cung kính. Ôi, ta nợ hai mẹ con bọn họ. Diệp Phàm thở dài. Ha ha, đối với bọn họ mà nói thì phải cảm thấy hạnh phúc mới phải. Bằng không, hai người bọn họ bây giờ cũng không biết sẽ như thế nào rồi. Qua mấy năm mở rộng xây dựng. Hiện nay trên đảo đã thay đổi rất lớn. Tiên sinh có thời gian thì đến đấy thăm, chắc chắn sẽ tạo cho ông cảm giác mới. Hơn nữa, bọn họ đối với tôi cũng rất tốt, tôi sắp được bọn đưa lên thành Bồ Tát rồi. Lạc Phi cười nói. Lạc Phi, cậu cũng đã không còn trẻ nữa rồi, phải tranh thủ giải quyết vấn đề kia đi có phải thế không nào? Diệp Phàm cười nói. Ha ha, tùy duyên thôi. Hơn nữa Duy Cơ Tư cũng không thiếu con gái. Đương nhiên. Tôi bảo vệ Duy Cơ Tư cho tiên sinh cho nên mọi thứ trên đảo đều là của tiên sinh. Tôi chỉ cần hai người con gái. Lạc Phi vẻ mặt nghiêm túc nói. Không thể nói như vậy được, Duy Cơ Tư thuộc về tộc người Nạp Tây Mễ. Đương nhiên, nó cũng thuộc sở hữu của huynh đệ chúng ta. Diệp Phàm vỗ vai Lạc Phi cười nói. Đi đi, chúng ta đừng lưu luyến nữa. Nhìn máy bay bay lên không trung,
Diệp Phàm vừa ra khỏi sân bay thì nhận được điện thoại của Dương Khai Thành, chủ tịch tỉnh Điền Nam, nói: "Đồng chí Diệp Phàm, bên Điền Nam chúng tôi cho rằng việc thực hiện đại quy hoạch hoành không là việc cấp bách. Trước tình hình đại quy hoạch vẫn chưa hoàn tất chuẩn bị, cũng chưa thấy có lợi ích thì không cần thiết phải mù quáng đi làm khu kinh tế hoành không gì đó. Tuy tên gọi thì rất dễ nghe, quy mô cũng lớn, nhưng nhất định sẽ phân tán việc kiến thiết của đại quy hoạch hoành không và sự phát triển của tập đoàn hoành không. Vì thế bên chúng tôi cho rằng ý tưởng trước mắt thành lập khu kinh tế hoành không là không thực tế. Không phải là nói ý tưởng này không tốt mà chủ yếu là thời cơ chưa chín muồi. Chúng tôi cho rằng, cần phải chờ mấy năm nữa xem tình hình thì hãy quyết định. Chẳng qua là phạm vi mở bao hàm của đại quy hoạch mở rộng một chút, còn lại những mặt khác không có thay đổi gì lớn. Tập đoàn hoành không sẽ vẫn cứ có sức phát triển như thế. Hơn nữa, có thêm sự gia nhập của cơ khí TQ và điện khí Tây Nam, càng có thêm sự thúc đẩy cho sự phát triển của tập đoàn hoành không. Tôi không hiểu, vì sao lại không thực tế? Diệp Phàm hỏi, khẩu khí mạnh mẽ. Đồng chí Diệp Phàm, cơm thì phải ăn từng miếng một, một miếng không thể béo ngay lên được. Chủ tịch Dương nói, một tin tức mới nhất chúng tôi vừa nhận được, cảng Tân Môn đang mở rộng, cần phải nhập một số lượng lớn thiết bị máy móc. Hạng mục này nhất định phải gọi thầu, chỉ dựa vào quy mô của một mình tập đoàn hoành không đứng ra cạnh tranh thì còn kém xa so với 500 doanh nghiệp đứng đầu thế giới. Đây là một hạng mục lớn liên quan đến tổng kinh ngạch lên đến hơn 10 tỷ. Chúng tôi không muốn bỏ lỡ cơ hội này. Còn nếu khu kinh tế hoành không được thành lập thì chúng tôi sẽ có những điều chỉnh hợp lý đối với những tài nguyên hiện có, tạo cho những tài nguyên hiện có tiến thêm một bước mới. Hơn nữa, nâng cao sức cạnh tranh của tập đoàn hoành không chúng tôi. Đối với hai tập đoàn bọn họ mà nói, có thể đưa họ vào khu kinh tế hoành không thì cũng là việc thuận lợi cho chúng ta. Bởi vì, trước mắt hai tập đoàn bọn họ không những không phải gánh bất kỳ món nợ nào, ngược lại lợi nhuận hàng năm cũng đạt gần 2 tỷ. Nói thực, đó chẳng phải là chúng ta dựa vào tiên khí của người ta hay sao? Diệp Phàm nói, các anh có thể hợp tác cạnh tranh mà, điều này cũng không thể không được. Tại sao cứ phải nhập lại với nhau? Đồng chí Diệp Phàm, anh chỉ nhìn thấy ưu điểm khi hợp nhất. Nhưng anh đã nhìn thấy được những phiền toái và bất cập hay chưa? Chủ tịch Dương hỏi, phiền toái nhất định sẽ có, nhưng lợi nhiều hơn hại hay là hại nhiều hơn lợi? Ban lãnh đạo tập đoàn hoành không chúng tôi cũng đã nghiên cứu, cho rằng lợi nhiều hơn hại. Việc này không phải một mình Diệp Phàm tôi thích lập công mà là chuyện được quyết định từ sự phát triển lâu dài và bản thân tập đoàn hoành không. Diệp Phàm nói, chúng tôi không hề nói anh thích lập công lớn, mà là sau khi chúng tôi nghiên cứu cẩn thận đã cho rằng điều kiện trước mắt không thích hợp cho việc thành lập khu kinh tế hoành không. Khu kinh tế hoành không không giống với đại đa số các khu kinh tế khác. Nó là một khu kinh tế trải rộng trên 2 tỉnh, 3 khu vực và thêm cả 2 tập đoàn nữa. Đem những sự vật căn bản không tương hợp ép lại với nhau, chắc chắn sẽ khiến cho tập đoàn hoành không phát triển thụt lùi. Chúng tôi lo rằng, nó sẽ cản trở sự phát triển và quật khởi của tập đoàn hoành không. Hơn nữa, những vấn đề liên quan trong đó cũng rất nhiều. Đơn giản mà nói, đồng chí Diệp Phàm anh nếu là lãnh đạo chủ quản của khu kinh tế hoành không, chỉ bao nhiêu là chuyện phiền toái như thế, việc cãi cọ cũng có thể lôi anh xuống bùn rồi. Vì thế, tập trung tinh thần để kiến thiết, tạo một bước phát triển lớn mới là điều anh nên quan tâm lúc này. Chứ không phải lúc để có một ý tưởng không thiết thực. Lời của Chủ tịch Dương lần này đã nặng hơn không ít. Lời nói này khiến tôi lại có những cách nhìn khác, phạm vi khu kinh tế hoành không thì lớn, nhưng có thể vượt quá phạm vi quản lý của hai tỉnh Điền Nam và Thiên Vân sao? Như thế thì phiền toái của các anh chẳng phải là càng nhiều, mà Chủ tịch Dương anh cũng cô mệt lắm, ngược lại càng ngày càng có tinh thần ấy chứ. Trong lời nói của Diệp Phàm có vẻ châm chọc. Việc xây dựng một tỉnh cần có thời gian tương đối dài, chứ không phải việc mà một tay Dương Khai Thành tôi có thể làm được. Tôi tin rằng, thời kỳ đầu xây dựng tỉnh Điền Nam cũng gặp phải rất nhiều khó khăn như thế. Chỉ có điều đã nhiều năm như vậy rồi, đã ổn định rồi. Mà khu kinh tế hoành không các anh thì không giống như thế, là một khu kinh tế mới hoàn toàn. Còn tập đoàn hoành không đang trong quá trình phát triển mang tính phục hồi. Chúng tôi không hy vọng những việc bên ngoài ảnh hưởng đến sự phát triển của tập đoàn hoành không. Nói đi nói lại, bây giờ các anh tập trung tinh lực phát triển tập đoàn hoành không mới là quan trọng nhất. Đưa đại quy hoạch hoành không đến thành công chính là việc các anh nên làm trước mắt. Thái độ của Chủ tịch Dương cương quyết. Việc này có phải bên phía Điền Nam đã chính thức quyết định rồi hay không? Diệp Phàm hỏi. Chương 3335,
lợi ích phía sau. Đúng vậy, đã thông qua hội nghị thường vụ tỉnh ủy rồi. Bây giờ tôi chính thức thông báo với anh, bên phía chúng tôi không đồng ý xây dựng khu kinh tế Hoành Không. Bởi vì điều kiện và thời cơ đều chưa chín muồi, việc này tôi thấy anh cũng không cần thiết phải tiếp tục tiến hành nữa. Thái độ bên phía chúng tôi rất rõ ràng và kiên quyết. Chủ tịch Dương nói, sau khi cúp điện thoại Diệp Phàm rất bực bội. Suy nghĩ một hồi mở điện thoại gọi cho Ninh Chí Hòa bàn về việc này. Các đồng chí bên Điền Nam không đồng ý việc này thật là khó giải quyết. Ninh Chí Hòa nói, tôi nghĩ mà không hiểu tại sao bọn họ lại kiên quyết cản trở việc hình thành khu kinh tế Hoành Không như thế. Đối với mọi người mà nói đây là việc lợi trăm đường mà không có hại, vì sao bọn họ lại không muốn làm? Diệp Phàm có chút bực tức. Ha ha, đó là do góc độ cậu nhìn vấn đề không giống với bọn họ mà thôi. Cậu nghĩ xem, tỉnh Điền Nam có bao nhiêu cổ phần ở tập đoàn Hoành Không? Ninh Chí Hòa cười nói. 4%. Diệp Phàm trả lời. Thế thì đúng rồi, thực ra cậu phải nhìn cho thấu, sự phát triển của đại quy hoạch Hoành Không bây giờ khiến người ta phải kinh ngạc. Có thể dự kiến trong tương lai không xa đại quy hoạch Hoành Không sẽ cải thiện triệt để tình trạng của tập đoàn Hoành Không. Còn cơ khí TQ và điện khí Tây Nam thì đã già rồi, bọn họ muốn ổn định và đi theo bước phát triển của các cậu là rất khó có thể. 5 năm sau, có lẽ bọn họ sẽ chạy theo các cậu. Cậu hiểu được đạo lý bên trong đó chưa? Ninh Chí Hòa nói. Ý của chú Ninh là đến khi đó phải dựa vào tiên khí chính là bọn họ chứ không phải chúng ta. Còn về tỉnh Điền Nam mà nói, bọn họ có 40% cổ phần trong tập đoàn Hoành Không, mà cơ khí TQ và điện khí Tây Nam chẳng có quan hệ gì với bọn họ cả. Cấp trên trực tiếp của hai tập đoàn đó là Ủy ban Quốc tư. Liên quan trong việc này chính là sự cạnh tranh về lợi ích. Bên phía tỉnh Điền Nam không muốn để cho hai tập đoàn này lấy đi những lợi ích mà nó vốn thuộc về tỉnh Điền Nam. Nói sâu xa hơn thì còn có phần của Ủy ban Quốc tư nữa. Diệp Phàm nói. Không sai, nhãn quang của đồng chí Tiểu Diệp rất tinh tường. Tuy nhiên, còn một điểm nữa cậu chưa nhìn ra. Ninh Chí Hòa cười nói. Còn nữa? Diệp Phàm hỏi. Đúng vậy, cậu đã quên mất tỉnh Thiên Vân của chúng tôi rồi sao? Ninh Chí Hòa nói. Nhưng bên chú cũng là người bị hại mà, Thiên Vân và Điền Nam chẳng phải cũng để cho hai tập đoàn bọn họ lấy đi một phần lợi ích hay sao? Đương nhiên, trước mắt đây chỉ là giả thuyết 5 năm sau tập đoàn Hoành Không chúng ta phát triển đến mức khiến cho hai nhà bọn họ phải dựa vào. Diệp Phàm nói. Ha ha, tôi hỏi cậu, khu kinh tế Hoành Không nếu thực sự được thành lập, tổng bộ, ban lãnh đạo sẽ được đặt ở đâu? Ninh Chí Hòa cười hỏi. Đó nhất định là sẽ đặt ở trấn Hoành Không bây giờ mà tương lai là huyện Hoành Không có phải không nào? Diệp Phàm thuận miệng nói. Cháu hiểu rồi, nếu như thế, tỉnh Thiên Vân sẽ thuận tiện hơn, còn lợi ích có được của tỉnh Điền Nam lại càng ít hơn. Hơn nữa, sau khi khu kinh tế Hoành Không được thành lập nhất định sẽ có ban quản lý, cũng chính là ban lãnh đạo khu kinh tế Hoành Không. Mà đại đa số thành viên của ban lãnh đạo đều là những đồng chí của tỉnh Thiên Vân đảm nhiệm và Ủy ban Quốc tư cũng sẽ có người nằm trong đó. So sánh mà nói, quyền lực của tỉnh Điền Nam trong ban lãnh đạo sẽ càng ít. So với tiếng nói của họ ở tập đoàn Hoành Không thì bị giảm đi rất nhiều. Ha ha, nói hay lắm, chính là lý do này. Các đồng chí bên Điền Nam không thể vô duyên vô cớ không đồng ý việc xây dựng khu kinh tế Hoành Không đâu. Mà đơn giản liên quan trong đó chính là cạnh tranh lợi ích mà thôi. Việc xây dựng khu kinh tế Hoành Không ngược lại sẽ làm giảm đi quyền lực của bọn họ. Nếu không có khu kinh tế Hoành Không mà chỉ có đại quy hoạch Hoành Không thì ít nhất bên Ủy ban Quốc tư chẳng có mấy tiếng nói. Còn một khi gia nhập cơ khí TQ và điện khí Tây Nam, tiếng nói của Ủy ban Quốc tư sẽ mạnh hơn. Còn tỉnh Điền Nam thì lại yếu đi. Cậu nói xem, bọn họ không phản đối mới lạ. Hơn nữa, so với tỉnh Thiên Vân mà nói, sự tham gia của Ủy ban Quốc tư tuy cũng sẽ phải chia bớt một muỗng canh của bọn ta. Nhưng, bởi vì đại đa số địa bàn của khu kinh tế Hoành Không được xây dựng trên tỉnh Thiên Vân. Ngay cả địa bàn của hai tập đoàn cơ khí Hoa Hạ và điện khí Tây Nam cũng sẽ nằm trong tỉnh Thiên Vân. Việc này, chẳng phải là đã béo cho tỉnh Thiên Vân hay sao? Ninh Chí Hòa cười lớn, nói. Thế thì việc này nhất định chú Ninh sẽ đồng ý có phải không ạ? Diệp Phàm cười hỏi. Đó là nhất định, việc thành lập khu kinh tế Hoành Không có lợi cho việc thúc đẩy sự phát triển kinh tế của Thiên Vân. Bọn ta nhất định là phải thúc đẩy để thành công. Đương nhiên, trước tiên vẫn phải lấy hiệp thương là chính. Hy vọng các đồng chí bên Điền Nam sẽ nghĩ thông. Nếu bọn họ thực sự không đồng ý,
bọn ta đành phải sử dụng ưu thế cổ phần của bọn ta để quyết định chuyện này. Dĩ nhiên nếu như thế thì cũng đồng nghĩa với phá vỡ quan hệ của hai tỉnh chúng ta. Đương nhiên ta không mong muốn nhìn thấy xảy ra tình hình như thế. Nhưng có những việc nếu hiệp thương không có kết quả thì chỉ có thể làm như vậy. Ninh Chí Hòa nói, ý của chú Ninh là thông qua hội đồng quản trị để phủ quyết quyết định của tỉnh Điền Nam. Mà tỉnh Thiên Vân là phía khống chế cổ phần của tập đoàn Hoành Không, có quyền quyết định những việc lớn của tập đoàn Hoành Không. Diệp Phàm hỏi, ha ha, cậu nghĩ có phải là lý do này hay không? Hơn nữa, trong việc này Ủy ban Quốc tư cũng là phía có lợi, nhất định bọn họ sẽ ủng hộ quyết định của bọn ta. Ninh Chí Hòa cười nói, chỉ hy vọng là như thế, tuy nhiên, sáng mai ba tập đoàn chúng cháu sẽ ngồi lại với nhau bàn bạc về chuyện hợp tác dưới sự kết hợp của Ủy ban Quốc tư. Đây cũng là một việc rất phức tạp, tập đoàn Hoành không muốn làm ông chủ, hai tập đoàn còn lại tất nhiên cũng không phục. Bởi vì bọn họ có lý do để không phục, bởi vì sự phát triển của bọn họ bây giờ tốt hơn so với chúng cháu. Thuyết phục bọn họ thế nào cũng là một chuyện khó khăn. Diệp Phàm nói, công việc và cuộc sống, thực ra chính là quá trình từng bước giải quyết những khó khăn. Đây cũng là niềm vui trong cuộc sống con người. Thực ra, con người sống trên thế giới phải không được sợ khó khăn, gặp khó khăn thì chúng ta giải quyết là được. Nếu không có khó khăn gì cả thì sống còn có ý nghĩa gì? Đây cũng là đạo lý cuộc sống trống rỗng của rất nhiều người có rỗng tuếch về mặt tinh thần. Ninh Chí Hòa nói, buổi tối Diệp Phàm đưa Kiều Viên Viên đến Đại viện Kiều gia. Bởi vì sáng mai ba tập đoàn tiến hành hiệp đàm, cho nên Kiều Báo Quốc nhất định sẽ về nhà. Vừa nhìn thấy đứa cháu yêu quý về, vợ chồng Kiều Viễn Sơn rất vui mừng. Vui đùa một hồi rồi ba người vào trong phòng sách. Đại cữu ca, giờ cảm thấy thế nào rồi? Diệp Phàm hỏi, bây giờ quan hệ với Kiều Báo Quốc đã được cải thiện rất nhiều, Diệp Phàm cũng đã gọi được tiếng đại cữu ca. Cũng tạm tạm thôi. Kiều Báo Quốc vẻ mặt bình thản gật gật đầu nói. Cái gì mà tạm tạm, được là được mà không được là không được. Kiều Viễn Sơn vẻ mặt nghiêm túc hừ nói. Bây giờ là con đang nói chuyện cùng với em rể của con, có khó khăn gì, vấn đề gì thì đưa ra, dù sao về mặt nhà máy nó cũng có kinh nghiệm hơn con. Diệp Phàm biết Kiều Viễn Sơn là người vì thể diện có thể chịu khổ. Người của Ngô Trung Bảo vẫn còn đó, mà bí thư đảng ủy của cơ khí TQ nạp mãi để lâm lại là một lão hồ ly thành tinh. Dù là nể mặt Kiều ra đại viện mà để cho ngươi thoải mái một chút, nhưng những rắc rối nhỏ sẽ cứ diễn ra. Mọi việc trên đời này đều là vì cạnh tranh lợi ích và quyền lực. Hơn nữa, nạp mãi để lâm có thể ngồi được vào vị trí như ngày hôm nay, sau lưng nhất định sẽ không thể kém Kiều ra đại viện là bao. Quả nhiên, sau khi bị giáo huấn một câu vẻ mặt Kiều Báo Quốc tỏ ra xấu hổ, nghĩ một lúc rồi nói. Mới xuống chưa được lâu có những việc không tránh được. Nói đi Báo Quốc, đều là người nhà cả. Kiều Viễn Sơn nói. Việc này nói ra cũng không giải quyết được. Trong ban đảng ủy tập đoàn có 7 người là người của Ngô Trung Bảo trước kia. Tập đoàn không có điều chỉnh lớn về ban lãnh đạo, chỉ là thay đổi phó soái mà thôi. Nếu ép tất cả xuống thì con cảm thấy có sự điều chỉnh thích thành viên ban lãnh đạo mới. Trước kia thế lực của Ngô Trung Bảo rất mạnh, ngay cả một bí thư đảng ủy như Nạp Mãi Đề Lâm cũng phải nhượng bộ lão mấy phần. Tình hình bây giờ không như thế nữa, những người này có lẽ đều sẽ phải nể sợ Nạp Mãi Đề Lâm. Kiều Báo Quốc nói. Có lẽ tên cáo giả Nạp Mãi Đề Lâm này lại nghĩ đến chuyện quyền lực. Hơn nữa cho rằng đại cửu ca anh chưa từng làm việc ở nhà máy nên dựa vào đó để làm phiền anh. Diệp Phàm nói. Không nói là làm khó dễ mà sửa thành làm phiền như thế đã là giữ thể diện cho Kiều Báo Quốc rồi. Đây thực sự là một vấn đề thực tế. Nạp Mãi Đề Lâm dù đã già rồi, nhưng dù người có già thì cũng sẽ không bỏ qua quyền lực. Kiều Báo Quốc gật gật đầu, mặt hơi ửng đỏ lên. Tạm thời mà nói, đám người của Ngô Trung Bảo kia chắc không dám hành động thiếu suy nghĩ đâu, dù sao khi ngày đó đến thì cũng phải để cho bọn họ nhìn thấy khả năng tiềm ẩn của Kiều gia đại viện. Diệp Phàm nói, không nhất định. Kiều Viễn Sơn đột nhiên khẽ lắc đầu. Cũng đúng, khả năng của Kiều gia đại viện ở tầng trên. Đối với bên dưới lại nằm ngoài tầm với. Huống chi đám người của Ngô Trung Bảo kia nếu không phải là đối kháng trực tiếp thì anh cũng khó mà tìm được lý do để chỉnh lý họ. Em lo rằng đám người này liệu có phải nhiều đồng chí đã đi theo Nạp Mãi Đề Lâm rồi hay không? Diệp Phàm nói. Riêng lẻ thì chắc là có đấy, tuy nhiên, Kiều gia đại viện vẫn có sức ảnh hưởng nhất định. Tin rằng một vài đồng chí nào đó khi có sự lựa chọn thì sẽ phải suy xét đến cục diện một chút.
mà có lẽ đa số các đồng chí bây giờ vẫn đang ở giai đoạn quan sát. Có lẽ bọn họ vẫn còn đang ảo tưởng rằng Ngô Trung Bảo vẫn còn có thể tái xuất. Kiều Viễn Sơn nói, hay là em dễ nói một chút, thông qua Ngô Trung Bảo để thu nạp đám người này, như thế việc nắm cơ khí Hoa Hạ của ta sẽ nhanh hơn một chút. Bằng không thì cần phải có thời gian. Kiều Báo Quốc cuối cùng cũng đã nói ra lời thật lòng. Đã đến lúc này rồi thì không cần phải giấu giếm gì nữa. Việc này em cũng ra mặt thì không hợp lý. Dù sao, sự kiện Ngô Trung Bảo liên quan đến tập đoàn Hoành Không. Trước kia dưới sự điều đình của Ủy ban Quốc tư đã giải quyết rồi. Nhắc lại chuyện cũ không những khiến Ngô Trung Bảo sẽ thẹn quá hóa tức. Ông ta thì không có gì. Quan trọng là khi đó việc này do hai lãnh đạo cao nhất của Ủy ban Quốc tư đã thương lượng giải quyết với em. Làm như thế thì chẳng phải Diệp Phàm em trở thành kẻ tiểu nhân không đáng tin hay sao? Sự quản lý của Ủy ban Quốc tư đối với tập đoàn Hoành Không tuy chỉ là một vài sự giám sát và chỉ đạo về nghiệp vụ. Nhưng, hàng năm cũng có thể xin được một ít hạn ngạch từ bọn họ. Nếu thực sự làm như thế thì sau này có muốn được ủng hộ cũng khó khăn. Hơn nữa, bọn họ còn có ảnh hưởng lớn đến nhà máy của đại cữu ca anh nữa. Cho nên bên phía Ngô Trung Bảo không cần thiết. Và lại, đám người đó tạm thời chỉ là quan sát, cũng sẽ không thực sự nghe lời đồng chí đã hết thời Ngô Trung Bảo này. Cho nên, thuyết phục bọn họ từ trong nội bộ mới là quan trọng nhất. Diệp Phàm nói. Chương 3336, Kiều Viễn Sơn cứng rắn. Những việc này con đương nhiên biết. Kiều Báo Quốc hơi chút buồn bực gật đầu. Nội bộ cũng cần phải có thời gian, ba thấy cũng có thể từ bên ngoài tác động vào. Kiều Viễn Sơn nói. Ý của ba là từ sự can thiệp của khu kinh tế Hoành Không. Diệp Phàm vừa nghe liền hiểu ngay. Đúng vậy, một khi khu kinh tế Hoành Không được thành lập, cơ khí TQ cũng gần như trở thành một nhà máy trực thuộc khu kinh tế Hoành Không. Bất kể các đồng chí của tập đoàn cơ khí TQ nghĩ thế nào thì sự thật cũng như vậy. Còn ban quản lý khu kinh tế Hoành Không có quyền quản lý không thể tranh cãi đối cơ khí TQ. Nếu có đồng chí nào thực sự làm quá đáng thì Diệp Phàm còn có thể ra tay chỉnh đốn một chút. Như thế cũng là danh chính ngôn thuận. Hơn nữa, có thể thông qua ban quản lý cũng có thể tiến hành sự điều chỉnh thích hợp đối với ban đảng ủy cơ khí Hoành Không. Ngay cả phía ủy ban quốc tư cũng khó mà nói được gì. Nếu ban quản lý không có một chút quyền lực gì thì ban quản lý lập ra để làm gì? Huống chi quan hệ của con với chủ nhiệm cao nhất thiên cũng được đặt trong đó. Thực ra, đa phần công việc của bộ đều là do phó chủ nhiệm thường trực cao nhất thiên chủ trì. Kiều Viễn Sơn đúng là tinh quái. 3. Việc thành lập khu kinh tế Hoành Không bây giờ đang gặp phải khó khăn rồi. Diệp Phàm nói. Đồng chí Chí Hòa không đồng ý. Kiều Viễn Sơn sửng sốt hỏi. Không, chú Ninh vẫn rất ủng hộ. Chính là những đồng chí bên phía Điền Nam có vài suy nghĩ khác. Diệp Phàm nói. Ừm. Kiều Viễn Sơn hưởng ứng một tiếng. Hay là ba chào hỏi với các đồng chí bên Điền Nam một tiếng, con tin rằng bọn họ sẽ phần nào nghe lời có phải thế không nào? Diệp Phàm hỏi, Diệp Phàm không muốn đối đầu với những đồng chí bên Điền Nam, như thế mọi người gặp nhau sẽ không ngại. Có đồng chí Chí Hòa ủng hộ con thì còn không làm được hay sao, con đừng chỉ chờ ta có thể mở lời. Những lời này ta cũng không tiện nói, ta làm công tác tổ chức, can thiệp vào việc này hơi có chút không phù hợp. Hơn nữa, không cẩn thận thì sẽ mất chức. Kiều Viễn Sơn nhìn Diệp Phàm nói, rồi đột nhiên cười nói tiếp. Việc này có lẽ con đã nghĩ ra cách rồi có phải không nào? Ha ha, ba cũng nhìn ra rồi sao? Chỉ là con không muốn dùng đến thủ đoạn cực đoan này mà thôi. Diệp Phàm đem việc đưa ra hội đồng quản trị nói qua một lượt. Con à, con lo lắng quá nhiều rồi. Hội nghị thường vụ tại sao thường xuyên xuất hiện kết quả giơ tay biểu quyết? Chính là bởi vì ý kiến không thống nhất đấy. Nếu việc gì cũng có thể bàn bạc để đưa ra kết quả thì trên đời này quá yên bình rồi. Các đồng chí bên Điền Nam có cách nghĩ của bọn họ, còn con cũng có cách nghĩ của con. Thực ra nói thẳng một chút. Bọn họ chỉ để ý tới lợi ích của mình chứ chẳng quan tâm đến lợi ích của con đâu. Còn xây dựng khu kinh tế Hoành Không là đại cục, bọn họ đã bất nhân thì các con còn nghĩa gì nữa. Rất nhiều chuyện đều có sự đối ngược, mọi người đều có thể vượt qua được. Một khi việc cạnh tranh lợi ích lên đến đỉnh điểm, chỉ có thể sử dụng quy tắc đã định để giải quyết. Kiều Viễn Sơn nói. Hơn nữa, con cũng đừng nghĩ các đồng chí bên phía Điền Nam đơn giản như thế. Ngay cả khi con sử dụng biện pháp cứng rắn đối với việc này, tin rằng bọn họ cũng sẽ thông suốt. Còn con nói là phá vỡ mối quan hệ,
điều đó sẽ không thể xảy ra. Hai đồng chí Trần, Dương của tỉnh Điền Nam nếu không có chút trí tuệ nào thì cũng không thể được như ngày hôm nay đâu. Diệp Phàm, con đừng có xem thường ý chí của các lãnh đạo. Nếu xem nhẹ thì chỉ có thể chứng tỏ ý chí của con mới là chưa đủ lớn. Ha ha, nếu con có ý chí của bố thì chẳng phải sẽ sớm leo lên cao rồi sao? Diệp Phàm cười nói. Con đúng là... Kiều Viễn Sơn vui vẻ, ông ta nhìn Diệp Phàm nói. Tuy nhiên, báo quốc vừa mới xuống, phải tạo được những thành tích không giống như trước kia thì mới được. Điểm này con là người hiểu rõ nhất, bằng không sẽ khiến cho người ta coi thường. Việc này con cũng đã nghĩ tới rồi. Diệp Phàm nói qua một lượt việc của cảng Tân Môn. Đồng chí Bình Phong nói không sai, phải tranh thủ được đơn đặt hàng đó của Tân Môn. Khu kinh tế Hoành Không thành lập phải được phát triển. Hơn nữa, tốt nhất là có thể phát triển vượt cả đại quy hoạch Hoành Không thì mới là hoàn hảo. Một khi khu kinh tế Hoành Không được thành lập, khí thế của bọn con cũng sẽ được nâng lên một bước mới. Để đấu thầu được hoặc người ta muốn giúp đỡ bọn con thì đương nhiên cũng phải có một lý do hợp lý có phải không nào? Kiều Viễn Sơn nói, con sẽ cố gắng. Diệp Phàm gật đầu, liếc nhìn anh vợ, nói. Đại cữu ca, về việc ba tập đoàn gia nhập đại quy hoạch Hoành Không, bên phía cơ khí TQ có ý kiến gì hay không? Đương nhiên tôi không có ý kiến gì, tuy nhiên, tôi thấy bí thư Nạp hình như có ý kiến. Hơn nữa, nghe nói gần đây bí thư Nạp có liên hệ mật thiết với phía điện khí Tây Nam. Ông ta còn đích thân chạy đi đâu đó một chuyến. Tôi nghĩ là ông ta đến điện khí Tây Nam để bàn chuyện với Cố Hữu Toàn và Ô Vân Sơn. Tôi đã cho người thầm đi nghe ngóng, có lẽ là có liên quan đến việc hợp tác của ba tập đoàn chúng ta. Đối với việc gia nhập vào đại quy hoạch Hoành Không, bọn họ có cách nghĩ của mình. Hơn nữa, một khi gia nhập chắc chắn sẽ lấy tập đoàn Hoành Không là chính. Bởi vì, đại quy hoạch Hoành Không là do các chú tạo ra. Đây là sự thực không thể tranh cãi. Kiều Báo Quốc nói. Quan hệ trước kia của Ô Vân Sơn với Ngô Trung Bảo rất thân thiết, hai người bọn đã nhiều lần qua lại với em. Tuy nhiên, cuối cùng bọn họ cũng rất buồn bực, người phản đối việc gia nhập vào đại quy hoạch Hoành Không kịch liệt nhất chính là Ô Vân Sơn. Còn thái độ của Nạp Mãi Đề Lâm có lẽ còn có chiều hướng mềm dẻo một chút. Đương nhiên không phải là nói thái độ của Nạp Mãi Đề Lâm có thay đổi, mà là muốn nói phong cách làm việc của người này không như Ô Vân Sơn. Còn nói về bí thư đảng ủy của điện khí Cố Hữu Toàn em vẫn thấy rất lạ, cơ bản chưa từng tiếp xúc với ông ta. Người này có gì đó khó hiểu. Diệp Phàm nói, tuy cậu chưa từng tiếp xúc với ông ta, nhưng người ta lại hận cậu tận xương tủy. Kiều Báo Quốc hừ một tiếng. Điều này đúng là lạ, dù là việc cạnh tranh lợi ích của hai tập đoàn cũng đâu cần phải hận em đến mức như thế chứ. Diệp Phàm liếc nhìn đại cữu ca hơi chút nghi ngờ. Cậu đừng cho rằng ta đang dọa cậu. Nhưng có lẽ cậu vẫn chưa hiểu được Cố Hữu Toàn là người như thế nào đâu. Kiều Báo Quốc xoa cằm tỏ ra đắc ý. Ồ, Diệp Phàm nhìn gã. Cố gia Cố Thiên Long ở kinh thành chắc chú không xa lạ chứ. Kiều Báo Quốc nói. Đương nhiên, lẽ nào Cố Hữu Toàn có liên quan tới bọn họ. Cuối cùng Diệp Phàm cũng hiểu ra một chút. Trước kia Cố Thiên Long đã khiến cho mình rời khỏi chiếc ghế tư lệnh quân khu trước thời hạn, còn cháu của ông ta Cố Tuấn Phi bây giờ đã trở thành người bại liệt. Ngay cả con trai cả của Cố Thiên Long Cố Phong Sơn, khi đó đang là phó bí thư đảng ủy tỉnh Nam Phúc cũng vì việc của con trai mà bị điều đến làm việc ở ngành tôn giáo quốc gia. Không sai, Cố Hữu Toàn chính là em họ của Cố Phong Sơn. Bố của Cố Hữu Toàn Cố Viễn Đình chính là em ruột của Cố Thiên Long. Việc này vốn là tôi cũng không biết, sau khi bí thư Nạp chạy đến chỗ bọn họ thì tôi đã lưu ý. Cho người đi tìm hiểu một số quan hệ trong gia đình của Cố Hữu Toàn. Thế là đã phát hiện ra được thông tin quan trọng này. Kiều Báo Quốc nói, nếu như thế thì Cố Hữu Toàn mới là trở ngại lớn nhất của các anh trong việc gia nhập đại quy hoạch Hoành Không. Còn Ô Vân Sơn và Nạp Mãi Đề Lâm cũng có những tính toán cho lợi ích của mình. Diệp Phàm gật đầu nói, điều đó là chắc chắn, hội nghị hiệp thương sáng mai có lẽ sẽ có một trận đấu. Cậu phải chuẩn bị cho tốt, có lẽ việc này nếu thực sự phải gia nhập thì sẽ có trở ngại rất lớn. Tôi cảm thấy hy vọng không nhiều. Kiều Báo Quốc nói. Ai muốn cản hy vọng của em cũng không ngại sẽ đá người đó. Diệp Phàm dứt khoát. Không đá được đâu em dễ ạ, ba người bọn họ là người cầm lái của hai tập đoàn lớn. Chỉ một mình ta ủng hộ thì quá yếu. Hơn nữa ta cũng vừa mới đến đó, sức nặng của lời nói rất yếu. Về việc này ta vốn cũng đã bàn bạc với bí thư Nạp rồi. Tuy nhiên, con cáo giả đó chẳng thể hiện ra điều gì cả.
Kiều Báo Quốc nói. Anh sợ rồi hả? Diệp Phàm không chịu được liền mỉa mai. Tôi sợ gì chứ? Kiều Báo Quốc tức giận, tuy gần đây quan hệ của với Diệp Phàm có cải thiện nhiều, nhưng trong lòng Báo Quốc vẫn có chút vướng mắc. Đương nhiên là do hào quang của Diệp Phàm đã tạo ra áp lực rất lớn đối với Kiều Báo Quốc. Anh sợ chỗ mình ngồi chưa vững cho nên không dám đắc tội với những người đó mà thôi, dù nói thế nào việc thành lập khu kinh tế Hoành Không cũng là tốt cho anh. Vì thế, anh phải thể hiện sự ủng hộ rõ ràng đối với công việc của em. Khí thế của Diệp Phàm mạnh hơn chế áp Kiều Báo Quốc. Tôi mặc kệ, các cậu thành lập hay không thì liên quan gì đến tôi. Hơn nữa, cậu cũng đừng có nói dễ nghe như thế. Vì tôi, vì bản thân cậu mới là chủ yếu nhất. Khu kinh tế Hoành Không được thành lập rồi, đồng chí Diệp Phàm cậu ngồi vào vị trí chủ nhiệm ban quản lý, cao quá rồi. Kiều Báo Quốc tôi khi đó lại chính là cấp dưới của chú. Thế nào, thoải mái quá phải không nào? Kiều Báo Quốc tức giận. Thoải mái, đó là đương nhiên. Tuy nhiên, em đã ở tập đoàn Hoành Không này 2 năm rồi. Sau khi em đi chẳng phải là của anh hay sao, Diệp Phàm em trải đường cho anh lại không biết tốt xấu. Cùng lắm thì chặt một cái thành hai. Em cũng chẳng muốn thành lập khu kinh tế, đại quy hoạch Hoành Không cũng đủ để em tạo được thành tích rồi. Diệp Phàm hừ lạnh lùng. Thấy Kiều Viễn Sơn vẫn đứng bên không nói gì, cũng không biết trong đầu bố vợ mình đang nghĩ gì. Đó là việc của cậu, tôi không quan trọng. Kiều Báo Quốc hừ nói, dường như sự tức giận bị kìm nén trước kia đối với Diệp Phàm nay lại bộc phát. Ba, nếu Kiều Đại Công Tử của chúng ta đã có thái độ như vậy rồi thì con cũng không cần phải bàn nữa. Có ý gì, việc còn con cũng không dám đứng ra ủng hộ con, lẽ nào Diệp Phàm con trời sinh ra là phải bôn ba vất vả vì anh vợ. Uy phong của Kiều gia đại viện đâu mất rồi. Con cảm thấy anh ấy cũng không cần phải quá cẩn thận như thế. Cần phải để cho ba con cáo già kia nhìn thấy đại pháo của Kiều gia đại viện không phải là hư thực mới phải chứ. Tuy lời con nói có hơi quá khích nhưng đây là sự thực. Nếu sáng mai đồng chí Kiều Báo Quốc anh cũng không ủng em thì một mình em cũng sẽ chiến đấu với ba lão hổ ly đó. Diệp Phàm nói. Được rồi, hai đứa nói đi nói lại rồi lại vãi nhau rồi. Thực ra ta chưa nghĩ được. Tính khí này của hai đứa con làm sao lại có thể đi tới được như hôm nay? Con xem, như thế có phù hợp với thân phận hiện tại của hai đứa hay không? Có lẽ giống với hai đứa đầu đường xó chợ thì đúng hơn. Chặt một cái làm hai thì ai được lợi? Việc ngày mai nhất định Báo Quốc phải một lòng ủng hộ Diệp Phàm. Hai đứa đồng lòng thì uy lực mới có thể phát huy được mạnh nhất. Bằng không, Kiều gia đại viện thực sự sẽ để cho người ta cười cho. Người ngoài người ta có thể đồng tâm. Hai đứa các con lại nội chiến như thế. Các con đang muốn làm gì thế? Kiều Viễn Sơn hừ nói. Chương 3337, phát cuồng. Ba, con bực mình lắm rồi đấy. Kiều Báo Quốc hơi cúi đầu, nói. Con cũng thế. Diệp Phàm nói. Các con phải bàn bạc xem làm thế nào để đối phó với ba con cáo giả đó trước đã. Hơn nữa, Cố gia bây giờ cũng đã bước ra từ trong những ảnh hưởng bởi việc về hưu của Cố Thiên Long rồi. Cố Phong Sơn hiện là chủ tịch tỉnh, Cố Hữu Cương thăng lên chức phó tư lệnh hạm đội Nam Hải, quân hàm trung tướng. Cố gia đều có người ở cả quân sự và chính trị. Đã dần dần trở ở vị trí đỉnh cao của gia tộc hạng nhì ở thủ đô. Kiều gia chúng ta có người nói hay một chút thì đã là gia tộc tầng lớp hạng nhất. Thực ra, chúng ta ở trong tầng lớp gia tộc hạng nhất cũng chỉ nằm ở cuối cùng. So với Cố gia thì cũng chẳng mạnh hơn bao nhiêu. So với gia tộc cao nhất thì chúng ta còn kém tương đối xa. Kiều Viễn Sơn bình thản nói. Việc này chúng con biết, chúng con cũng sẽ không tự cao tự đại một cách mù quáng. Kiều Báo Quốc nói. Con có thể hiểu thì tốt, đương nhiên, khí thế cần phải có thì vẫn phải có. Tại sao nói quyền uy, uy tín cũng là một loại năng lực tiềm ẩn. Một người yếu đuối qua loa thì rất khó để thành nghiệp lớn. Nhìn từ cổ chí kim. Phàm những người có thể thành việc lớn đều là những người có khí phách lớn. Kiều Viễn Sơn nói. Chẳng trách khí phách của ba mạnh như thế. Diệp Phàm cười nói. Đừng có nịnh nọt lung tung ở đây, ta làm công việc này không cho phép ta bộc lộ quá nhiều khí phách. Kiều Viễn Sơn hừ nói. Chúng con đối diện với ba là đã sợ rồi, còn nói chưa bộc lộ. Thực sự bộc lộ thêm một chút khí phách nữa thì chúng con chẳng tè ra quần ấy chứ. Diệp Phàm nói đùa, thư giãn một chút. Ha ha, cả ba người cùng cười. Mấy người họ lại bàn luận một hồi, ăn xong bữa tối cả nhà Diệp Phàm lại trở về biệt thự Hồng Diệp Bảo. Tuy nhiên, vừa về đến biệt thự Hồng Diệp Bảo thì Lý Cường đã tới.
nhìn sắc mặt của cậu hình như có chuyện rồi có phải không? Diệp Phàm hỏi. Tiên sinh, ông nhanh đi xem con tiểu xà. Lý Cường nói. Có chuyện gì? Diệp Phàm vừa hướng Thiên Sinh Bát vừa hỏi. Con tiểu xà đột nhiên giống như phát điên, khiến cho hải bá cũng đều nổi trận lôi đình. Lý Cường nói, hai người vội vàng đi vào trong phòng trên Thiên Sinh Bát. Phát hiện hai người Lệ Vô Nhai cũng đã đến rồi. Chuyện lạ. Hồng Tà hướng nhìn về phía ao nước vuốt râu buồn bực. Diệp Phàm phát hiện, con tiểu xà có bốn chân đó giống như đang phát điên. Đang quằn quại giống như không muốn ở trong hồ nước này nữa. Hay là các người cho chúng ăn cái khiến chúng bị đau bụng? Diệp Phàm nhìn và hỏi. Không, trước kia cho cái gì thì hôm nay cũng cho cái đó. Trước giờ có chuyện gì xảy ra đâu, việc này đúng là kỳ lạ. Hồng Tà lắc đầu. Hình như nó bị bất an, cứ muốn nhảy ra khỏi hồ nước. Rốt cuộc là nguyên nhân gì, lạ thật. Lệ Vô Nhai cũng đầy nghi ngờ. Diệp Phàm thi triển công lực nhìn xuyên thấu của mắt chim ưng quét một lượt trên người tiểu xà, phát hiện trong người con rắn đó không có gì khác thường. Đúng lúc này, thấy Diệp Phàm đứng ở bên cạnh hồ nước. Tiểu xà lại phát cuồng lên, giãy giụa rất ác liệt muốn lao tới. Nhưng hải bá đã dùng chân của nó đè con rắn quay trở lại không để cho nó trèo lên. Diệp Phàm giật mình, xuất nội công chặn chân của hải bá lại. Tiểu xà không còn bị khống chế nữa, đuôi và chân sau đập lên hồ nước một cái, toàn thân con rắn nhảy vào tới. Thoáng cái đã bay đến trước mặt Diệp Phàm. Diệp Phàm đưa tay hút túm lấy con rắn. Lại xảy ra chuyện kỳ lạ, tiểu xà lập tức quấn quanh cổ tay của Diệp Phàm. Đầu của nó liếm bàn tay của Diệp Phàm. Hình như nó không hề có ác ý với cậu. Lệ Vô Nhai nói. Ừm, lẽ nào là nhớ ta? Diệp Phàm tự đắc nói. Sau đó thả tiểu xà ra, tiểu xà lại trèo lên người Diệp Phàm, giống như con thạch sùng vậy. Hơn nữa, thỉnh thoảng lại đưa lưỡi ra liếm trên người Diệp Phàm, làm như Diệp Phàm chính là thứ đồ ăn ngon vậy. Bảo bối, bình tĩnh một chút. Diệp Phàm xoa xoa đầu tiểu xà, nó dường như cũng đã thực sự bình tĩnh trở lại. Nó vòng một vòng quanh phần eo của Diệp Phàm rồi dừng ở thắt lưng của Diệp Phàm tỏ vẻ như đang buồn ngủ. Gào gào. Hải bá với chức vụ mẫu thân lại chẳng được để ý, kêu lên với Diệp Phàm. Đầu hải bá to, nó kêu lên âm thanh rất lớn, may là hồ nước này được Diệp Phàm thiết kế cách âm với xung quanh, bằng không sẽ khiến cho người ta sợ hãi. Gào, gào, gào cái gì, còn gào nữa tao sẽ xử lý mày đấy. Diệp Phàm giơ bàn tay lên. Hải bá vừa thấy sợ hãi liền cắm đầu vào trong nước không dám gào lên nữa. Bởi vì nó biết sự lợi hại của Diệp Phàm, khi xưa thiếu chút nữa thì bị Diệp Phàm đánh chết. Một tiếng sau, tiểu xà được Diệp Phàm đặt lên trên người hải bá rồi mới bỏ đi. Ha ha ha, bọn chúng không hiểu tiếng người. Trong lòng nghĩ gì cũng không nói ra được. Tuy nhiên, tiểu xà hình như là rất thân thiết với cậu. Ta nghĩ, tiểu xà được nở ra từ quả trứng mà Phí Thanh Sơn đem về từ đảo Thủy Tinh. Mà khi đó cậu chính là người đã giúp nó thoát ra khỏi vỏ trứng. Liệu có phải đây chính là tình cảm do lần đầu tiên sinh ra nó nhìn thấy cậu? Tôi nghĩ liệu có phải là Diệp Phàm cũng đã đến đảo Thủy Tinh, cho nên mang theo mùi vị của đảo Thủy Tinh, khiến cho tiểu xà có tình cảm. Hồng Tà có cách nghĩ của mình. Con rắn này liệu có phải là quả trứng do xà mị đẻ ra trong truyền thuyết đã bị cửu chỉ thần đạo trộm mất hay không? Lý Cường đột nhiên thốt ra một câu, chợt khiến cho ba người Diệp Phàm giật mình. Ôi giời, cũng có thể đúng là như thế đấy. Hồng Tà vỗ lên đầu. Nếu quả thực là như vậy, cậu nói xem, nếu con xà mị vẫn chưa chết thì nó có chút cảm ứng về mặt tâm hồn hay không? Không chừng nhờ vào nó còn có thể tìm thấy đảo cửu diệu của cửu chỉ thần đạo ấy chứ. Đây có thể coi là một manh mối rất quan trọng. Lệ Vô Nhai nói. Có lý. Diệp Phàm gật gật đầu, ánh mắt sáng lên nhìn tiểu xà. Nhị vị tiền bối. Khi nào rảnh chúng ta lập tức đi Bột Hải một chuyến, đến lúc đó mang theo tiểu xà đi. Tuy nhiên, trước mắt vẫn chưa thể tìm được vật liệu làm chân giả cho hai vị tiền bối có thể chiến đấu. Dù có phát triển ra đảo cửu diệu, tôi nghĩ cũng sẽ rất nguy hiểm. Không có sự trợ giúp của hai vị tiền bối thì lực lượng của chúng ta quá yếu. Diệp Phàm nói. Hơn nữa, bên Duy Cơ Tư đang hỗn loạn, bây giờ đa số các cao thủ của chúng ta đều ở bên đó. Chỉ có chờ việc bên đó được giải quyết thì mới rút về được, sau đó mới có lực lượng đi đảo cửu diệu. Lệ Vô Nhai nói. Vật liệu, đi đâu để tìm được đây? Diệp Phàm rất buồn bực, việc này chẳng có một chút manh mối nào, thực sự rất khó làm.
việc này chúng ta cùng ngồi xuống bàn bạc một chút, dù sao trời vẫn chưa tối. Lệ Vô Nhai nói, thế là Chu Chân Chân trở thành nữ phục vụ rượu, ba vị đại gia đặt một chiếc bàn tròn nhỏ trong rừng mở một bữa tiệc rượu nhỏ. Quan hệ của Chu Chân Chân với Lệ Vô Nhai bây giờ đã dần trở lại như vợ chồng trước kia. Việc chất liệu vẫn chưa có manh mối, tôi thấy tạm thời không nói đến việc này nữa. Tuy nhiên việc Hồng Tiền Bối giao cho tôi vẫn chưa hoàn thành, việc này tôi vẫn luôn nhớ đến. Thời gian trước cứ luôn nghĩ đến việc này, tôi nghĩ, chi bằng chúng ta diễn một vở kịch thì thế nào? Diệp Phàm uống một chén rượu nhỏ, nói. Diễn kịch, diễn thế nào? Lệ Vô Nhai sửng sốt, hỏi. Nhất Diệp Đại Sư chẳng phải có một đệ tử là Trương Sảnh Sảnh hay sao, còn là người tu hành, rất xinh đẹp. Lần trước khi đấu võ với Hoành Đoạn Gia cô ta cũng đi cùng với sư phụ, vì thế khi đó mới biết cô ta. Hơn nữa, khi đó cô ta còn cho số điện thoại. Diệp Phàm cười nói. Ha ha, cậu muốn thông qua cô ta để dụ Nhất Diệp ra. Sau đó diễn kịch cho Nhất Diệp xem, tuy nhiên vở kịch này diễn thế nào? Lệ Vô Nhai vẻ mặt thoải mái. Hồng ta cảm thấy có phần xấu hổ, ngồi bên cạnh giải vợ uống rượu, thực ra Diệp Phàm đã sớm nhìn thấy tai của người này đã vểnh lên rồi. Tôi sẽ đứng ra mời bọn họ đến núi Thiên Thông ở Hoành Không chơi, bên đó chẳng phải có một ngôi cổ mộ. Cố ý nói lộ ra việc bên trong có khả năng có liên quan đến võ công. Chắc chắn sẽ gây hứng thú với hai thầy trò Nhất Diệp. Đến lúc đó đưa ra bản đồ đường đi nhỏ cho bọn họ đi. Hơn nữa, cố ý tạo ra một số điểm vui chơi. Đến lúc đó, Trương Sảnh Sảnh nhất định sẽ đòi sư phụ đi qua những nơi đó. Kịch hay của chúng ta sẽ bắt đầu, hì hì, hai lão tiền bối các vị lúc đó có thể ra sân khấu rồi. Tất cả nữ giới xuất hiện giả vờ muốn đuổi giết Hồng Tà tiền bối. Nếu để cho Nhất Diệp Đại Sư nhìn thấy thì trong lòng sẽ nghĩ thế nào? Nếu Nhất Diệp Đại Sư không thèm để ý, chứng tỏ bà ấy đối với Hồng Tà tiền bối đã hết rồi. Nếu quan tâm thì chắc chắn sẽ tương trợ, đến lúc đó hoàn hảo rồi. Diệp Phàm cười nói. Không được, không được. Không ngờ Hồng Tà lập tức xua tay. Sao lại không được, tôi cảm thấy cách này có vẻ cũng không tồi mà. Đến lúc đó không chừng Nhất Diệp sẽ ghen lên, như thế việc tốt của hai người chẳng phải là đã thành rồi hay sao? Lệ Vô Nhai cười. Đúng là chủ ý vớ vẩn. Chu Chân Chân ở bên cạnh lườm hai người rồi nói. Tuy nhiên đây cũng là việc không còn cách nào khác, chỉ có điều nữ cao thủ khó tìm lắm đấy. Tìm làm gì, đóng giả là được rồi. Lệ Vô Nhai nói. Không thể dùng phụ nữ được, tôi không đồng ý. Thái độ của Hồng Tà kiên quyết. Chỉ có dùng phụ nữ mới càng có thể thử được tấm lòng thực sự của Nhất Diệp Đại Sư có phải không nào? Diệp Phàm hỏi. Các người chẳng hiểu đâu. Hồng Tà đỏ mặt. Ồ, bên trong lẽ nào còn có chuyện gì nữa? Lệ Vô Nhai hỏi. Mọi người không biết đâu, việc này nếu diễn thành công thì đương nhiên là được. Tuy nhiên, sau đó có lẽ Nhất Diệp sẽ giận tôi rất lâu. Sẽ nói rằng tôi không tin bà ấy, còn dùng phụ nữ để thử. Đến lúc đó tôi đây, ha ha, cũng khó chịu nổi có phải không nào? Hồng Tà nói. Ha ha ha. Hô hô hô. Ngay cả Chu Chân Chân cũng không nén nổi phá lên cười. Thôi vậy, không dùng phụ nữ thì thôi, tôi đành phải đích thân diễn. Tôi và ông chẳng phải là có thù với nhau hay sao? Đến lúc đó ông bị tôi đánh cho máu me đầy người. Hơn nữa, Chân Chân cũng lên cùng tôi. Như thế cũng có thể kích động được sự phẫn nộ của Nhất Diệp có phải thế không nào? Lệ Vô Nhai nói. Không cần phải thảm như thế chứ. Hồng Tà nói. Không thảm không được đâu. Lệ Vô Nhai nói. Mất mặt như thế đến lúc đó việc này không dễ gì mà nói với Nhất Diệp có phải không nào? Hồng Tà nói. Có gì mà không dễ nói. Đến lúc đó bà ấy cứu ông rồi thì sớm muộn cũng sẽ biết là đang diễn kịch. Chương 3338, hội đàm ba bên. Đến khi đó việc đã xong rồi thì cũng hiểu được ý tốt của chúng ta với bà ấy. Lẽ nào bà ấy còn trách chúng ta hay sao? Đương nhiên, ông sẽ khó chịu một chút có phải không nào? Vì Nhất Diệp khó chịu thì khó chịu mà. Chút khó chịu này mà cũng không chịu được thì ông còn là Hồng Tà sao? Lệ Vô Nhai dùng kế khích tướng. Làm đi. Hồng Tà vỗ lên bàn một cái. Nhẹ thôi. Diệp Phàm vội vàng nói, tuy nhiên, đã khuya rồi, tiếng răng rắc vang lên, chiếc bàn nhỏ và cả chén rượu đổ thành một đống đổ nát dưới đất. 9 giờ sáng ngày hôm sau, hai người Diệp Phàm và cái Thiệu Trung mỗi người xách một cặp ra chạy thẳng đến Ủy ban Quốc tư. Lão ca, hôm nay có lẽ có một trận khẩu chiến đấy.
Diệp Phàm cười nói. Thế thì vừa khéo, ta cũng đang muốn xem trình độ mồm mép của lão đệ đây. Cái Thiệu Trung cười ha hả. Không phải xem tôi, hai chúng ta không ai không tránh nổi đâu. Diệp Phàm nói lại. Đâu thể như thế, cậu là người đứng đầu, lần này ta đến chỉ là góp vui thôi. Cái Thiệu Trung cười vẻ trên nỗi đau của người khác. Phòng họp không lớn, Ủy ban Quốc tư có Cao Nhất Thiên là người đứng đầu, Phó chủ nhiệm Vạn Nhất Hùng là phó và còn có ba người làm thư ký. Còn ba tập đoàn, Hoành Không là Diệp Phàm và Cái Thiệu Trung. Cơ khí TQ là Nạp Mãi Đề Lâm và Kiều Báo Quốc. Điện khí Tây Nam là Cố Hữu Toàn và Ô Vân Sơn. Những người khác Diệp Phàm đều biết, chỉ có Cố Hữu Toàn thì Diệp Phàm tương đối xa lạ. Mắt chim ưng đảo qua ông một lượt, phát hiện người này có lẽ khoảng 50 tuổi. Hôm nay mặc một bộ vest kiểu la mông, khuôn mặt hơi giống với Cố Phong Sơn, chỉ có điều cằm dưới hơi nhọn hơn một chút. Và Diệp Phàm phát hiện, Cố Hữu Toàn cũng đang lén nhìn mình. Có lẽ trong lòng cũng nghĩ như mình chăng. Trong phòng đặt một chiếc bàn hội nghị hình tròn, ngồi ở chính giữa là hai đồng chí Cao Nhất Thiên và Vạn Nhất Hùng. Thư ký viên ngồi ở góc phía sau lưng. Ngồi hai phía trái phải của bàn là Diệp Phàm và Cái Thiệu Trung, phía dưới nữa là Ô Vân Sơn và Cố Hữu Toàn, ngồi phía bên phải là Nạp Mãi Đề Lâm và Kiều Báo Quốc. Nhìn vẻ ngoài cảm giác như là một cuộc họp quốc tế. Đều đã đến đủ cả rồi thì bắt đầu thôi. Cao Nhất Thiên đảo mắt qua một lượt, nói. Hôm nay triệu tập mọi người tới đây là vì gần đây trên bộ cũng đã lo lắng. Đó là ba tập đoàn lớn các anh có thể thống nhất được hay không, cụ thể thì đại quy hoạch Hoành Không đang tiến hành, đưa cơ khí TQ và điện khí Tây Nam nhập vào trong hạng mục của đại quy hoạch Hoành Không. Làm như thế, một là quy mô được lớn hơn, hai là mọi người cũng có thể hỗ trợ cho nhau. Cạnh tranh thị trường ngày càng ác liệt như ngày nay, đi theo con đường quy mô hóa xí nghiệp hóa là tất yếu. Tuy ở trong nước, ba tập đoàn các anh cũng xem như là những nhà máy đứng đầu cả nước về ngành nghề này, so sánh về quy mô cũng không phải là nhỏ. Nhưng, so với những nhà máy lớn cùng ngành nghề trên thế giới, các anh còn kém rất xa. Nếu trong khi cạnh tranh gặp phải những nhà máy lớn như thế thì căn bản các anh không có bất kỳ ưu thế nào. Hiện tại trên cơ sở có tài nguyên lớn nhất, lợi dụng kết hợp ưu thế của các anh như thế nào cũng là một vấn đề mà bộ luôn phải suy nghĩ. Bởi vì, ba nhà máy các anh cùng ở trên một tỉnh, đây là một ưu thế. Đương nhiên, đây cũng là suy nghĩ ban đầu của bộ, không phải trực tiếp quyết định gì cả. Thực sự phải đi đến thống nhất thì còn phải do những người chịu trách nhiệm của ba nhà máy các anh ngồi lại bàn bạc với nhau. Xem thống nhất như thế nào, mà đại quy hoạch Hoành Không chính là một thời cơ. Sự khởi đầu của Cao Nhất Thiên vẫn có hàm ý nghiêng về tập đoàn Hoành Không, chỉ có điều là không quá rõ ràng mà thôi. Vị trí thân phận của ông ta lúc này chỉ có thể nói được như vậy. Không sai, việc của các anh đều đã đưa lên Ủy ban Trung ương rồi. Tuy vẫn chưa quyết định, nhưng các đồng chí trên bộ cũng đều đã nói. Bây giờ điểm mấu chốt là ở ba tập đoàn các anh. Các đồng chí phía dưới các anh bàn bạc. Vạn Nhất Hùng bổ sung một câu. Trên thế giới đã đi theo hướng nhà máy hóa, tập đoàn hóa, nhưng tình hình của chúng ta không giống như bọn họ. Cố Hữu Toàn nổ phát pháo đầu tiên. Không giống họ, không giống họ như thế nào. Bí thư Cố, tôi chưa thấy có gì không giống trong đó. Ý của bộ cũng là tốt cho ba tập đoàn chúng ta, còn với tình thế trước mắt, hợp nhất có lợi cho sự việc cùng nhau phát triển của ba tập đoàn. Diệp Phàm nói, đương nhiên là phản ứng lại. Hợp nhất như thế nào? Nói thẳng một câu, bây giờ tập đoàn Hoành Không các người đang cậy thế lớn tiếng mà thôi. Cố Hữu Toàn hừ nhạt một tiếng nói. Bí thư Cố, ông nói như thế tôi thật khó hiểu. Cái gì mà cậy thế to mồm? Diệp Phàm hỏi. Rất đơn giản mà, đại quy hoạch Hoành Không bây giờ thế đang rất lớn. Cái gì mà hai tỉnh ba khu cùng phát triển? Còn trình lên trên xin hạng mục công trình trong điểm nữa. Mà gần đây nhân dân ở tỉnh Thiên Vân cũng đều bàn tán về đại quy hoạch Hoành Không, TV, mạng cũng đều coi đây là chủ đề nóng. Thậm chí có người còn lập thành tổ chuyên gia nghiên cứu về đại quy hoạch Hoành Không. Đây chẳng phải là thanh thế rất lớn hay sao? Còn trên thực tế thì sao? Tôi thấy chẳng ra gì cả. Hãy nói về hiệu quả đi, năm ngoái các anh kiếm được bao nhiêu tiền, đóng thuế cho nhà nước được bao nhiêu? Ô Vân Sơn phối hợp ăn ý với Cố Hữu Toàn hừ nhạt nói. Không thể đem việc này ra làm đề tài để nói đến được, tập đoàn Hoành Không chúng tôi tuy lợi nhuận năm ngoái tạo ra không bằng các anh. Thậm chí còn rất ít, nhưng, so với năm kia và thậm chí là cả chục năm nay thì là đã có một bước tiến rất lớn rồi. Hơn nữa,
Các anh cũng đã nói, ưu thế phát triển của chúng tôi rất lớn. Chẳng phải nói gì, năm ngoái tập đoàn chúng tôi đã thu hút đầu tư lên đến cả 100 tỷ. Vượt qua tổng đầu tư của nhà nước vào tập đoàn Hoành Không trước kia. Các anh có khoản lớn như vậy không? Mà tất cả việc kiến thiết này đang được tiến hành, tuy năm ngoái không có cách nào để có hiệu quả ở những phương diện này, nhưng một khi hoàn thành việc kiến thiết, hiệu quả to lớn sẽ xuất hiện ngay. Cho đến lúc đó, tôi có thể đoán được, lợi nhuận của tập đoàn Hoành Không chắc chắn sẽ không kém hơn các tôi. Thậm chí, vượt qua các anh cũng chỉ là việc sớm muộn. Diệp Phàm đương nhiên cũng ngạo mạn liếc nhìn mấy người kia nói. Hơn nữa, một khi việc đệ trình xin hạng mục công trình trọng điểm quốc gia 115 thành công. Sự hỗ trợ của nhà nước đối với tập đoàn Hoành Không chúng tôi sẽ mang tính liên tục và rất lớn. Ba tập đoàn sáp nhập, cũng là muốn để cho hai tập đoàn các anh được nằm trong khung có thể nhận được sự ủng hộ đó của nhà nước. Chúng tôi không thiếu. Cố Hữu Toàn hừ một câu. Đồng chí Diệp Phàm nói đương nhiên là tốt đẹp, tuy nhiên, nếu thực sự việc đại phát triển của tập đoàn Hoành Không được thực hiện, không phải mấy năm là có thể làm được. Trước hết các anh phải trả hết được món nợ mấy chục tỷ đang gánh trên lưng đã. Chỉ vấn đề này thì các anh cũng đã mất không ít năm rồi chứ đừng nói đến phát triển. Đồng chí Diệp Phàm nói chúng tôi có thể được hưởng sự ủng hộ to lớn của nhà nước đối với đại quy hoạch Hoành Không. Nhưng, có lẽ sự ủng hộ này chưa đến thì ngược lại món nợ của các anh lại ủng hộ chúng tôi trước rồi ấy chứ có phải không? Nạp Mãi Đề Lâm liền hướng vào Diệp Phàm nói, lão đúng là tinh quái, nói là chúng ngay đích. Ha ha, bí thư Nạp, trả nợ đó là phải giải quyết cho việc trước kia. Ba tập đoàn sáp nhập cũng không thể đem toàn bộ số nợ này để đổ lên đầu các anh được có phải thế không nào? Chuyển một phần thì còn có thể. Là một tập đoàn sáp nhập, các anh cũng không thể chỉ cần được ủng hộ mà lại không ủng hộ lại chúng tôi được có phải thế không nào? Nếu tập đoàn Hoành Không không phát triển được thì các anh cũng sẽ bị ảnh hưởng. Các anh có thể làm giảm đi gánh nặng của tập đoàn Hoành Không, thì chẳng phải sẽ thuận lợi phát triển hay sao? Đại quy hoạch Hoành Không là do tập đoàn Hoành Không tạo ra, đương nhiên phải xây dựng cơ sở dựa trên tập đoàn Hoành Không làm chủ đạo. Cái Thiệu Trung cười nhạt mấy tiếng. Trợ lý cái nói cũng còn có lý một chút, dù muốn sáp nhập, đương nhiên là giúp đỡ lẫn nhau dưới cơ sở được hưởng những chính sách và tiền ủng hộ của Đại quy hoạch Hoành Không có phải thế không nào? Đương nhiên. Sự giúp đỡ này cũng phải có tỷ lệ có phải không nào? Tập đoàn Hoành Không nếu ở vị trí trung tâm của ba tập đoàn, đương nhiên là phải đảm nhiệm trách nhiệm là anh cả. Còn việc nhà máy sáp nhập nằm trong khung của đại quy hoạch Hoành Không và sự phối hợp của hai địa phương. Đương nhiên cũng phải lấy tập đoàn Hoành Không làm chủ, về điểm này chúng tôi cũng đã hiểu. Nếu để chúng tôi làm chủ đạo, như thế một là không phù hợp với nguyên tắc thành lập ban đầu của đại quy hoạch Hoành Không, hai là... Hai địa phương Giang Hoa và Hạng Nam cũng không thể nào nghe theo chúng tôi. Mà trong đó còn liên quan đến vấn đề vị trí cán bộ ở địa phương. Cơ khí TQ và điện khí Tây Nam chúng tôi đều là trực thuộc bộ quản lý. Mà hai địa phương Hạng Nam và Giang Hoa là trực thuộc sự quản lý của tỉnh Thiên Vân và Điền Nam. Chỉ có cán bộ có liên quan của hai tỉnh mới có quyền quản lý hai địa phương này. Kiều Báo Quốc nói. Chân mày của Nạp Mãi Để Lâm lập tức nhăn lại. Còn vẻ mặt của Ô Vân Sơn và Cố Hữu Toàn càng thêm căng thẳng. Tuy lời nói của Kiều Báo Quốc có vấn đề yêu cầu đàm phán phân chia với tập đoàn Hoành Không, nhưng cũng ngầm chỉ ra ba tập đoàn sáp nhập tập đoàn Hoành Không không thể không làm lão đại được. Đương nhiên, bọn họ cũng hiểu mối quan hệ Kiều Diệp. Hiện tượng này nếu bàn thì bọn họ có quan hệ cũng là bình thường. Nhưng trên bàn đàm phán nếu Kiều Báo Quốc phát ngôn thì sẽ mang tiếng là ăn cây táo, rào cây sung. Đồng chí Báo Quốc. Lời nói của anh nói ra tôi thấy có chút không thông. Cố Hữu Toàn lại bắt đầu phản pháo Kiều Báo Quốc. Có gì mà không thông, nhìn từ xu hướng trong nước và quốc tế, sáp nhập là một tất yếu. Tăng cường sức cạnh tranh trọng tâm, không mở rộng quy mô không nâng cấp thì nhất định sẽ không được. Bộ đưa ra kiến nghị này cũng là đứng trên góc độ phát triển của ba tập đoàn chúng ta. Xuất phát từ đại cục, kiến nghị này thực sự là phù hợp với hiện trạng của ba tập đoàn chúng ta. Kiều Báo Quốc phản kích lại Cố Hữu Toàn. Không sai, gần đây tôi đã đi thành phố Tân Môn. Việc xây dựng mở rộng cảng Tân Môn đã được phê duyệt, đến lúc đó nhà máy tham gia cạnh tranh không ít. Mà ở Tân Môn có hơn 100 nhà máy trong 500 nhà máy phát triển nhất thế giới cử đại diện trú tại đó. Bọn họ lẽ nào không muốn có được một chén canh hay sao? Còn khi cạnh tranh thì quy mô sẽ là một cơ sở lớn. Mất đi quy mô thì căn bản chúng ta sẽ không thể tiến được vào vòng 2 của việc cạnh tranh, nói gì đến cạnh tranh thành công.
Trước mắt mà nói, cửa cảng cần một lượng lớn thiết bị máy móc, nếu ba tập đoàn chúng ta sáp nhập. Tạm thời mà nói, ít nhất tập đoàn Hoành Không và cơ khí TQ có thể liên kết tham gia cạnh tranh. Nếu chỉ là liên kết thì sẽ quá rời rạc, sẽ để cho người ta một cảm giác không có áp lực. Vì thế, sáp nhập mới là quan trọng. Việc sáp nhập này không phải là đem cơ khí TQ sáp nhập vào tập đoàn Hoành Không, trở thành công ty con của tập đoàn Hoành Không. Mà là đưa cơ khí TQ nhập vào đại quy hoạch Hoành Không, ban quản lý được thành lập do đại quy hoạch để cùng quản lý những tập đoàn trực thuộc và khu vực hành chính. Mà gần đây tập đoàn Hoành Không đang thương lượng với hai tỉnh Thiên Vân và Điền Nam thành lập khu kinh tế Hoành Không. Một khi được thành lập, đương nhiên nó sẽ trở thành một. Diệp Phàm vừa nói đến đây, Cố Hữu Toàn rất vô cớ cắt ngang câu nói của Diệp Phàm, nói. Cái gì, thành lập khu kinh tế Hoành Không, vừa chẳng phải là nói đại quy hoạch Hoành Không, cái gì mà khu kinh tế Hoành Không, chúng tôi chưa từng nghe qua. Chương 3339, đập bàn đứng lên. Biết tay này muốn quấy đục nước lên, Diệp Phàm mặt nghiêm lại, hừ nói. Bí thư Cố, tôi đang nói chuyện đấy. Ha ha, cậu đang nói chuyện, thế mà tôi quên đấy. Cố Hữu Toàn hơi mỉm cười nói. Lần sau không được như vậy nữa nhé. Diệp Phàm cố ý nói với giọng của lãnh đạo, khiến cho Cố Hữu Toàn tức giận mặt tối sầm lại, muốn cãi lại, nhưng Diệp Phàm nói trước. Tôi tiếp tục nói, nếu vị nào có ý kiến gì thì xin mời nói ra trước. Đừng để tôi phải dừng như vậy. Các đồng chí nói phải chú ý một chút, phải để cho người ta nói xong đã chứ. Cao Nhất Thiên nhíu mày, mịt mờ phê bình Cố Hữu Toàn một tiếng, khiến cho lão già này mặt đỏ bừng. Chủ nhiệm Cao, vừa rồi tôi nhất thời quên mất, tôi cũng biết chừng biết mực mà. Cố Hữu Toàn có chút bất mãn đối với sự bênh vực Diệp Phàm của Cao Nhất Thiên. Biết chừng biết mực mà lại ngắt lời người khác như vậy, cái này là mất lịch sự thì đúng hơn. Đồng chí Cái Thiệu Trung, anh nói ai mất lịch sự? Cố Hữu Toàn giống như một con chó điên, sẵn sàng cắn người khác bất cứ lúc nào. Sao hả, tôi nói anh đấy. Cái Thiệu Trung tức giận, khẩu khí cũng không vừa. Ha ha, vừa rồi tai tôi cũng không điếc, đúng là bí thư Cố ngắt lời tôi, cắt đứt mạch suy nghĩ của tôi. Nếu xét về phẩm vị thì đúng là rất không lịch sự. Đương nhiên, cái này liên quan đến vấn đề tu dưỡng. Chúng ta không nhất thiết phải nói ra ở đây. Diệp Phàm nói bổ sung thêm một câu, thiếu chút nữa thì khiến cho Cố Hữu Toàn tức hộc máu. Lão già này đập bàn cái bộp, rồi đứng lên, chỉ tay vào mặt Diệp Phàm nói. Cậu nói ai không tu dưỡng đạo đức, cậu mà tôi đi còn dài hơn đường mà cậu đi đấy. Cậu có biết thế nào là đúng mực không, chẳng lẽ không cho phép người khác không cẩn thận chút nào à? Lão già này tức đến mức giọng nói run rẩy. Nếu như ông có tu dưỡng thì đâu ngắt lời như vậy, ông có đạo đức thì đâu có đập bàn trước mặt chủ nhiệm Cao và chủ nhiệm Vạn như vậy. Hành vi của ông như vậy là thế nào? Là miệt thị lãnh đạo? Hừ, ông tưởng là một mình ông là người thôi sao? Diệp Phàm vừa nói vừa ném chiếc bật lửa lên trên bàn. Cậu, các người! Cố Hữu Toàn tức giận đến mê muội, liếc mắt nhìn hai vị chủ nhiệm một cái, lắp bắp nói. Chủ nhiệm Cao, chủ nhiệm Vạn, tôi tuyệt đối không có ý như vậy. Không có ý như vậy thì sao còn làm như vậy? Để chứng tỏ ông hiểu đạo lý này, chẳng qua là biết rõ mà vẫn cố tình phạm thôi có đúng không? Thấy Diệp Phàm nói vậy, Cố Hữu Toàn trợn mắt lên, nói. Vừa rồi tôi còn chưa nói xong, cậu như vậy không phải là ngắt lời sao? Vừa rồi ông vẫn chưa nói xong, tôi là đang trả lời câu hỏi của ông, cái này gọi là ngắt lời sao? Diệp Phàm càng nói lời càng cứng rắn, khiến cho Cố Hữu Toàn thiếu chút nữa không thở nổi. Cậu, Cố Hữu Toàn vừa mới nói được như vậy thì bỗng bị ho khan kịch liệt. Lão Cố, ngồi xuống uống ngụm TAF đi. Nạp Mãi Đề Lâm vội nói. Uống trà, tôi thấy các người đang muốn ăn đạn thì đúng hơn đấy, sặc mùi thuốc súng. Các người định biến phòng họp này thành chiến trường có đúng không? Hay là chúng ta ra bên ngoài, mấy người chiến đấu với nhau vài hiệp rồi quay lại họp tiếp? Tôi thấy mấy người chẳng ra thể thống gì cả, không khác gì đám lưu manh ngoài đường. Nếu để truyền ra ngoài thì tha hồ mà đẹp mặt. Cao Nhất Thiên nói với giọng giáo huấn. Cái này, chủ nhiệm Cao, ha ha, nghị sĩ của Nhật Bản vẫn thường như vậy đấy. So với bọn họ, chúng ta chỉ là mắt mũi thôi. Diệp Phàm cười nói. Cậu còn nói nữa à, câm miệng cho tôi. Cao Nhất Thiên tức giận quát. Trải qua lần giày vò này nữa, khí thế của Cố Hữu Toàn dường như cũng yếu đi không ít. Thế nào, mấy người có đồng ý sáp nhập đại quy hoạch Hoành Không hay không?
Cao Nhất Thiên trực tiếp hỏi. Sáp nhập đương nhiên là có ưu đãi, quy mô cấp bậc cũng được lên. Tuy nhiên cũng mang đến không ít vấn đề. Còn nữa, với tình hình hiện tại của tập đoàn Hoành Không, nếu là do bọn họ làm chủ đạo thì có khi xí nghiệp hiệu quả lợi ích tốt hơn bọn họ lại phải nằm ở vị trí phụ thuộc, điểm này chúng tôi không phục. Ô Vân Sơn nói thẳng. Vậy ý của các ông là? Cao Nhất Thiên hỏi. Ai có thực lực thì được lên vị trí chủ đạo. Ô Vân Sơn và Nạp Mãi Đề Lâm đồng thời nói. Hàng năm công trạng của chúng ta đều được bộ thống kê rất rõ ràng, chỉ cần lấy ra xem là rõ ràng thôi, chúng ta có thể lấy ra để sắp xếp thứ tự. Cố Hữu Toàn hừ nói. Ha ha, đại quy hoạch Hoành Không lấy tập đoàn Hoành Không làm chủ sướng, chúng tôi như vậy mà phải nằm ở vị trí phụ thuộc thì không thể. Điểm này chúng tôi tuyệt đối không đồng ý, hơn nữa khả quan phát triển của đại quy hoạch Hoành Không các vị trong lòng cũng biết rõ ràng rồi. Diệp Phàm cười nói. Người sáng lập cũng chưa hẳn là có thể chiếm vị trí chủ đạo, rất nhiều công ty nổi danh trên thế giới là do người khác sáng lập ra. Về sau thì thế nào? Phát triển không tốt thì cũng bị người khác thôn tính mà thôi. Thực lực mới là đạo lý cứng rắn nhất đối với xí nghiệp kinh doanh mà nói, lợi nhuận là đạo lý cứng rắn nhất. Nếu không có lợi nhuận thì các vị dựa vào cái gì mà đòi giữ vị trí chủ đạo? Nói như điện khí Tây Nam chúng tôi, lợi nhuận năm ngoái của chúng tôi tổng cộng đạt được hơn 3 tỷ. Còn các anh thì được bao nhiêu, vài trăm triệu. Đây không phải là kém quá xa sao. Các anh đòi chiếm vị trí chủ đạo, cũng được thôi, hãy đem lợi nhuận ra để cho mọi người cùng xem, chúng tôi cũng không còn gì để nói nữa. Cố Hữu Toàn bắt đầu khôi phục lại thái độ bình thường. Lời ông nói căn bản là không có đạo lý, đại quy hoạch Hoành Không là một giàn giáo lớn. Nếu thành lập khu kinh tế Hoành Không, sau này còn phải thành lập ủy ban quản lý. Ủy ban quản lý này là do Ủy ban Quốc tư, hai thành phố Giang Hoa, Hạng Nam và ba tập đoàn cử người tham gia. Ba tập đoàn chúng ta ở trong đó chỉ là cấp dưới mà thôi. Mà các vị được hưởng hỗ trợ chính sách và tiền bạc từ đại quy Hoành Không, đây không phải là tập đoàn Hoành Không mang lại lợi ích sao? Đây là một đại cục, còn chuyện ai làm chủ đạo ai phụ thuộc, không phải là chủ đề thảo luận hiện tại. 3 năm nữa nhìn lại phong vân là được. Diệp Phàm hừ nói. Không có địa vị chủ đạo làm người dẫn đầu thì chẳng thà không hợp nhất còn hơn. Đó cũng là ý của Ô Tổng sao? Diệp Phàm hỏi Ô Vân Sơn. Việc này nhất thời tôi thấy khó mà giải quyết được, chủ nhiệm Cao, chủ nhiệm Vạn, từ từ thảo luận có được không? Ô Vân Sơn không muốn trả lời ngay, mà muốn kéo dài. Hai đồng chí ở cơ khí TQ có quan điểm như thế nào? Diệp Phàm hỏi. Tôi đồng ý sáp nhập, về sau thành lập khu kinh tế Hoành Không cũng như vậy. Hai nhà chúng ta có thể không nói đến vấn đề ai làm chủ đạo, đều là tập đoàn nằm dưới đại quy hoạch Hoành Không là được. Đến lúc đó, có thể cùng nhau hợp tác để cùng đi lên. Đương nhiên, đại quy hoạch Hoành Không là chủ, nếu như có thể xin được thì khi chúng ta nhận được sự nâng đỡ đặc biệt của nhà nước thì đương nhiên cũng phải quan tâm một chút đến cảm thụ của tập đoàn Hoành Không. Ví dụ như, nợ nần của tập đoàn Hoành Không chúng ta có thể hỗ trợ trả giúp một chút. Kiều Báo Quốc cướp lời nói. Điều này vốn không phù hợp với quy tắc. Bởi vì Nạp Mãi Đề Lâm là bí thư đảng ủy tập đoàn, nên ông ta mở lời trước mới phải. Nạp Mãi Đề Lâm tức giận, miệng chép chép vài lần rồi mới lên tiếng. Đồng chí Báo Quốc, việc này có nên để đảng ủy tập đoàn thảo luận một chút không? Đối với những đại sự như thế này thì chúng ta phải hết sức cẩn trọng. Bí thư Nạp, chúng ta không thể bỏ lỡ cơ hội lần này. Tình hình trước mắt mà nói. Sự cạnh tranh của công trình cảng Tân Môn đã sắp bắt đầu rồi. Đây chính là hạng mục lớn, nếu như chúng ta có thể liên thủ với tập đoàn Hoành Không thì rất tốt. Có thể giành được đơn đặt hàng 2 tỷ thì chúng ta kiếm được món lớn. Bí thư Nạp, cơ hội đến là chúng ta phải nắm lấy. Nếu không, chúng ta đều sẽ trở thành tội nhân của tập đoàn. Kiều Báo Quốc nói đầy khí thế. Diệp Phàm âm thầm giơ ngón tay cái lên. Ha ha! Đồng chí Báo Quốc tuy rằng chưa công tác ở xí nghiệp, nhưng công phu cũng không hề tầm thường, tầm nhìn cũng không thấp. Cao Nhất Thiên đột ngột nói, lời này rất khiến người ta phải cân nhắc. Kiều Báo Quốc hạ công phu, đó chắc chắn là chỉ chuyện sáp nhập đại quy hoạch Hoành Không vừa rồi. Vậy Nạp Mãi Đề Lâm không đồng ý thì chẳng phải tầm nhìn hạn hẹp lắm sao? Dưới áp lực nặng từ hai bên, Nạp Mãi Đề Lâm thở dài một tiếng. Mịt mờ tỏ vẻ xin lỗi với Cố Hữu Toàn và Ô Vân Sơn. Việc này ông là tổng giám đốc tập đoàn, ông quyết định đi. Tuy nhiên, tôi hy vọng sau khi sáp nhập có thể đem đơn đặt hàng của cảng Tân Môn trở lại. Nếu không,
khi chưa nhìn thấy hiệu quả, vì đại cục của tập đoàn, chúng tôi sẽ còn phải suy xét những vấn đề này. Phía sau đương nhiên chính là những lời để giữ thể diện, một khi tùy tiện bước vào, Ủy ban Quốc tư phê chuẩn thì anh muốn rút lại cũng không dễ dàng. Hơn nữa, Kiều Báo Quốc ủng hộ hết mình, Nạp Mãi Đề Lâm lại lui lại, dù sao cũng phải lo lắng đến sức ảnh hưởng của Đại viện Kiều gia. Bình thường, đại đa số thời điểm anh đều nhìn không ra lực ảnh hưởng của Đại viện Kiều gia, nhưng ở thời điểm mấu chốt này, anh có thể cảm nhận được điều này. Chương 3340, Nhất Diệp cắn câu rồi. Vậy thì được, hai đồng chí phụ trách của tập đoàn Cơ Khí TQ đều đã đồng ý rồi. Trước khi đến tin rằng vấn đề này các cậu cũng đã thông qua bộ máy tập đoàn rồi. Cao Nhất Thiên nói. Đúng vậy, đã đưa lên đảng ủy rồi. Hai chúng tôi đều đồng ý, tin rằng các đồng chí cũng suy xét cho thông. Kiều Báo Quốc gật đầu nói. Vậy việc tập đoàn Cơ Khí TQ nhập vào đại quy hoạch Hoành Không cũng quyết định rồi, bộ sẽ gửi công văn chính thức xuống trong một vài ngày tới. Cao Nhất Thiên nắm lấy thời cơ, khiến Nạp Mãi Đề Lâm không có cơ hội đổi ý. Còn Cố Hữu Toàn và Ô Vân Sơn thì ngồi ngậm tăm, không lên tiếng. Còn hai đồng chí thì sao? Cao Nhất Thiên hỏi Cố Hữu Toàn và Ô Vân Sơn. Vì hệ này hiện tại chúng tôi không thể đồng ý, chúng tôi thấy tập đoàn chúng tôi làm độc lập được. Hơn nữa cũng tin rằng, một số đồng chí sau này sẽ phải hối hận. Tuy nhiên, trên đời này không có phương thuốc hối hận nào đâu. Cố Hữu Toàn lời này đương nhiên là nhắm vào Nạp Mãi Đề Lâm mà nói. Ba người đều đã thương lượng xong rồi, Nạp Mãi Đề Lâm lại đứng không vững, đương nhiên là khiến cho Cố Hữu Toàn bực mình rồi. Tuy nhiên, Nạp Mãi Đề Lâm trong lòng hối hận thì cũng không dám phản bác. Đành phải cúi đầu xuống, coi như chưa nghe thấy gì hết. Ha ha, tôi hy vọng đại quy hoạch Hoành Không có thể đạt được thành tích, cũng hy vọng quyết định của tập đoàn Cơ Khí TQ là chính xác. Tuy nhiên, chúng tôi cũng cho rằng mình làm chính xác. Ô Vân Sơn bình thản nói. Sau đó, dưới sự chủ trì của Cao Nhất Thiên hai tập đoàn ký kết một số hiệp nghị. Ha ha, lão già Cố Hữu Toàn hôm nay không tức hộc háu mới là lạ. Vừa ra khỏi Ủy ban Quốc tư cái Thiệu Trung nói. Càng hộc máu càng khỏe mà. Diệp Phàm kéo dài giọng cười nói. Chú em, nếu điện khí Tây Nam đã không biết tốt xấu như vậy thì chúng ta phải ra sức đánh mới được. Chúng ta phải để bọn họ nhìn thấy nếu như không có tập đoàn Hoành Không làm chỗ dựa thì bọn họ sẽ càng ngày càng thảm. Cái Thiệu Trung lạnh lùng nói. Ngày khổ sở của bọn họ sắp đến rồi, lần đàm phán này đến cả chủ nhiệm cao bọn họ cũng đắc tội, bên Ủy ban Quốc tư kia chỉ cần động tay chân một chút là khổ ngay ấy mà. Diệp Phàm cười khan vài tiếng. Ừ, Báo Quốc, tôi thấy người không được khỏe lắm, chắc bệnh cũ lại tái phát rồi. Vừa rồi tôi đã xin chủ nhiệm cao cho nghỉ. Thời gian này việc ở tập đoàn nhờ cậu quản lý dùm nhé, cậu quyết định đi. Nạp Mãi Đề Lâm không muốn nhìn thấy cái ngày tập đoàn bị nhập vào tập đoàn Hoành Không, cho nên mượn cớ bị bệnh để về nghỉ ngơi một thời gian. Đương nhiên, cũng là không muốn nhìn thấy Cố Hữu Toàn và Ô Vân Sơn. Vậy bí thư Nạp phải chú ý sức khỏe nhé, sức khỏe là vốn liếng của cách mạng mà. Tuy nhiên, ông cứ yên tâm, thời gian ông nghỉ ở nhà tôi sẽ thường xuyên gọi điện đến để báo cáo công việc. Giờ phút này Kiều Báo Quốc đương nhiên là mừng như điên, thời gian ông không có mặt tôi dễ dàng chỉnh sửa bộ máy hơn, tuy nhiên trên mặt gã vẫn hiện lên vẻ tôn kính đối với Nạp Mãi Đề Lâm. Việc lớn thì nói cho tôi một chút là được, đừng dùng từ báo cáo. Nạp Mãi Đề Lâm nói rồi lên xe luôn. Bí thư Nạp về nhé. Kiều Báo Quốc đóng cửa xe cho ông ta, cái này đương nhiên là để cho lòng dạ ông ta thoải mái một chút. Buổi tối, Diệp Phàm mời hai ông lão đến. Cười nói. Việc này thành rồi. Diễn kịch lúc nào vậy? Lệ Vô Nhai hết sức hưng phấn. Tôi lừa Trương Thiến Thiến là ánh nắng chiều ở núi Thanh Vân rất đẹp, buổi chiều này sẽ đến núi Thanh Vân. Phỏng chừng trước thời điểm hoàng hôn là có thể diễn kịch được rồi. Diệp Phàm cười nói. Ha ha, Diệp Phàm, bản lĩnh lừa con gái của cậu cũng thật là giỏi. Người ta là cao thủ của cao thủ mà. Chu Chân Chân đứng bên cạnh nói châm chọc. Cũng tạm tạm thôi. Diệp Phàm mặt dày nói. Buổi chiều hôm sau, cảnh sắc của núi Thanh Vân quả thật rất mê người. Một ni cô tuổi trung niên dẫn theo một cô gái xinh đẹp mặc váy liền áo chậm rãi đi lên núi Thanh Sơn. Ni cô trung niên chính là Nhất Diệp sư thái của phái Nga Mi, còn cô gái xinh đẹp kia chính là đồ đệ Trương Thiến Thiến. Sư phụ nhanh lên một chút mà, nếu không sẽ bỏ lỡ mất ánh nắng chiều đấy. Trương Thiến Thiến có chút vội vàng. Con ấy à? Đã hai mươi mấy tuổi rồi mà cứ như trẻ con vậy.
với sức đôi bàn chân của chúng ta, chậm mà lại nhanh, có gì mà không kịp chứ? Con xem đi, không phải sắp đến rồi sao? Con sốt ruột mà. Trương Thiến Thiến nói. Có mà con sốt ruột đi gặp anh Diệp của con thì có ấy. Nhất Diệp Sư Thái cười nói. Con không đi nữa đâu, sư phụ cứ chọc con hoài. Trương Thiến Thiến mặt đỏ nói. Không có gì thì đừng có nhìn ngang nhìn dọc như vậy nữa, chung quanh không có ai đâu. Nhất Diệp Sư Thái cười nói. Tôi không phải là người sao? Diệp Phàm đứng cách đó không xa nhìn hai thầy trò này mà không khỏi cảm thấy buồn bực. Với công lực hiện tại của hắn, thân thủ 12 đẳng của Nhất Diệp Sư Thái căn bản không thể phát hiện được. Còn đâu có. Trương Thiến Thiến vùng vằng, đôi gò bồng đảo căng đầy lại rung lắc không thôi, khiến cho Diệp Phàm lại phải nuốt nước miếng. Con xem con kìa, giống như kẻ trộm vậy. Tuy nhiên, tên Diệp Phàm kia nghe nói là tổng giám đốc của tập đoàn Hoành Không, người ta đã có vợ có con rồi. Con đừng để cho hắn lừa đấy. Đàn ông bây giờ không như ngày xưa đâu, thấy con gái xinh đẹp là lại buông lời đường mật ngay được đấy. Đừng tưởng hắn thật tâm mời con đến ngắm cảnh sắc núi Thông Thiên nhé, còn bí kíp của tinh tuyệt cổ mộ gì gì đó nữa, nếu thật sự là bí kíp thì người ta đã giữ cho bản thân mình rồi. Đâu để cho con học chứ, trừ phi đó là thứ vô dụng. Nhất Diệp Đại Sư nói, tôi mà có phẩm chất kém như vậy sao? Diệp Phàm lại cảm thấy buồn bực rồi. Không đâu sư phụ, anh Diệp rất tốt mà. Người ta đẹp trai, võ công lại cao cường, ngay cả Hoành Đoạn Thiên Hà cũng bị đánh gục, thật đúng là anh hùng. Chuyện mà Trương Vô Trần Đại Sư không làm được mà anh ấy làm được. Hơn nữa, người ta còn trẻ như vậy, con không nghi ngờ gì khi anh ấy là đệ nhất cao thủ của thế hệ thanh niên. Con thật sự nguy hiểm rồi. Nhất Diệp Đại Sư nói. Có gì nguy hiểm ạ? Trương Thiến Thiến cảm thấy khó hiểu. Lời con nói cũng có vấn đề đấy, cái gì mà đẹp trai, tay Diệp Phàm đó mà cũng được gọi là đẹp trai sao? Với diện mạo của hắn thì chỉ ở mức bình thường thôi, so với Trương Học Hữu thì còn kém xa. Nhất Diệp Đại Sư nói. Tôi mà kém xa Trương Học Hữu sao? Diệp Phàm lại tiếp tục buồn bực. Anh ấy đẹp trai mà, Trương Học Hữu thì là cái gì chứ? Anh Diệp là cao thủ, với khí chất đó, cô gái nào cũng thích. Trương Thiến Thiến lầm bầm nói. Lệ tiền bối, mục tiêu sắp vào vòng rồi, có thể bắt đầu diễn kịch được rồi. Diệp Phàm truyền âm nói. Hồng ta, hôm nay xem ngươi trốn ở đâu, không giao ra Nhất Thủy Thước, thì hôm nay ngươi sẽ phải chôn thân ở đây. Giọng nói của Lệ Vô Nhai đặc biệt vang dội, đương nhiên là nói để Nhất Diệp Đại Sư nghe. Tiếp theo đó truyền đến những tiếng đánh nhau kịch liệt. Họ Lệ kia, ngươi xưng nho sĩ cái gì? Ta thấy ngươi còn chẳng bằng một con chó, hồng ta thả chết cũng không giao ra vật mà ngươi cần. Ngươi cứ nằm đấy mà mơ, nếu như không phải các ngươi liên thủ thì ta phải như vậy sao? Một đôi cẩu nam nữ, ha ha. Hồng ta giống như bị thương rất nặng, đang giãy giụa. Ba tương đương một tiếng chấn vang, bỗng chốc hai cây to trong rừng bị đánh gục. Còn dám giả mồm à? Lệ Vô Nhai cười lạnh, phỏng chừng là ra tay liên tục. Sư phụ, hình như có người đang đánh nhau. Trương Thiến Thiến không phải đang kinh hoàng mà là hưng phấn. Đâu biết là Nhất Diệp Đại Sư đã lóe thân ảnh đi vào rừng cây rồi. Chờ con một chút sư phụ. Trương Thiến Thiến kêu lên. Nhất Diệp Đại Sư đột nhiên quay người nói. Con đừng tới đây, người ở trong rừng kia rất lợi hại, sư phụ đi qua coi lén một chút. Trương Thiến Thiến vừa nghe liền dừng bước. Chân chân, chúng ta đánh gãy một chân của hắn rồi nói. Lệ Vô Nhai lúc này nghiêm mặt dữ tợn, cùng với Chu Chân Chân định tung chân đạp lên người Hồng Tà lúc này đang máu me bê bết. Hồng Tà đúng là một diễn viên trời sinh, trên người ông ta đều là máu chó. Hơn nữa, đầu tóc giống như một lão điên thật vậy. Nhất Diệp Sư Thái ở gần đó quan sát. Bá 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 bá. Hồng Tà giống như bị mất đi lực phản thủ, nhưng vẫn còn đang giãy giụa. Bạc, hát, Diệp Phàm đưa tay kéo Hồng Tà, khiến mông ông ta bị đập trúng gốc cây. Hồng ta nóng rồi, bụng nghĩ dù là diễn kịch thì cũng phải chú ý một chút chứ, đừng có lợi dụng để đánh lén ông đây. Còn Nhất Diệp Đại Sư ẩn mình cách chỗ Hồng ta chừng mấy chục mét, bà đang chuyên chú nhìn Hồng ta, giống như đang nhìn kỹ để xác nhận xem có phải là người tình Hồng ta của mình trước đây không. Dù sao cũng mấy chục năm rồi không gặp, hơn nữa với tình hình thảm thiết hiện tại của Hồng ta, nhất thời bà nhìn không ra. Nhất Diệp, tôi không bảo vệ được vật mà bà tặng rồi, để cho nó vỡ đi. Hồng Tà từ trong người lấy ra một miếng ngọc định đánh vỡ nó. Đúng là Hồng Tà, a. Nhất Diệp Đại Sư không do dự,
thân ảnh nhoáng lên, hai tay cầm tảng đá hung hăng công kích Lệ Vô Nhai. Bên này kéo lấy Hồng Tà chạy ra ngoài bìa rừng, bà biết sự lợi hại của Lệ Vô Nhai, may mà vợ chồng họ cũng bị thương, nếu không, hôm nay cũng phải khổ sở. Chạy mau, thấy Trương Thiến Thiến theo tới, Nhất Diệp Đại Sư kéo lấy cô, ôm Hồng Tà mà chạy trốn. Người đâu, đuổi theo. Vợ chồng Lệ Vô Nhai đuổi tới. Hồng Tà, là ông thật sao? Nhất Diệp Sư Thái ôm lấy chân bị gãy của Hồng Tà, hỏi với giọng bi thương. Chương 3341, nổi trận lôi đình. Phải, bà là ai? Hồng Tà mở mắt ra. Tôi là Nhất Diệp, là Nhất Diệp. Nhất Diệp Sư Thái khóc nói, tay chân luống cuống lấy ra dược liệu trong bao da băng bó. Ôi, đúng là Nhất Diệp, tôi già rồi, tôi không xong rồi, bà đi nhanh đi. Bằng không, con chó Lệ Vô Nhai kia quay lại thì ngay cả bà cũng chạy không thoát đâu. Hồng Tà thở dài, miệng phun ra rất nhiều máu. Đương nhiên là Diệp Phàm dùng kỹ thuật điện ảnh để giấu những bọc nhỏ ở trong miệng của ông ta. Hồng Tà, anh ta, anh đừng nói như vậy, nếu chết thì chúng ta cùng nhau chết. Nhất Diệp Sư Thái hù dọa Trương Thiến Thiến, nói. Con chạy đi thật xa, tốt nhất là quay trở về trong nhà của con. Con không đi sư phụ, con sẽ gọi điện thoại kêu mang binh lính lại đây để bắt giữ tên cẩu tặc Lệ Vô Nhai. Trương Thiến Thiến nói xong liền móc điện thoại ra. Cô cua tay thiếu chút nữa khiến điện thoại rơi, bởi vì, ở đây không có tín hiệu. Đi mau. Vẻ mặt Nhất Diệp Sư Thái nghiêm lại có vài giọt nước mắt. Con không đi, nếu đi thì cùng đi, bằng không, cùng nhau chết ở đây cũng được. Cô gái Trương Thiến Thiến này đúng là cố chấp. Đi nhanh đến bệnh viện. Nhất Diệp Sư Thái vừa ôm lấy Hồng Tà vừa chạy. Đương nhiên là không thể đi đến bệnh viện, đi sẽ lộ ra ngay. Hừ, còn muốn chạy. Vợ chồng Lệ Vô Nhai chạy từ dưới lên, tiền hậu giáp kích đứng. Lệ Vô Nhai, ngươi và Hồng Tà đã nhiều năm đánh nhau như vậy, ngươi buông tha cho ông ấy đi. Ngươi muốn cái gì thì cầm hết đi. Sư Thái Nhất Diệp khóc nói, biết không đánh lại hai người bọn họ. Không cần phải nói gì với đôi cẩu nam nữ này, cho dù bà có nói bọn họ cũng sẽ giết người diệt khẩu. Bà cứ đi trước đi, tôi bám trụ lại đánh nhau với bọn họ. Hồng Tà giãy giụa, chết thì cùng chết. Sư Thái Nhất Diệp kêu lên. Con chiến đấu với bọn họ. Trương Thiến Thiến nhảy vọt tới. Tuy nhiên, bị Lệ Vô Nhai tát cho một cái ngã xuống cỏ. Thiến Thiến. Sư Thái Nhất Diệp kêu lên thống khổ, đánh về phía Lệ Vô Nhai. Tuy nhiên, bị người kéo lại. Hả, là Diệp Đại Sư, anh đến vừa đúng lúc. Sư Thái Nhất Diệp trợn mắt nhìn Diệp Phàm người đánh cho cả cao thủ hoành đoạn thiên hà bị tàn phế, nhất thời tỏ vẻ mừng như điên. Đại sư, hả hả, vừa rồi, việc này. Diệp Phàm có chút ngượng ngùng. Hãy xử lý Lệ Vô Nhai trước, người này thật đáng ghét. Sư Thái Nhất Diệp vội la lên. Ha ha ha. Cả Diệp Phàm, Lệ Vô Nhai, Chu Chân Chân đều nở nụ cười. Sư Thái Nhất Diệp vừa thấy, có vẻ như hiểu được, chỉ vào Diệp Phàm nói. Các người cùng là một, cậu lừa Thiến Thiến lại đây chính là vì chuyện này. Các người nghi ngờ Nhất Thủy Xích trên người của tôi có phải hay không? Đại sư hiểu lầm rồi. Diệp Phàm đem toàn bộ ra nói ra. Hồng Tà, bọn họ nói là sự thật. Mặt Sư Thái Nhất Diệp đỏ bừng, nhìn Hồng Tà phẫn nộ. Việc này, cái đó, ách. Hồng Tà sờ đầu, trên mặt tỏ vẻ xấu hổ. Việc này không giống như phong cách của Hồng Tà. Mặt Sư Thái Nhất Diệp xanh lại. Xin lỗi Nhất Diệp, bọn họ muốn thử bà một chút. Dù sao đã nhiều năm qua như vậy, nếu như bà vô tình tôi cũng thể cứ nhớ nhung được, cho nên. Hồng Tà nói ra, đều là lỗi của tôi sai rồi. Đồ vô lại. Sư Thái Nhất Diệp tức giận tát Hồng Tà một cái rồi ôm lấy Trương Thiến Thiến rời khỏi đó luôn. Bà đúng thật là người vô tình, tiền bối Hồng Tà đã nhìn lầm bà. Đột nhiên Diệp Phàm hừ lạnh nói. Tôi vô tình, các cậu kết hội lại với nhau lừa gạt tôi. Nhất Diệp tôi khổ sở đợi ông ta bao nhiêu năm, từ 20 tuổi đến tận bây giờ đã trở thành một bà già, các người còn dám nói tôi vô tình. Lương tâm của các người bị chó ăn mất rồi phải không? Sư Thái Nhất Diệp kích động nói. Ôi, bà không biết sao, tôi đã phát hiện ra hai người bọn họ ở trong sơn động. Ngay lúc đó Diệp Phàm nói ra tình trạng bi thảm của họ. Bà nói gì vậy Sư Thái Nhất Diệp, tình trạng của Hồng Tà mà có thể tới gặp mặt bà sao? Ông ta không muốn làm như vậy với bà, cho nên, ba người chúng tôi vẫn khuyên.
Lần này là tôi ép ông ta, diễn kịch, để thử bà xem thế nào. Nếu bà nhận ra điều bất thường, ba người chúng tôi sẽ nhận lỗi. Tuy nhiên, hy vọng bà có thể thông cảm cho ông ấy. Kỳ thật, đã nhiều năm như vậy, ông ấy đã rất khổ rồi. Bây giờ ngay cả hai chân cũng bị mất, ôi! Trong chốc lát hai mắt sư thái nhất diệp đầy lệ trừng lên nhìn Hồng Tà. Ô ô! Rốt cuộc sư thái nhất diệp không kiềm chế được, vừa chạy vừa khóc đến trước mặt Hồng Tà đấm thình thịch. Còn Hồng Tà đã sớm đeo chi giả vào. Một lúc sau sư thái nhất diệp mới dừng lại, trên mặt đầy nước mắt tỏ vẻ xấu hổ. Quá tuyệt vời! Trương Thiến Thiến đứng bên cạnh phấn khởi vỗ tay. Quỷ nha đầu, vỗ tay cái gì? Sư thái nhất diệp ngượng ngùng giáo huấn đồ đệ một câu. Tuy nhiên sư phụ, bộ dạng lão nhân tàn phế, khó coi như vậy, trên mặt nhiều vết đao như vậy, chúng ta đi, đừng để ý đến ông ấy nữa. Trương Thiến Thiến chuyển người nói một câu khiến Hồng Tà tức giận. Chúng ta có bí kíp võ công tinh tuyệt quốc. Diệp Phàm vội vàng nói. Thiên tài như anh Diệp cũng là kẻ lừa đảo, chắc chắn là gạt chúng tôi đến để đùa giỡn. Hừ hừ. Trương Thiến Thiến tức giận chạy theo Diệp Phàm, ra cước, Diệp Phàm nhe răng ra, ngay cả đau cũng không tiện kêu lên. Đến anh còn gạt người, kẻ lừa đảo. Trương Thiến Thiến dẫm lên vài cái rồi mới quay trở lại bên cạnh sư phụ, thấy sư thái nhất Diệp toát hết mồ hôi, nếu như khiến cho cậu ta tức giận, hai thầy trò chính đúng là không thể đánh lại được. Hết rồi, không biết được có phải bị phù chân không, trong lòng Diệp Phàm đau buồn nhìn xuống chân. Nhất thời yên tâm, may mà có nội khí che chở. Bằng không, thật đúng là sẽ bị Trương Thiến Thiến dẫm sưng chân lên. Nhất Diệp, bà hoàn tục đi. Hồng Tà lấy cam đảm nói. Chúng ta quay về Hồng Diệp bảo từ từ nói chuyện xem thế nào. Diệp Phàm đề nghị, Nhất Diệp không chịu đi, tuy nhiên, Chu Chân Chân khuyên, liền đi theo. Tuy nhiên, trên đường đi đến Hồng Diệp bảo không để ý đến Hồng Tà, khiến cho trong lòng lão già như có lửa cứ vò đầu bứt tai. Đừng nóng vội tiền bối. Sư thái nhất diệp cần có thời gian để tĩnh tâm lại. Khúc mắc này hóa giải được thì tốt rồi. Diệp Phàm khuyên nhủ. Việc này hóa giải như thế nào? Hồng Tà hỏi. Trong bảo có nhiều phụ nữ như vậy, có biện pháp có phải hay không? Ít nhất, bà ý cho chúng ta đi vào đã thành công một nửa rồi. Chẳng qua nhất thời mất mặt thôi. Diệp Phàm cười nói. Lòng dạ của đàn bà, khó lường lắm, so với luyện công còn khó gấp trăm lần. Mặt Hồng Tà khổ sở. Ha ha ha, đám người của Diệp Phàm đều cười to. Vừa về tới tập đoàn Hoành Không, Diệp Phàm liền đi tới tỉnh Điền Nam để trình bày về việc thành lập khu kinh tế Hoành Không. Đồng chí Diệp Phàm, trong điện thoại tôi đã nói rõ ràng với anh về việc này. Anh không cần phải rông dài nữa, quay về làm cho tập đoàn Hoành Không phát triển hơn là được. Chủ tịch tỉnh Dương có chút bất mãn, cho rằng Diệp Phàm đang thối giữa. Những ngón tay gõ trên bàn thành thiết tấu, thấy trong lòng bất mãn. Chủ tịch tỉnh Dương, hiện tại tập đoàn cơ giới TQ đã đồng ý gia nhập rồi, các đồng chí ở Điền Nam vì cái gì mà không nghĩ ra? Diệp Phàm hỏi, anh có thể cùng liên kết cạnh tiêu với tập đoàn cơ giới Trung Quốc, không nhất thiết phải đưa vào bên trong quy hoạch Hoành Không? Việc đưa vào có rất nhiều phiền toái, chúng ta lo lắng rằng việc xuất hiện việc quấy nhiễu quy hoạch Hoành Không là việc ngoài ý muốn. Ý kiến của tỉnh ủy là toàn tâm toàn ý phát triển tập đoàn Hoành Không là được. Đương nhiên. Việc khu kinh tế Hoành Không là chuyện sau này. Không phải chúng tôi không đồng ý, mà bởi vì chúng tôi cho rằng thời cơ chưa đủ chín muồi. Đến lúc nước chảy thành sông chúng tôi không cần anh nói cũng sẽ khác đẩy mạnh việc này. Chủ tịch tỉnh Dương nói. Trong lòng Diệp Phàm tức giận không nhịn được, nói. Chủ tịch tỉnh Dương, tôi thay mặt đảng ủy tập đoàn Hoành Không đến đây nói một lần cuối cùng với tỉnh Điền Nam về tầm quan trọng của việc thành lập Hoành Không, đó là một vấn đề tất yếu. Đồng chí Diệp Phàm, anh có ý gì? Không phải tỉnh Điền Nam không đồng ý đề nghị của anh, chẳng qua là do thời cơ chưa chín muồi. Nếu vài năm nữa thời cơ chín muồi anh đến đây đề nghị với chúng tôi sẽ chấp nhận có phải hay không? Tại sao có thể nói là một lần cuối cùng? Tôi thấy anh có chút lo lắng, việc này là không tốt. Việc lo lắng sẽ ảnh hưởng đến công tác, hai tỉnh giao cho anh quy hoạch Hoành Không, chuyện lớn như vậy anh nên kiềm chế một chút. Chủ tịch tỉnh Dương cảm giác được điều gì đấy, giọng nói càng tỏ ra phê bình Diệp Phàm một cách nghiêm túc. Kiềm chế, ý của chủ tịch tỉnh Dương là tôi làm loạn có phải hay không? Diệp Phàm lạnh lùng hừ nói. Đồng chí Diệp Phàm, chủ tịch tỉnh Dương không có ý như vậy. Ông ấy lo lắng vấn đề cảm xúc sẽ khiến cho trong công việc có vấn đề.
hai tỉnh chúng tôi đều không muốn chuyện đó xảy ra. An Bình Phong đứng bên cạnh Ba Phải. Hừ, việc thành lập khu kinh tế Hoành Không là chiều hướng phát triển tốt. Là động lực giúp cho tập đoàn Hoành Không càng chạy càng xa hơn. Là cơn gió giúp cho tập đoàn Hoành Không có lối thoát. Mà ngay cả các vị lãnh đạo trong Ủy ban Quốc tư đều thấy được huyền cơ trong đó. Tỉnh Thiên Vân cũng đồng ý đề nghị của chúng tôi, tất cả mọi người đều cho là việc tốt, vì cái gì mà mỗ ta đồng chí ở tỉnh Điền Nam không muốn. Diệp Phàm hừ lạnh nói, lời nói không hề khách khí. Đồng chí Diệp Phàm, tôi phê bình thái độ của anh. Mỗ ta đồng chí, anh nói mỗ ta đồng chí rốt cuộc là muốn chỉ ai? Có phải là chỉ Dương Khai Thành tôi, hay là đồng chí Trần Cự Đức hay là đồng chí An Bình Phong? Anh có quan điểm của anh, tỉnh Điền Nam của chúng tôi có quan điểm của Điền Nam chúng tôi. Làm sao có thể nói là cản trở? Các đồng chí ở tỉnh Điền Nam không tiến thủ, dường như tập đoàn Hoành Không quật khởi là chướng ngại vật. Hôm nay anh đến đây trình bày, bằng không, trở về viết bản kiểm điểm đưa đến đây. Chủ tịch tỉnh Dương Khai Thành nghiêm mặt lại, muốn giáo huấn người. Hừ, người nào cản trở tôi liền chỉ người đó, chính là ông đấy đồng chí Dương Khai Thành. Diệp Phàm đập tay lên bàn rồi đứng lên. Hắn liếc mắt nhìn mấy người một cái, nói. Bản kiểm điểm tôi sẽ không biết, Diệp Phàm tôi cũng chẳng có lỗi lầm gì hết. Nếu chúng ta không nói chuyện được, hôm nay tôi đành phải chính thức thông báo với các đồng chí tỉnh Điền Nam. Đúng 10 giờ sáng ngày mai tập đoàn Hoành Không chiêu khai ban giám đốc tập đoàn Hoành Không. Việc có thành lập khu kinh tế Hoành Không hay không là gì ban giám đốc quyết định. Tôi có việc, cáo từ trước. Diệp Phàm nói xong, quay đầu lại đi ra ngoài. Chương 3342, xu thế. Đồng chí Diệp Phàm, đừng như vậy, có chuyện gì cứ từ từ nói. An Bình Phong đuổi theo. Để cậu ta đi. Tiếng hừ lạnh của chủ tịch tỉnh Dương Khai Thành truyền đến, An Bình Phong dừng lại thở dài, mắt nhìn bóng dáng Diệp Phàm ngày càng đi xa. Anh nói gì đó đi đồng chí Bình Phong, chuyện gì cũng được. Dường như mọi chuyện đều do hắn quyết định, cũng phải nghe hắn. Đại cổ đông lần này của Hoành Không một chút quyền phủ quyết của chúng ta cũng không có. Diệp Phàm hắn còn kiêm chức vụ trợ lý chủ tịch tỉnh chúng ta nói hắn vài câu cũng không được, còn tức giận. Hơn nữa, tập đoàn Hoành Không này tôi thấy sắp trở thành ngọn núi của đồng chí Diệp Phàm rồi. Tư tưởng như vậy không được, không được. Mặt Dương Khai Thành bình tĩnh, phát giận. Chủ tịch tỉnh Dương, việc này, tôi nghĩ không biết có phải báo cáo với bí thư Trần một chút hay không. Những lời cuối cùng Diệp Phàm vừa nói, phải báo cáo thôi. Chúng ta cũng không chiếm ưu thế trong ban giám đốc của tập đoàn Hoành Không. 10 thành viên trong hội đồng quản trị thì tỉnh Thiên Vân đã chiếm 5 người. Ủy ban quốc tư 2 người, còn chúng ta chỉ có 3 vị đồng chí trong hội đồng quản trị. Vừa rồi Diệp Phàm cũng nói, tỉnh Thiên Vân đồng ý thành lập khu kinh tế Hoành Không. Mà Ủy ban quốc tư cũng đồng ý, một khi việc này được đưa ra hội nghị hội đồng quản trị, chúng ta sẽ trở nên bị động. Sắc mặt An Bình Phong cũng có chút lúng túng. Vậy đi, hai chúng ta lập tức đi đến. Dương Khai Thành gật đầu nói. Sau khi nghe hai người báo cáo sắc mặt của bí thư Trần Cự Đức cũng nghiêm túc như chưa từng có. Ba người chưa nói chuyện, trong phòng làm việc tĩnh lặng chỉ còn lại tiếng hít thở. Anh nói chuyện này có phải là chủ ý của đồng chí Thiên Vân hay không? Trần Cự Đức hỏi. Chủ ý nhất định là của Diệp Phàm, tuy nhiên, lợi dụng hội đồng quản trị để chụp quyền cũng là do có cao nhân chỉ bảo. Còn Diệp Phàm chắc chắn cũng đã có chuẩn bị, bằng không, hắn sẽ không đi đến Ủy ban quốc tư để lấy ý kiến sau đó mới đến tỉnh Điền Nam chúng ta. Đúng là quá kiêu ngạo, cơ bản là không có trao đổi qua thôi. Đó là thông điệp cuối cùng. Đây là đồng chí Diệp Phàm lấy hội đồng quản trị ra để áp chế tỉnh Điền Nam chúng ta, tư tưởng chủ nghĩa độc tài của đồng chí là rất rõ ràng. Có phải trước kia chúng ta rất cưng chiều hắn, khiến hắn trở lên tự cao tự đại, tập đoàn Hoành Không trở nên độc đoán? Hiện tại tư tưởng này mới được thể hiện ra đến cực hạn. Ngay cả chúng ta cũng không có ở trong mắt chúng ta. Tôi cảm thấy chúng ta phải dùng thủ đoạn mới được, bằng không, cho dù việc này phát triển, sau này tỉnh Điền Nam chúng ta liền mất đi quyền được nói. Hơn nữa, vùng ven khu kinh tế Hoành Không cũng được. Chủ tịch tỉnh Dương nói, dùng thủ đoạn như thế nào? Bí thư Trần liếc mắt nhìn chủ tịch tỉnh Dương một cái. Hội đồng quản trị chúng ta không chỉ được Diệp Phàm, nhưng mà... Không phải Diệp Phàm còn kiêm chức trợ lý cho chủ tịch tỉnh chúng ta hay sao? Như vậy hắn cũng là cán bộ của tỉnh Điền Nam chúng ta. Đến việc xử phạt cán bộ trực thuộc tỉnh ủy cũng không có quyền lực sao?
Chủ tịch Tỉnh Dương nói. Như vậy có thể khiến cho mâu thuẫn tăng lên không? An Bình Phong nhíu mày. Hiện tại đã có mâu thuẫn rồi, chúng ta có làm hay không thì mặt cũng bí xé rách. Đồng chí Diệp Phàm cố ý không nghe chúng ta khuyên, chúng ta đành phải áp dụng phương pháp cứng rắn. Chủ tịch Tỉnh Dương nói. Có cái quái gì để xử phạt chứ? Bí thư Trần nói một câu. Trong lời báo cáo phỏng chừng tên kia không lo hồi sự, ta coi trọng chứng sẽ dược hạ. Nỗi này nặng thế nào? Chủ tịch Tỉnh Dương nói. Có phải là rất nghiêm trọng hay không, chỉ là do quan điểm bất đồng thôi mà. Như vậy đi chúng ta tiến thêm một bước để chọc Diệp Phàm tức giận. Chúng ta không có quyền hạn để cho Diệp Phàm mất chức bí thư, tổng giám đốc tập đoàn Hoành Không. Đến lúc đó, Diệp Phàm vẫn là lãnh đạo tối cao của tập đoàn. Chỉ sợ tính cách nóng nảy của đồng chí sẽ khiến cho chúng ta khó có thể chịu được chuyện. Đến lúc đó, bọ hao tổn vẫn là tỉnh Điền Nam chúng ta. Tuy nói Diệp Phàm có một lỗi nặng, nhưng lời nói của hắn tạm thời ảnh hưởng không lớn. Nếu không một chút phê bình có thể làm cho hắn dừng tay trong việc thành lập khu kinh tế Hoành Không sao. Hơn nữa, anh thấy hắn quá kiêu ngạo, ngay cả bản tự kiểm điểm cũng tuyên bố là không viết. Đây là ngang nhiên cố chấp với tỉnh ủy tỉnh Điền Nam. Loại đồng chí như này chúng ta còn không hạ nặng tay, một số đồng chí cũng trên làm dưới theo, sau này chúng ta còn có thể quản được hay sao? Hơn nữa, tôi không tin một đồng chí cán bộ như Diệp Phàm lại không sợ bị xử phạt. Việc này sẽ phải ghi vào trong hồ sơ. Đối với việc thăng tiến của hắn sau này cũng có ảnh hưởng tương đối lớn. Cho dù hắn có thành tích trong việc xây dựng khu kinh tế Hoành Không, nhưng trên người đang có kỷ luật, phỏng chừng phải sau vài năm mới được thăng chức. Cũng không phải là chúng ta trả đũa hắn, mà là dùng việc này để áp chế hắn, muốn cho hắn nhận thức được sai lầm của mình sẽ tạm thời gác lại ý tưởng thành lập khu kinh tế Hoành Không. Chỉ cần hắn tạm thời ngừng lại ý tưởng không thực tế đó. Có thể miễn việc xử phạt thôi. Chủ tịch Tỉnh Dương cảm thấy được quyền uy đã bị khiêu chiến, cho nên, phải xóa sạch uy phong quyền uy của Diệp Phàm. Như vậy, có thể nhắc nhở Diệp Phàm một chút. Đồng chí Bình Phong có thể đem ý kiến của tỉnh ủy nhắn cho hắn biết. Bảo hắn viết bản kiểm điểm để đưa qua. Nếu ngay cả bản kiểm điểm cũng không viết, vị đồng chí này cần phải xử lý. Bí thư Trần gật đầu. Diệp Phàm đang trên đường vội vàng quay về tập đoàn Hoành Không, liền nhận được điện thoại của đồng chí An Bình. Đồng chí Diệp Phàm, vừa rồi anh có phần quá nôn nóng. An Bình Phong nói, tuy nhiên, khẩu khí vẫn là rất hợp hoãn. Tôi nôn nóng sao? Tôi xem đồng chí mỗ ta mới là quá nôn nóng. Diệp Phàm hừ lạnh nói. Anh xem, cứ nói về việc này là anh lại nóng nảy. Xin bớt giận đi, anh cứ bình tĩnh ôn hòa rồi nghĩ lại nhé. Vừa rồi anh đi ngược lại với đồng chí có phải có chút hơi quá? Dù như thế nào ông ta cũng là lãnh đạo tỉnh. Anh làm trợ lý cho chủ tịch tỉnh không thể lấy thái độ như vậy để kích thích ông ta. Là một thành viên trong một bộ máy của tỉnh, anh phải giữ gìn nhất trí cùng tỉnh. Nếu như những người làm phó ở dưới đều như vậy, anh nghĩ trong lòng đồng chí Khai Thành sẽ nghĩ như thế nào? Đổi lại nếu anh là chủ tịch tỉnh có phải cũng sẽ có ý tưởng giống như vậy? An Bình Phong nói, xốc lại giọng hách dịch. Đó là do đồng chí Dương Khai Thành ông ta có cái nhìn đại cục, cơ bản là quan điểm của chúng ta bất đồng, chỉ đứng ở góc độ lập trường của mình để tranh luận thôi. Không thể nói ai đúng ai sai được. Diệp Phàm nói, ôi, khuyên như thế nào anh cũng chưa dùng. Bí thư tỉnh ủy Trần yêu cầu anh viết bản kiểm điểm đưa cho chủ tịch tỉnh Dương. Tôi nghĩ sau khi trở về anh lập tức viết đi, có thể phái người đưa đến đây. An Bình Phong vừa nói ra, Diệp Phàm càng lúc càng phát hỏa. Việc viết bản kiểm điểm anh có thể nói cho ông ta là tôi sẽ không viết. Anh có thể nói trực tiếp lại với bí thư Trần. Diệp Phàm tôi không sai, cho nên, tôi tuyệt đối sẽ không viết. Khẩu khí của Diệp Phàm cương quyết. Anh xem anh kìa, làm thế nào để khai hóa được. Anh bướng bỉnh như vậy sẽ khiến chuyện càng ngày càng cương. Anh sẽ khiến cho tỉnh ủy phải xử lý anh có phải không? An Bình Phong nói chuyện với Diệp Phàm một lúc, thật tâm muốn khuyên Diệp Phàm hối hận một chút. Đây là lời nhắc nhở nặng nhất. Có thể, tỉnh ủy tỉnh Điền Nam muốn xử lý tôi cũng từ các anh. Đến lúc đó các anh định thế nào thì cho tôi biết trước một tiếng là được, là khai trừ hay là mất chức. Diệp Phàm nói xong cúp điện thoại, cuối cùng nghe được một tiếng thở dài của An Phong. Thế nào rồi, hắn có đồng ý viết không? Gặp An Bình Phong trong nhà vệ sinh đi ra, bí thư Trần nhíu mày, hỏi. Ôi, rất quật. An Bình Phong thở dài, vẻ mặt bất đắc dĩ. Thấy không, tôi thấy hắn là một quật lư.
Đây cũng là bởi vì thành tích trong quy hoạch hoành không mà khiến hắn trở nên như vậy. Căn bản là người ta không coi tỉnh Điền Nam chúng ta ra gì. Đồng chí Diệp Phàm hắn phải ôm đùi tỉnh Thiên Vân, chúng ta tính cái gì? Dương Khai Thành tức giận, liếc mắt nhìn An Bình Phong một cái, hỏi. Đúng rồi, về việc viết bản kiểm điểm cậu có nói là ý của Bí thư Trần hay không? Tôi có nói qua. An Bình Phong vốn không định nói, tuy nhiên, làm cho Dương Khai Thành, đành phải ăn ngay nói thật. An Bình Phong biết, câu nói sau cùng của Chủ tịch tỉnh Dương mới là một cây đao. Việc này, Bình Phong, cậu gọi Phó Bí thư Tương đến đây. Trần Cự Đức nói, An Bình Phong biết, đây là họp hội ý Bí thư. Việc Diệp Phàm bị xử lý đã là việc không thể tránh được. 3 giờ sau khi Diệp Phàm vừa mới trở về tập đoàn Hoành Không liền nhận được điện thoại của văn phòng tỉnh ủy gọi đến. Thông báo quyết định xử phạt của tỉnh ủy Điền Nam đối với đồng chí Diệp Phàm. Hơn nữa sẽ đem việc này thông báo cho tỉnh Thiên Vân. Không có việc gì, các anh khai trừ đều được, chớ nói chi là một lỗi nhỏ. Diệp Phàm rất bình tĩnh, hừ lạnh một tiếng sau đó cúp điện thoại. Mấy phút sau cái Thiệu Trung gọi điện thoại tới. Đám người Điền Nam thật chẳng ra sao cả, tại sao có thể không có lý do gì mà làm như vậy. Người ta là lãnh đạo thôi, muốn làm thế nào thì bọn họ làm. Diệp Phàm hừ lạnh nói. Không được, lão đệ, chúng ta không thể để cho người ta làm dễ dàng như vậy được. Việc này, chúng ta phải báo cáo lên trên. Cái Thiệu Trung tức giận nói. Không được, nếu bọn họ bất nhân, tôi cũng không còn nghĩa. Diệp Phàm nói. Đây là do bọn họ đang bức ban giám đốc và tôi bỏ quyết thành lập khu kinh tế Hoành Không. Ôi, lão đệ, việc này. Cái Thiệu Trung thở dài. Không có gì, tôi đính được. Diệp Phàm hừ nói. 1 giờ sau Diệp Phàm nhận được cuộc điện thoại ngoài ý muốn của trưởng ban tổ chức tỉnh úy Bạch Vạn Thăng. Ha ha, Bí thư Diệp, gần đây Hoa Giang ở thành phố Giang Hoa làm được rất nhiều việc xuất sắc. Việc này anh chính là đại ân của tôi. Bạch Vạn Thăng cười nói. Nói đùa thôi trưởng ban Bạch, đó là do đồng chí Hoa Giang làm tốt thôi. Tôi đâu có chiếu cố cậu ta đâu. Diệp Phàm cười nói. Ôi, chuyện đó tôi cũng đã được nghe nói, là có chút. Bạch Vạn Thăng thở dài. Không sao, tùy bọn họ thôi. Diệp Phàm nói. Thực ra chuyện này vẫn còn có đường xoay chuyển. Bạch Vạn Thăng nói, Diệp Phàm vừa nghe được liền hiểu, phỏng chừng Bạch Vạn Thăng chính là nói khách. Ừ, xoay chuyển thế nào? Diệp Phàm cố ý hỏi. Tôi nghe ngóng, là do họp hội ý bí thư rồi quyết định. Hơn nữa, tuy nói việc này đã bình tĩnh chụp, tuy nhiên, cũng có thể triệt tiêu thôi có phải hay không? Vấn đề mấu chốt chính là vì cái gì mà bọn họ xử phạt anh. Cho nên, việc này cần phải suy ngẫm lại. Bạch Vạn Thăng nói. Không phải là do tranh luận với Chủ tịch tỉnh Dương một phen sao? Diệp Phàm cố ý giả ngu. Chương 3343, tỉnh Thiên Vân muốn giới thiệu hắn. Anh xem anh kìa, vẫn còn chưa biết được rõ bản chất vấn đề. Việc tranh luận với Chủ tịch tỉnh Dương chỉ là bề ngoài. Nó không phải là vấn đề căn bản. Bạch Vạn Thăng nói. Việc này tôi không rõ, còn có chuyện gì nữa? Diệp Phàm lầm bầm nói. Anh nghĩ lại xem, còn xảy ra tranh chấp gì với Chủ tịch tỉnh Dương? Phỏng chừng giữa hai người có chuyện tranh chấp cho nên mới khiến cho đối phương xử phạt. Bạch Vạn Thăng hận Chủ tịch Dương đến mức nghiến răng, cũng hiểu được chắc chắn là Diệp Phàm giả ngu. Tuy nhiên, tỉnh ủy giao cho, mọi chuyện nhất thiết phải thành. Bạch Vạn Thăng cũng bất đắc dĩ đành phải tiếp nhận nhiệm vụ rất khó khăn này là thuyết khách. Chuyện tranh chấp, dựa vào cái gì mà xử phạt tôi? Chẳng qua là quan điểm bất đồng thôi. Chúng ta muốn thành lập khu kinh tế Hoành Không, các đồng chí ở tỉnh Điền Nam không chịu thôi. Chỉ vì vậy mà xử phạt tôi, ha ha, việc này sẽ thật sự có tên tuổi, khiến cho Diệp Mỗ tôi cảm thấy xấu hổ. Cho nên, tôi thấy đây không phải là nguyên nhân chính. Diệp Phàm châm chọc cười nói. Việc này, thật ra, anh cũng không nhất thiết phải chấp nhất có phải hay không. Làm trợ lý cho chủ tịch tỉnh, cũng phải giữ gìn không nên chia rẽ trong tỉnh có phải hay không. Chủ yếu khiến cho bọn họ nhất trí với quyết định này. Cho nên, chỉ cần nhất trí, không phải vấn đề sẽ được giải quyết hay sao? Bạch Vạn Thăng cười nói. Việc này tôi không làm được, không có biện pháp để cùng nhau nhất trí. Chẳng lẽ đồng chí tỉnh Điền Nam sai vẫn còn muốn tôi đồng ý sao? Chẳng lẽ những đồng chí phía dưới không thể có một chút ý kiến khác hay sao? Chúng ta chỉ là hình thái xã hội thôi, dù sao cũng phải trình bày để cho chúng ta có cùng quan điểm ý tưởng.
Chúng ta đề nghị cấp trên không đồng ý sẽ xử phạt, thực là biểu hiện quá. Tuy nhiên, việc này thật là bá đạo. Diệp Phàm tiếp tục châm chọc nói. Ôi, anh đúng thật là, bảo tôi phải nói thế nào. Việc này, anh suy nghĩ một chút đi. Bạch Vạn Thăng cảm giác nói chuyện với người này thật là khó khăn. Hơn nữa, có cảm giác giống như bị người này đùa giỡn. Việc này không cần suy nghĩ, cứ như vậy đi. Cảm ơn Trương Ban Bạch đã quan tâm đến tôi. Diệp Phàm nói. Thật là bực mình. Bạch Vạn Thăng thở dài đặt được thoại xuống, rồi lại cầm điện thoại lên, còn phải báo cáo kết quả với vài vị đồng chí. Điều kỳ lạ là sau khi tỉnh Thiên Vân nhận được thông báo từ tỉnh Điền Nam, ngoại trừ cái Thiệu Trung gọi điện đến, những đồng chí khác không có một chút động tĩnh nào. Giống như chấp nhận việc xử lý Diệp Phàm của tỉnh Điền Nam. Điều Diệp Phàm không hiểu chính là trong phòng họp của tỉnh ủy tỉnh Thiên Vân lúc này cũng đang có vài đồng chí, mây mù đang kéo đến, điệu bộ giống như đang làm thêm giờ. Vẻ mặt Ninh Chí Hòa nghiêm túc ngồi ở trên tay đang cầm một điếu thuốc tỏa ra đầy khói. Tuy nhiên, dường như lão Ninh đang suy nghĩ điều gì đó, cũng không có cho thuốc lên miệng để hút. Điếu thuốc cứ từ từ tự cháy. Chủ tịch tỉnh Khúc đang cầm một chiếc bút gõ trên máy tính, nhưng đây không phải là viết mà là gõ. Cây bút máy này lúc này trở thành cái búa đập vào máy tính. Còn đồng chí bí thư Kim Nhẫn Viễn nhìn chằm chằm lên trên trần nhà ngẩn người ra. Đồng chí phó bí thư tỉnh ủy Chiêm Hữu Quang cũng đang ngậm một điếu Trung Hoa. Khói ở trong lòng tám phần là do ông ta tạo ra. Bí thư tỉnh thường họp hội ý vào một thời điểm nhất định đã được quy định, mấy đồng chí đứng đầu tỉnh Thiên Vân cùng bàn bạc nói chuyện đại sự trong tỉnh. Mà các thành viên tham gia họp hội ý bí thư thông thường đều rất cố định. Là do mấy vị phó bí thư hợp thành. Đương nhiên, nếu như chuyện đề cập đến sự quản lý, ví dụ như về mặt nhân sự, có thêm cả trưởng ban tổ chức tỉnh ủy tham gia. Nhưng anh ta chỉ đến để cung cấp tài liệu, cũng không có quyền lên tiếng. Mà lúc này đã hơn 6 giờ, đã đến giờ tan tầm còn chiêu khai họp hội ý, chứng tỏ chắc chắn đã xảy ra việc đại sự rất quan trọng. Không lâu sau, bí thư ủy ban kỷ luật tỉnh đồng chí Lôi Gia Đông cũng vội vàng đi vào. Theo lý thuyết ông ta không có tư cách để tham gia. Ông ta vào đây hôm nay chắc chắn trong tỉnh đã xảy ra việc quan trọng muốn bắt nhân vật quan trọng nào đó. Đều đã đến đông đủ, bởi vì sự việc đột ngột quá, cho nên, chiêu khai cuộc hội ý này, khiến cho mọi người chưa được ăn bữa cơm chiều. Không sao, sau khi họp xong chúng ta sẽ đến canteen của tỉnh ủy để ăn cơm. Ngón tay Ninh Chí Hòa cầm điếu thuốc run run lên đầy khói bụi, rồi dụi đầu thuốc là vào trong gạt tàn. Như vậy đi. Đồng chí Chí Quốc nói chuyện đó ra đi. Ngay sau đó, Khúc Chí Quốc liền đem chuyện tỉnh Điền Nam thông báo xử phạt Diệp Phàm. Việc này là một việc nhỏ, việc xử phạt một đồng chí vì lỗi đó là quá nặng. Nhưng mà, đây cũng là một việc đại sự. Bởi vì, Đại Quy Hoạch Hoành Không đang xin, đồng chí Diệp Phàm là người cầm lái Quy Hoạch Hoành Không, việc bị xử phạt lúc này sẽ khiến cho tâm trạng không được tốt. Chỉ sợ như vậy sẽ ảnh hưởng đến việc xin hạng mục. Hơn nữa, đồng chí Diệp Phàm là một đồng chí có tính cách. Tôi sợ trong lòng hắn cứ lởn vởn trong đầu việc đó sẽ không làm được gì. Đến lúc đó cố gắng hơn một năm trời của chúng ta vào Quy Hoạch Hoành Không sẽ có khả năng bị thất bại. Đúng vậy, xử phạt quá nặng đối với một cán bộ phong nhã hào hoa đúng là một việc nghiêm trọng. Nó sẽ là một đòn đánh nghiêm trọng vào tiền đồ của hắn, ảnh hưởng đến việc thăng tiến sau này. Đồng chí ở tỉnh Điền Nam xem chuyện này đúng là quá qua loa. Bởi vì trong công việc đồng chí Diệp Phàm cũng không có sai phạm gì. Tại sao có thể vì vài câu nói với đồng chí Dương Khai Thành mà hạ quyết định như thế? Chẳng lẽ không để cho các đồng chí cấp dưới phát biểu sao? Như vậy là thế nào chứ? Kim Nhân Viễn có quan hệ với cái Thiệu Trung, cho nên, đứng về phía Diệp Phàm. Mấu chốt là ở chỗ hiện tại đồng chí Diệp Phàm còn kiêm nhiệm chức vụ ở tỉnh Điền Nam, người ta ở bên kia xử phạt hắn bên này tỉnh Thiên Vân chúng ta cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Nguyên nhân thực sự của việc xử phạt đều đã đoán ra được rồi, phản pháo lại vài của đồng chí Khai Thành chỉ là chất xúc tác thôi. Đối với việc này tỉnh Thiên Vân chúng ta phải tỏ rõ thái độ. Bởi vì, bên này chúng ta ủng hộ đề nghị xây dựng khu kinh tế Hoành Không. Nếu chúng ta không có thái độ gì, chắc chắn đồng chí Diệp Phàm sẽ nản lòng. Việc thành lập khu kinh tế Hoành Không trở thành bọt nước, chỉ sợ mọi kế hoạch của Quy Hoạch Hoành Không sẽ trở thành bọt nước. Chúng ta sẽ bị tổn hại không đứng dậy nổi. Cho nên, phải giữ được công tác của đồng chí Diệp Phàm. Chủ tịch tỉnh Khúc thể hiện rõ quan điểm là phải giúp đỡ Diệp Phàm. Bởi vì, hắn có quan hệ mật thiết với Quy Hoạch Hoành Không. Nếu Quy Hoạch Hoành Không thành công,
chiến tích của Khúc Chí Quốc cũng có thể lưu lại một chút. Bởi vì, quy hoạch Hoành không được lãnh đạo tỉnh ủy ủng hộ mới hoàn thành thuận lợi thôi. Nếu thất bại, đối với đồng chí Khúc Chí Quốc cũng là một sự đả kích vô cùng lớn. Chiêm Hữu Quang cũng là tổ lãnh đạo chủ yếu, cũng liên quan đến chiến tích của anh ấy. Việc giúp đỡ là chắc chắn, nhưng mà, phải giúp đỡ như thế nào? Buổi sáng ngày mai sẽ lấy ý kiến hội đồng quản trị, trước khi lấy ý kiến hội đồng quản trị, chúng ta phải tỏ rõ thái độ ra bên ngoài cho tất cả mọi người biết được thái độ của chúng ta. Chiêm Hữu Quang nói, tỏ thái độ tốt nhất là thăng chức, đáng tiếc cấp bậc của đồng chí Diệp Phàm rất cao, ban tổ chức tỉnh ủy chúng ta cũng chưa có quyền. Còn tỏ thái độ cũng chỉ có thể là tấm lòng, cũng không có ảnh hưởng đến hiệu quả. Kim Nhân Viễn nói, không có quyền cũng có thể xin. Đột nhiên Ninh Chí Hòa nói, thấy tất cả mọi người đều không hiểu rõ hắn, Ninh Chí Hòa nói, có một số việc cho dù biết rõ là không thể chúng ta cũng phải lâm vào. Lấy lý lịch hiện tại của đồng chí Diệp Phàm ra nói, việc thăng chức phó chủ tịch tỉnh nhất định là được. Nhưng mà, tỉnh chúng ta thiếu mất một vị trí phó chủ tịch tinh sao? Ý của Bí Thư Ninh là chúng ta đề cử lên trên, việc này khẳng định cuối cùng sẽ là công dã tràng, nhưng biểu lộ rõ thái độ của tỉnh ủy có phải hay không? Lập tức Khúc Chí Quốc hiểu được. Đúng vậy, chúng ta cho chính là thái độ, muốn cho đồng chí Diệp Phàm biết, tỉnh Thiên Vân chúng ta luôn ủng hộ hắn. Hơn nữa, khi báo cáo lên trên cùng với đồng chí Diệp Phàm về quy hoạch, ý tưởng khu kinh tế Hoành Không. Chúng ta muốn cho đồng chí Mỗ ta nhìn thấy, việc thành lập khu kinh tế Hoành Không là xu thế tất yếu, nhất định phải thành lập. Mọi thủ đoạn trong xu thế chung đều sẽ không thể tồn tại. Ninh Chí Hòa vung tay lên, tỏ ra rất bình tĩnh quyết đoán. Tôi đồng ý. Khúc Chí Quốc lập tức gật đầu nói. Tôi đồng ý, hơn nữa, tôi cảm thấy còn phải khen thưởng đối với những biểu hiện gần đây của đồng chí Diệp Phàm. Kim Nhân Viễn nói. Được, chú ý này không tồi. Ninh Chí Hòa gật gật đầu, như là đồng ý. Ăn xong cơm tối, Ninh Chí Hòa về đến giờ đã 9 giờ tối. Phí Hương Ngọc đang xem tivi. Hôm nay không đi đánh mạt trượt à? Ninh Chí Hòa cười hỏi. Không muốn đi. Phí Hương Ngọc cười nói. Mệt mỏi quá, tuổi tác của bà giờ cũng không nhỏ nữa. Nên giữ gìn sức khỏe, chơi mạt trượt để giải trí, chứ không phải chơi để chết. Ninh Chí Hòa nói. Không mệt, không phải tôi rất có thời gian sao? Chẳng qua đêm nay ba người thiếu một người thôi. Lệ Phương về nhà mẹ đẻ rồi. Phí Hương Ngọc cười nói, cũng hỏi. Lão Ninh, tôi nghe thấy một chuyện, có phải thật như vậy không? Lý Lệ Phương là vợ của Bí Thư tỉnh Trường Đỗ Kiếm, cũng là một trong những ma hữu của Phí Hương Ngọc. Thật ra, bạn hữu của Phí Hương Ngọc đương nhiên đều là vợ của các lãnh đạo tỉnh Thiên Vân, nếu trong đó có thể nhập vào, vậy bà tiếp cận các lãnh đạo tỉnh Thiên Vân. Có một số đồng chí rất nghe vợ, cùng chơi mạc trược với các bà vợ đi. Đương nhiên, kỹ thuật chơi mạc trược cũng phải tương xứng. Thì ra là thế. Ninh Chí Hòa giật mình hiểu ra rồi phá lên cười. Bà hỏi chuyện gì nhỉ? Nghe nói Diệp Phàm bị tỉnh Điền Nam xử phạt nặng lắm. Phí Hương Ngọc hỏi. Làm sao bà biết được? Ninh Chí Hòa ngạc nhiên hỏi. Còn không phải ông nói với em mình, vừa nghe nói việc này đã đắc sắt lên. Vừa rồi có việc gọi điện thoại cho tôi, không cẩn thận đã nói lộ hết ra mà. Hơn nữa, việc này bên phía tỉnh Điền Nam muốn thông báo cho tỉnh ủy tỉnh Thiên Vân mà. Vị đồng chí đó còn không biết phải không? Phí Hương Ngọc nói. Ôi, đến lượt Chí Thăng tự hào. Tuy nhiên, đừng tự mãn quá sớm là được. Ninh Chí Hòa bất mãn hừ một tiếng. Hai người bọn họ là oan gia, đắc ý cũng thường. Tuy nhiên, tôi để ông ta đề cập qua tỉnh. Có thể đắc ý, nhưng mà, đừng đứng đằng sau điều chỉnh là được. Phí Hương Ngọc lầm bầm nói. Ông ta tuyên truyền, một chút cũng phải, muốn nói sẽ chỉnh hẳn chắc là không. Nói cách khác, lúc này ta phải chịu ông ta. Ninh Chí Hòa nghiêm mặt. Chương 3344, Hội đồng Quản trị. 2. Diệp Phàm chắc chắn không thấy vui vẻ rồi. Vất vả lôi tập đoàn Hoành Không ra, hiện tại thanh thế càng ngày càng lớn, hiệu quả cũng càng ngày càng tốt. Không thể tưởng tượng được lại phải chịu đả kích lớn như vậy. Mấy đồng chí bên Điền Nam kia làm kiểu gì không biết, chuyện như thế này cũng có thể làm được. Phí Hương Ngọc nói. Người ta cũng có suy nghĩ của mình mà, đừng đánh giá lung tung như vậy. Ninh Chí Hòa nói. Thì tôi cũng chỉ nói như vậy thôi mà, đâu có đánh giá gì đâu. Việc này ông cũng nên giúp đỡ một chút. Diệp Phàm là người mà ông gọi đến,
đồng chí ở Điền Nam làm như vậy có phải là không thèm quan tâm đến cảm thụ của ông hay không? Nếu Diệp Phàm thật sự làm sai thì chẳng có gì để nói, vấn đề quan trọng là tôi nghe nói Diệp Phàm phản pháo lại chủ tịch tỉnh Dương mấy câu mà. Phí Hương Ngọc trợn mắt nhìn chồng một cái. Không phải tôi đã nói với bà là đừng có nói lung tung rồi sao, việc này chúng ta không nói nữa. Ninh Chí Hòa sắc mặt âm trầm nói. Được rồi, tuy nhiên, ông gọi điện an ủi Diệp Phàm một chút đi. Phí Hương Ngọc nói. Việc này không cần bà phải lo, có công đạo hay không thì tự nhiên sẽ có định luận. Ninh Chí Hòa nói. Trương Cường, sư trưởng Trịnh Trạch Quốc hiện tại sao rồi? Diệp Phàm gọi điện thoại hỏi. Sư bộ đang muốn chuyển, có tiền đương nhiên là làm không tồi rồi. Trương Cường nói. Hình như cậu có chút chua xót thì phải. Diệp Phàm cười nói. Không chua xót liệu có được không? Thời buổi này sư đoàn nào cũng đều muốn đi ra, đưa ra tinh phẩm, trở thành vương bài của quân khu. Chỉ có như vậy mới có thể khiến cho lãnh đạo cấp trên để ý được, qua mấy năm nữa thì mới có hy vọng đi ra. Hai, tôi có chút coi thường cậu rồi. Diệp Phàm thở dài. Anh Diệp, tôi tuyệt đối không có ý đó, sự giúp đỡ của anh Diệp đối với tôi còn cao hơn cả trời, sâu hơn cả biển. Trương Cường thái độ chân thành nói. Đùa chút thôi mà, tuy nhiên, có những cơ hội sẽ đem lại tiền cho cậu. Diệp Phàm nói. Cảm ơn, tuy nhiên, cũng không cần phải quá lo về chuyện của tôi. Đương nhiên, nếu có cơ hội kiếm chút là được rồi. Trương Cường nói. Cậu đúng là khẩu thị tâm phi. Diệp Phàm cười mắng. Ha ha. Trương Cường gượng cười. Đúng rồi Trịnh Trạch Quốc nếu đã muốn trở thành vương bài sư trong quân đội, vậy thì sân huấn luyện của báo săn chắc ông ta đã nghe nói rồi chứ? Diệp Phàm hỏi. Đương nhiên, sân huấn luyện báo săn là mơ ước của tất cả quân nhân mà. Trương Cường nói. Cậu nghĩ cách, khiến cho Trịnh Trạch Quốc động lòng một chút. Diệp Phàm nói. Anh Diệp còn muốn chỉnh cái gì, chúng ta là anh em, cứ nói thẳng ra là được. Chính là tỉnh Điền Nam. Diệp Phàm nói thẳng suy nghĩ ra. Mẹ kiếp, mấy tay ở Điền Nam kia cũng chẳng ra gì. Anh đã lập được bao nhiêu công lao đối với tập đoàn Hoành không? Vậy mà bọn họ còn làm như vậy, không lẽ lại đập cho mấy thằng ích kỷ đó một trận? Trương Cường vừa nghe, lửa giận liền bốc lên. Được rồi, đều là lợi ích bất đồng thôi. Bọn họ vì bản thân mình không sai, chẳng qua qua là trong đó có chút khúc mắc lợi ích mà thôi. Cậu nghĩ cách để Trịnh Trạch Quốc biết rằng, có thể thông qua tôi để bước vào sân huấn luyện của báo săn trong 2 tuần. Hơn nữa còn được những sư phụ kinh nghiệm dày dạn huấn luyện cho những tinh anh của bọn họ. Yêu cầu duy nhất của tôi chính là ủy viên Trịnh đến tập đoàn Hoành không tạo thế cho tôi. Ca ngợi khu kinh tế Hoành không làm rất tốt là đủ rồi. Diệp Phàm hừ nói. Cái này không biết là có thể khiến cho ông ta động thân đến được không? Trương Cường có chút nghi hoặc nói. Bất kể là có được hay không, cứ thử trước đi. Diệp Phàm nói. Được, tôi lập tức gọi điện cho ông ta. Trương Cường nói. 10 giờ sáng hôm sau, hội đồng quản trị tập đoàn Hoành không họp. Có tổng cộng 10 đồng chí. Tỉnh Thiên Vân chiếm 6 người, Ủy ban Quốc tư chiếm 2 người, Điền Nam chiếm 3 người. Bởi vì lúc trước tỉnh Điền Nam muốn phủi tay rời khỏi tập đoàn Hoành không, cho tới nay tỉnh Thiên Vân gánh gánh nặng này cho nên thành viên hội đồng quản trị tỉnh Thiên Vân chiếm đến 6 người. Hội đồng quản trị được tạo thành như sau. Một chủ tịch, cái thiệu chung, trợ lý chủ tịch tỉnh Thiên Vân, cán bộ cấp phó tỉnh. Hai phó chủ tịch, Trương Tương Hòa, phó chủ tịch tỉnh Điền Nam. Ba phó chủ tịch, Thôi Khởi Minh chủ nhiệm cấp phó giám đốc sở của Ủy ban Quốc tư. Bốn phó chủ tịch, Diệp Phàm. Năm ủy viên, Dương Trấn Đông. Sáu ủy viên, Lô Kiến Phi chủ nhiệm Ủy ban Thương mại tỉnh Thiên Vân. Bảy ủy viên, Tôn Thành Trương chủ nhiệm Ủy ban Thương mại tỉnh Điền Nam. Tám ủy viên, Dương Văn Minh chủ nhiệm cấp giám đốc sở của Ủy ban Quốc tư. Chín ủy viên, Cung Chí Quân. 10 ủy viên, Chu Khải Trung tỉnh Điền Nam. Những đồng chí này ngoài đảm nhiệm chức vụ lãnh đạo trong bộ máy của tập đoàn Hoành không ra, tất cả đều là những đồng chí giữ trọng trách lớn của tỉnh ủy, ủy ban nhân dân 2 tỉnh và các bộ ngành. Mà bình thường, tập đoàn Hoành không cơ bản đều giao cho bộ máy đảng ủy của tập đoàn lãnh đạo, chỉ có những sự kiện đặc biệt quan trọng mới triệu tập hội đồng quản trị. Một năm phỏng chừng chỉ họp đôi 3 lần. Trong thành viên hội đồng quản trị, Diệp Phàm đứng thứ 4. Đều đến đông đủ rồi, chúng ta tiến hành họp đi. Cái Thiệu Trung ngồi ở vị trí giữa, vẻ mặt nghiêm túc nhìn mọi người một cái, nói. Lâu rồi chúng ta không mở cuộc họp hội đồng quản trị.
Hôm nay gọi mọi người đến, chủ yếu là thảo luận việc thành lập khu kinh tế Hoành Không trên cơ sở đại quy hoạch Hoành Không, tình hình cụ thể sẽ do đồng chí Diệp Phàm giới thiệu với mọi người. Các đồng chí, đại quy hoạch Hoành Không đang được tiến hành đầy khí thế. Thời đại đã tặng cho chúng ta một cơ hội lớn. Chúng ta nhất định phải nắm lấy cơ hội này, để cho tập đoàn Hoành Không nâng lên một nấc thang mới, làm cho đại quy hoạch Hoành Không trở thành điểm sáng trong cả nước, thậm chí là trên thế giới. Diệp Phàm dõng dạc, giống như đang phát biểu khi nhậm chức vậy. Tình hình chính là như vậy, cơ hội đang ở trước mắt chúng ta, đi con đường nào thì các đồng chí hãy lựa chọn. Hiến kế cho việc thành lập khu kinh tế Hoành Không, để tương lai của tập đoàn Hoành Không ngày càng rực rỡ hơn. Chúng ta không được trở thành tội nhân của tập đoàn Hoành Không, các vị chính là một trong những thành viên quyết sách của tập đoàn Hoành Không. Là người sáng tạo tương lai hích ho tập đoàn Hoành Không, phải. Cái Thiệu Trung nói rất cuốn hút. Diệp Phàm đang âm thầm bội phục. Chu Hải Trung đến từ tỉnh Điền Nam lúc này nhìn mọi người một cái, nói. Vừa rồi trợ lý cái nói đến khu kinh tế Hoành Không, tôi muốn hỏi một chút, khu kinh tế Hoành Không hiện tại đã thành lập chưa? Ông như vậy không phải biết rõ rồi mà vẫn hỏi hay sao? Chúng ta đang thảo luận đại sự thành lập khu kinh tế Hoành Không, đương nhiên là chưa được thành lập rồi. Cái Thiệu Trung hừ lạnh một tiếng. Biết cuộc họp hôm nay sặc mùi thuốc súng, đồng chí ở Điền Nam biết rõ là không thể chuyển được đại cục, nhưng vẫn cố kích thích thần kinh của đồng chí bên Thiên Vân. Ha ha, chưa thành lập, vậy mà nghe trợ lý cái nói như đang cổ vũ cho khu kinh tế Hoành Không vậy. Cái này liệu có nên đợi nó được thành lập rồi mới nên như vậy hay không? Chu Khải Trung cười nói. Đúng vậy, chưa thành lập mà. Tôn Thành Trương cười châm chọc nói. Ha ha, chưa được thành lập không đồng nghĩa với việc không được cổ vũ mà, các vị xem, sau cuộc họp này là được thành lập rồi. Đây là chiều hướng phát triển, không phải không nghịch chuyển. Điều này chứng minh tầm nhìn của chủ tịch cái rất xa mà, chứ không giống như một số đồng chí. Diệp Phàm mở miệng phản pháo hai đồng chí ở Điền Nam. Ánh mắt của chúng ta rất tốt, tuy đã 40 mấy rồi, nhưng vừa mới kiểm tra, ánh mắt được 1.5. Tôn Thành Trương nhìn Diệp Phàm cười lạnh nói. Ánh mắt tốt không đồng nghĩa với việc có thể nhìn rõ sự vật, anh thấy mắt của chim ưng có tốt hay không? Đương nhiên là tốt rồi, nhưng chúng chỉ biết đến con mồi phía trước, chứ đâu có biết phóng nhãn ra tương lai thế giới. Bởi vì, chúng tuy có thể bay cao, nhưng chưa chắc đã có thể nhìn xa. Công Chí Quân cười lạnh nói. Được rồi, chúng ta hãy bàn chuyện khu kinh tế Hoành Không đi. Trương Tương Hòa thật ra ở đây có chức vị cao nhất, là phó chủ tịch tỉnh. Còn cái Thiệu Trung chỉ là thân phận trợ lý, cán bộ cấp phó tỉnh. Ông ta vẻ mặt nghiêm túc nhìn mọi người một cái, nói. Thật ra, đại quy hoạch Hoành Không không tồi chút nào. Tuy nhiên, một số đồng chí chỉ nhìn thấy cây mầm của đại quy hoạch này. Khi chưa được nhà nước phê duyệt đã vọng tưởng đẩy lên khu kinh tế Hoành Không rồi. Đây thực sự là không sáng suốt, việc thực hiện đại quy hoạch Hoành Không vốn đã rất vất vả rồi. Khi cái gốc chưa vững xây lên rất dễ đổ, các đồng chí, chúng ta đều là những thành viên trung tâm của hội đồng quản trị, quyết định của chúng ta nếu như không chuẩn, nhất định sẽ phá hỏng tập đoàn Hoành Không. Các vị ở đây chắc hẳn đều không muốn nhìn thấy tập đoàn bị phá hỏng, đây là tâm huyết của chúng ta mà. Làm người nghe sợ rồi đấy chủ tịch tỉnh Trương, vừa rồi ông cũng nói việc thành lập khu kinh tế Hoành Không là một nấc thang mới của đại quy hoạch Hoành Không cơ mà. Thật ra, đại quy hoạch Hoành Không đã đạt đến một quy mô nhất định, như phương diện xây dựng đã hoàn thành khoảng 70% lượng công trình rồi. Chương 3345, bác bỏ cuộc họp. Thêm nửa năm nữa thì có 90% hạng mục xây dựng sẽ hoàn thành. Đến lúc đó, đại quy hoạch Hoành Không hoàn toàn mới sẽ hiện ra trước mắt chúng ta. Cho nên, sao có thể nói mông vẫn ngồi chưa vững chứ? Hơn nữa, một khi kiến thiết thành công, chúng ta lại đi xin khu kinh tế Hoành Không thì không phải sẽ càng phiền toái hay sao? Hơn nữa, việc thành lập khu kinh tế Hoành Không đã trải qua khảo chứng, tại sao chúng ta không nhân cơ hội xin lần này mà làm một thể luôn? Trước tiên là thành lập khu kinh tế Hoành Không, để quy hoạch càng lớn hơn nữa, phạm vi lớn hơn nữa, thể hiện khí thế lớn của người Hoành Không chúng ta. Diệp Phàm nói. Trực diện phản phát Trương Tương Hòa. Trương Tương Hòa cũng khó nhịn được nữa, hôm nay mình đến đây là đại diện cho Ủy ban Nhân dân tỉnh Điền Nam phát biểu. Không thể nói theo ý nguyện của mình, thật ra, đối với việc thành lập khu kinh tế Hoành Không, Trương Tương Hòa cũng có cách nhìn của mình. Chẳng qua, hai người đứng đầu tỉnh Điền Nam không đồng ý, thì nói cũng vô ích. Cho nên, Trương Tương Hòa không nói nữa. Đúng vậy,
tình hình như vậy còn nói là chưa đứng vững thì không phù hợp với tình hình thực tế. Đảng giáo dục chúng ta làm việc phải thực sự cầu thị. Nhưng một số đồng chí của chúng ta gần như là quên điều này. Việc thành lập khu kinh tế Hoành Không hiện bao gồm sự gia nhập của tập đoàn cơ khí TQ. Tập đoàn cơ khí TQ là một tập đoàn lớn có mấy chục năm lịch sử, tài chính hùng hậu không nói, nhân lực cũng đều rất phong phú. Một tập đoàn lớn như vậy gia nhập khu kinh tế Hoành Không, tại sao có thể nói là không phù hợp với hiện thực chứ? Đồng chí Thôi Khởi Minh của Ủy ban Quốc tư vẻ mặt nghiêm lại nói. Có tập đoàn thực lực mạnh gia nhập chưa chắc đã là chuyện tốt, các cụ vẫn nói hai con hổ đánh nhau ắt có một con bị thương mà. Hiện tại đại quy hoạch Hoành Không là dựa vào tập đoàn Hoành Không làm trung tâm, một điểm trung tâm cộng thêm một điểm cơ bản mới là ổn thỏa nhất. Nếu cơ khí TQ gia nhập, thực lực còn hùng hậu hơn cả Hoành Không, vậy tập đoàn Hoành Không bị rơi vào hoàn cảnh nào? Nếu để cơ khí TQ cầm lái khu kinh tế Hoành Không, thì căn bản là không phù hợp. Còn nếu để tập đoàn Hoành Không cầm lái, thì người có thực lực hơn là cơ khí TQ sao phục được? Trương Tương Hòa nói. Ha ha, đồng chí Tương Hòa, tập đoàn cơ khí TQ gia nhập hiện tại chính là lấy hình thế tồn tại song song. Quan hệ với tập đoàn Hoành Không là song song, chứ không phải là công ty mẹ công ty con. Còn quyền quản lý của tập đoàn cơ khí TQ ở khu kinh tế Hoành Không nằm ở ủy ban quản lý chứ không phải tập đoàn Hoành Không. Như vậy, chắc sẽ không xảy ra vấn đề mà anh nói đâu. Thôi Khởi Minh nói. Thật ra, đây là một phương diện, từ một phương diện khác, có một tập đoàn thực lực hùng hậu gia nhập cũng chưa chắc đã không phải là chuyện tốt. Ví dụ như, có thể khiến cho tập đoàn Hoành Không nhìn ra những chỗ thiếu sót của mình, động lực cũng lớn hơn. Chỉ có như vậy mới thúc đẩy sự phát triển của tập đoàn Hoành Không. Sự cạnh tranh của thị trường là rất tàn khốc, chỉ có những doanh nghiệp vượt qua được sự tàn khốc đó mới có thể càng ngày càng lớn mạnh hơn. Hơn nữa, hai tập đoàn hùng hậu liên thủ với nhau, vô hình chung lực cạnh tranh cũng lớn hơn. Cung Chí Quân nói, không sinh ra gút mắc thì không có khả năng, tập đoàn cơ khí TQ rồi sẽ sinh ra tâm lý không cân bằng. Thời đại này, ai cũng muốn làm anh cả của các ngành. Cơ khí TQ không nghĩ như vậy sao? Từ đó sẽ sinh ra những phiền toái. Tôn Thành Trương nói, đây chỉ là phương diện nhỏ mà thôi. Trên đời này làm cái gì thì cũng đều gặp những phiền toái nhất định, những phiền toái này cũng không đáng sợ. Chỉ cần chú tâm giải quyết là được. Đối với đại cục của khu kinh tế Hoành Không, những phiền toái đó là rất nhỏ, lợi nhiều hơn hại như vậy, tại sao chúng ta không làm? Dương Chấn Đông nói, lợi nhiều hơn hại, đồng chí Chấn Đông, anh nhìn ra lợi nhiều hơn hại à? Chu Khải Trung cười lạnh nói, cái này không phải rõ ràng lắm sao? Việc thành lập khu kinh tế Hoành Không sẽ giúp cho đại quy hoạch Hoành Không nâng cao thêm một bậc. Quy mô càng lớn hơn, thực lực hùng hậu hơn. Đối với mỗi đồng chí ngồi đây đều là chuyện tốt mà. Dương Chấn Đông cũng cười lạnh đáp lại. Làm to làm lớn thì cũng phải xem là chuyện xấu hay chuyện tốt, hiện tại rất nhiều đồng chí lên ngựa một cách mù quáng. Kết quả không những chẳng lớn mạnh được mà còn dẫn đến kết cục hỏng bét. Vì sao mà hiện tại có nhiều tập đoàn lớn bị đóng cửa? Đó là vết xe đổ, chúng ta không được phạm vào. Điền Nam chúng tôi chính là không muốn nhìn thấy tập đoàn Hoành Không mới phục hồi được chút đã bị đẩy vào cảnh như vậy. Trương Tương Hòa nói, việc như vậy ở cả nước, thậm chí là trên thế giới chỉ là số ít thôi, tuyệt đại bộ phận tập đoàn làm lớn xong đều bước lên một nấc thang mới. Chúng ta không thể vơ đũa cả nắm được, chúng ta không thức thời thì ắt sẽ tụt hậu thôi. Cái Thiệu Trung Hừ nói, Chủ tịch Cái, tôi thấy việc này bàn nữa thì cũng không có ý nghĩa. Anh có cách nhìn của anh, tôi có cách nhìn của tôi. Hơn nữa, đại quy hoạch Hoành Không đang ở giai đoạn kiến thiết mạnh mẽ nhất. Chúng ta hãy dành thời gian để kiến thiết thay vì ngồi đây khua môi múa mép. Có đúng không? Đồng chí Diệp Phàm, không lẽ nói cũng không để người ta nói. Đã mở cuộc họp hội đồng quản trị rồi thì trưng cầu ý kiến từ nhiều phía mới phải. Trao đổi nhiều thì mới có kết quả được, nếu không chỉ nói vài câu thôi thì chẳng thà không mở cuộc họp nữa thì hơn. Tôn Thành Trương hừ lạnh nói. Người này là tay sai đắc lực của Chủ tịch tỉnh Dương, tự nhiên là muốn nối gót lãnh đạo. Còn hôm nay ông ta cũng muốn thể hiện một chút, dù sao kết quả cũng chắc chắn sẽ thua, nên cũng phải khiến Diệp Phàm khó chịu một phen mới được. Đâu có ai không cho ông nói chuyện chứ, tôi cũng chỉ là đưa ra đề nghị đối với hội đồng quản trị mà thôi. Không giống một số đồng chí, Diệp Phàm tôi chỉ nói có vài câu, kết quả như thế nào, bị xử phạt nặng đấy. Đây chính là cách làm của một số đồng chí nào đó có đúng không? Diệp Phàm tôi đến tập đoàn Hoành Không đã gần 2 năm. Tập đoàn Hoành Không bị tôi phá hỏng rồi,
bị tôi ăn chặn hết rồi có đúng không? Diệp Phàm cũng tức giận rồi, nhằm thẳng vào tỉnh ủy ủy ban nhân dân tỉnh Điền Nam mà nói. Ha ha, hoàn toàn ngược lại. Đồng chí Diệp Phàm không những không phá hỏng tập đoàn Hoành Không mà còn giúp cho tập đoàn Hoành Không khôi phục và phát triển nhanh chóng. Theo thống kê trong nửa năm nay, lợi nhuận của tập đoàn đã đạt tới tỷ mấy rồi. Sang năm, khi khu kinh tế Hoành Không được thành lập, công trình trọng điểm quốc gia được phê duyệt thì sự phát triển của tập đoàn Hoành Không căn bản là không thể đo lường hết được. Chính vì cậu như vậy, cho nên, bị xử phạt, ha ha. Bài học này nhắc nhở cậu, làm công tác không nên ra sức quá. Làm ra được thành tích lớn quá cũng bị xử phạt đấy. Cái Thiệu Trung nói châm chọc đồng chí ở Điền Nam. Đồng chí Diệp Phàm, anh nói hơi quá rồi đấy. Nói như chuyện anh bị xử phạt, đó là vì anh phản kháng lại tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh Điền Nam. Chuyện này thì liên quan gì đến việc phát biểu? Trương Tương Hòa nói đến đây thì nhìn mọi người một lượt, nói tiếp. Các đồng chí, làm cấp dưới, phải lĩnh hội đầy đủ chỉ thị của lãnh đạo, chứ không nên đối kháng lại. Nếu như ai cũng làm như vậy thì đất nước này còn ra cái gì nữa? Việc xử lý đồng chí Diệp Phàm hoàn toàn phù hợp với quy tắc. Hợp quy tắc cái con khỉ. Cung Chí Quân hừ lạnh nói. Đồng chí Chí Quân, hy vọng cậu nói chuyện có văn hóa một chút. Đây là đang họp hội đồng quản trị chứ không phải ở chợ. Trương Tương Hòa nghiêm mặt giáo huấn. Tôi nói sai à, Diệp Phàm đã đổ bao nhiêu công lao cho tập đoàn Hoành Không, chỉ vì chuyện đưa ra ý kiến về việc thành lập khu kinh tế Hoành Không. Việc này tỉnh Thiên Vân và lãnh đạo ủy ban quốc tư đều đồng ý, vì sao tỉnh Điền Nam lại ngăn trở. Đồng chí Diệp Phàm mới chỉ biện giải vài câu đã quyết định xử phạt, Diệp Phàm có gì sai chứ? Giết người à, tham ô à, người ta có thành tích tốt như vậy, lẽ ra phải được khen ngợi mới phải, vậy mà không những không được khen ngợi mà còn bị đâm cho một nhát, đây chính là cái mà các người gọi là lĩnh hội nghiêm túc chỉ thị của lãnh đạo sao? Chẳng lẽ không cho cấp dưới quyền phát biểu? Hơn nữa đồng chí Diệp Phàm nói lại rất chính xác, dựa vào cái gì mà xử phạt anh ấy? Cung Chí Quân tức giận tuôn ra một tràng. Chương 3346, khen ngợi của tỉnh Thiên Vân. Đồng chí Cung Chí Quân, cậu không hiểu tình hình thực tế thì đừng có định luận như vậy. Nguyên nhân ở đây liên quan đến rất nhiều phương diện. Nguyên nhân chủ yếu chính là đồng chí Diệp Phàm không phục chỉ thị của tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh, điều này không liên quan gì đến việc đồng chí ấy đưa ra đề nghị thành lập khu kinh tế Hoành Không. Tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh Điền Nam cũng phải suy nghĩ đắn đo rất nhiều mới đưa ra quyết định như vậy, chứ không phải thích là làm. Trong thông báo xử lý đồng chí Diệp Phàm đã nói nguyên nhân rất rõ, nếu lãnh đạo đến cả xử lý một cán bộ cấp dưới cũng không được thì quản lý cấp dưới thế nào được. Trương Tương Hòa hừ nói. Không phục tùng, vậy thì cũng phải xem đó là việc gì. Đồng chí Trương Tương Hòa, anh nói, đồng chí Diệp Phàm không phục chỉ thị gì của lãnh đạo tỉnh Điền Nam. Có thể nói để mọi người nghe một chút được không? Dương Chấn Đông nói. Việc này là việc của lãnh đạo, tôi không tiện đề cập. Hơn nữa, chúng tôi cũng không có nghĩa vụ phải giải thích điều gì với anh cả. Trương Tương Hòa nhìn Dương Chấn Đông một cái, nói tiếp. Hơn nữa, tôi nhắc nhở anh nhé đồng chí Chấn Đông, anh nói chuyện phải chú ý đến thân phận của mình. Đồng chí Tương Hòa, câu này của anh có thể hiểu là đang tạo áp lực cho tôi được không? Dương Chấn Đông mặt lạnh nói. Tuy nói tỉnh Điền Nam là ông chủ thứ hai của tập đoàn Hoành Không, nhưng tập đoàn Hoành Không từ trước đến giờ đều là do tỉnh Thiên Vân quản lý. Mà việc bổ nhiệm thành viên bộ máy đảng ủy cũng là do tỉnh Thiên Vân quyết định. Cho nên, Dương Chấn Đông không để tỉnh Điền Nam vào mắt thì bọn họ cũng không thể làm gì được. Đồng chí Chấn Đông, tôi hy vọng anh không được bẻ cong sự thật. Trương Tương Hòa tức giận đến mức mặt tái đi. Chúng ta đều là người lớn rồi, chứ không phải trẻ con lên ba. Nói ý thế nào thì vẫn có thể nghe ra được, một số đồng chí không nên coi chúng tôi quá yếu chí. Cung Chí Quân hừ lạnh nói. Đúng vậy. Lục Hiến Phi nãy giờ ngồi im giờ cũng gật đầu nói. Tạo áp lực thì tạo áp lực, tại sao nói lại không dám thừa nhận? Cái Thiệu Trung sắc mặt âm trầm, vừa nhìn đã biết không thể nhịn được nữa. Trương Tương Hòa vội nói. Các đồng chí đừng làm mọi chuyện trở nên phức tạp hơn nữa. Tôi thấy, trợ lý cái, hay là giơ tay biểu quyết việc thành lập khu kinh tế Hoành Không? Việc này càng bàn thì càng chẳng đi đến đâu, lãng phí thời gian của mọi người. Không phải đồng chí nào đó vừa nói phải bàn nhiều sao? Diệp Phàm thản nhiên nói, hôm nay hắn thật sự muốn đạp lên cái vẻ bệ vệ của đám người tỉnh Điền Nam. Thôi, thôi, càng bàn nhiều thì lại càng rông dài.
Trương Tương Hòa đen mặt lại nói. Ha ha, lần này là chủ tịch tỉnh Trương nói đấy nhé, không phải chúng tôi không cho đồng chí cấp dưới quyền phát biểu. Đừng nói sau lưng là lão cái tôi không cho mọi người cơ hội phát biểu nhé. Cái Thiệu Trung lấy tư thế của kẻ thắng cuộc nói chuyện với Trương Tương Hòa. Đúng đúng, giơ tay biểu quyết đi. Tôn Trương Thành vừa nhìn thấy Trương Tương Hòa bị bao vây tấn công, biết cuộc họp hôm nay khó mà đi tiếp được, nên chấm dứt sớm thì tốt hơn. Vậy được, giơ tay biểu quyết. Đồng chí nào nhất trí thành lập khu kinh tế Hoành Không thì giơ tay. Cái Thiệu Trung tôi giơ hai tay tán thành. Cái Thiệu Trung vừa nói xong liền giơ hai tay lên thật. Tôi kiên quyết ủng hộ. Diệp Phàm cũng giơ hai tay lên. Đám người Cung Chí Quân, Dương Chấn Đông cũng như vậy. Chúng tôi phản đối, bởi vì thời cơ chưa đủ chín muồi, hơn nữa sẽ giữ quyền khiếu nại lên cơ quan chủ quản cấp trên. Trương Tương Hòa cũng vội nói, Tôn Thành Trương và Trương Khải Trung cũng nói theo. Hội đồng quản trị có 10 người, thì 3 người phản đối, 7 người nhất trí. Đề nghị thành lập khu kinh tế Hoành Không đã được thông qua, chúng tôi sẽ lập tức hoàn thành báo cáo để gửi lên cấp trên. Cái Thiệu Trung giờ phút này nói rất vang dội. Không còn vi ệ gì nữa thì kết thúc cuộc họp được chưa? Cái Thiệu Trung nói, đúng lúc này, cửa bị gõ nhẹ nhẹ. Khổng Ý Hùng sau khi mở cửa xong, lập tức chào hỏi. Xin chào Bí Thư Kim. Các đồng chí đều có mặt à? Kim Nhân Viễn cười nói. Đám người Diệp Phàm vội đi nhanh lên phía trước chào hỏi, Trương Tương Hòa cũng không ngoại lệ. Kim Nhân Viễn là nhân vật số 3 của tỉnh Thiên Vân, ngay cả Trương Tương Hòa cũng không dám chậm trễ. Bởi vì thời buổi này khó ai nói trước được điều gì, biết đâu sang năm người ta đến tỉnh Điền Nam mình làm chủ tịch tỉnh thì sao? Cho nên phải nhìn xa một chút. Đương nhiên, việc Kim Nhân Viễn đột nhiên đến như vậy cũng khiến cho Trương Tương Hòa cảm giác được điều gì đó. Xin chào các đồng chí. Kim Nhân Viễn vẻ mặt tươi cười bắt tay mọi người. Các đồng chí ngồi đi, tôi đến để thông báo quyết định của tỉnh ủy. Kim Nhân Viễn nói. Chờ mọi người yên tĩnh trở lại, Kim Nhân Viễn gật gật đầu, trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy đồng chí Cát Lạp A Sa liền tuyên bố. Tỉnh ủy Ủy ban Nhân dân tỉnh Thiên Vân nhận thấy đồng chí Diệp Phàm rất xuất sắc trong việc kiến thiết đại quy hoạch Hoành Không. Tập đoàn Hoành Không dưới sự dẫn dắt của đồng chí ấy, hiệu quả và lợi ích đã tăng trưởng rất nhanh chóng. Đồng chí Diệp Phàm đã thay đổi diện mạo của tập đoàn Hoành Không. Hiện giờ khi khu kinh tế Hoành Không sắp được thành lập, tỉnh ủy Ủy ban Nhân dân tỉnh Thiên Vân quyết định khen ngợi đặc biệt đối với đồng chí Diệp Phàm, khen ngợi bộ máy lãnh đạo tập đoàn Hoành Không. Đồng chí Diệp Phàm đã được bầu là một trong 10 nhân vật kiệt xuất của tỉnh Thiên Vân. Xét thấy biểu hiện kiệt xuất của đồng chí Diệp Phàm, tỉnh ủy Ủy ban Nhân dân tỉnh Thiên Vân qua quá trình cân nhắc kỹ lưỡng, đã quyết định giới thiệu đồng chí Diệp Phàm với ban tổ chức trung ương để được bầu làm phó chủ tịch tỉnh Thiên Vân. Trưởng ban Cát Lạp phát biểu xong, tiếng vỗ tay như sấm dậy. Chúc mừng đồng chí Diệp Phàm. Kim Nhân Viễn tự mình trao quyết định, Diệp Phàm cũng có chút kích động. Chúc mừng chúc mừng. Cái Thiệu Trung đi nhanh lại nói. Ngay cả ba người Trương Tương Hòa cũng phải nặn ra nụ cười trên mặt đến chúc mừng Diệp Phàm một phen. Trương Tương Hòa hiểu rằng, đây chính là một cái tát đáp trả đối với tỉnh Điền Nam khi đã xử lý Diệp Phàm. Đây chính là Ninh Chí Hòa đang kiên quyết ủng hộ Diệp Phàm. Một lúc sau, Diệp Phàm đột nhiên lấy ra đơn từ chức trong túi công văn ra đưa cho Phó Chủ tịch tỉnh Trương Tương Hòa. Chủ tịch tỉnh Trương, gần đây tôi đảm nhiệm quá nhiều chức vụ. Mà khu kinh tế Hoành Không lại sắp thành lập, nên tôi không thể phân thân được. Cho nên, sau khi suy nghĩ kỹ lưỡng, tôi quyết định xin từ chức trợ lý chủ tịch tỉnh Điền Nam. Nhẽ ra là phải đích thân đến, nhưng hôm nay anh đã đến đây rồi, tôi cũng nhờ anh chuyển dùm tôi một chút. Đồng chí Diệp Phàm, việc này cậu trực tiếp đến Điền Nam trình với Bí Thư Trần và Bí Thư Dương đi. Tuy nói chỉ là một tờ đơn từ chức, nhưng ở đầu sóng ngọn gió này ai biết hai vị đứng đầu kia nghĩ gì. Nếu mình nhận rồi, tội chút xuống thì phải làm thế nào? Ha ha, nếu đã thế rồi thì mấy hôm nữa tôi trực tiếp đến trình vậy. Diệp Phàm cười cười, nói tiếp. Tuy nhiên, hy vọng Chủ tịch tỉnh Trương nói dùm trước ý của tôi với Bí Thư Trần và Chủ tịch tỉnh Dương. Tôi rất kiên quyết việc này, cho nên muốn thông báo trước để các vị ấy chuẩn bị nhân sự thay thế. Tôi sẽ báo cáo với hai vị lãnh đạo. Trương Tương Hòa gật đầu nói. Đúng lúc này, Khổng Ý Hùng vội vàng từ nhà vệ sinh đi ra, cúp máy xong liền lớn tiếng nói. Bí Thư Diệp, phải nhanh chuẩn bị một chút. Chuyện gì thế? Ủy viên Trịnh Tùng Tiền của Quốc vụ viện sau khi nghe nói liền quyết định sẽ đến xem.
Quốc vụ viện đang thảo luận việc đại quy hoạch Hoành Không xin vào công trình trọng điểm quốc gia, ủy viên Trịnh muốn đích thân đến để xem đại quy hoạch Hoành Không của chúng ta như thế nào. Khổng Ý Hùng vẻ mặt vui mừng, giọng nói của anh ta rất to, chủ yếu là nói để cho các đồng chí ở Điền Nam nghe thấy. Khi nào thì xuống? Chắc trưa mai sẽ xuống, ủy viên Trịnh đã xuất phát rồi, sẽ ở tỉnh thành Thiên Vân một đêm. Trao đổi một chút với lãnh đạo tỉnh ủy, sáng hôm sau bí thư Ninh sẽ đi cùng ủy viên Trịnh xuống. Văn phòng tỉnh ủy giao cho chúng ta phải làm tốt công tác chuẩn bị. Thư ký Đỗ Kiếm đã chạy xuống trước rồi. Khổng Ý Hùng nói. Lúc này đám người Trương Tương Hòa mặt đờ đẫn, người ta điểm danh muốn xuống xem khu kinh tế Hoành Không, điều này không phải chứng tỏ ủy viên Trương cũng ủng hộ việc thành lập khu kinh tế Hoành Không sao. Mà tỉnh Điền Nam còn vì việc này mà xử lý Diệp Phàm thì là làm ngược lại rồi còn gì. Buổi tối, trong phòng hội nghị nhỏ của tỉnh ủy Điền Nam đèn vẫn sáng. Việc thành lập khu kinh tế được thông qua trong cuộc họp hội đồng quản trị là chuyện bình thường, mọi người không cần thiết phải để ý quá. Chủ tịch tỉnh Dương nhìn Bí Thư Trần, Phó Chủ tịch tỉnh An và Trương Tương Hòa, nói. Chính là tỉnh ủy Thiên Vân tỏ thái độ có chút không hợp thời. Trương Tương Hòa nói. Đấy là quyết định của người ta, chúng ta không quản được, tuy nhiên, việc ủy viên Trịnh xuống thì lại khá đặc biệt. An Bình Phong cau mày nói. Đúng vậy, ở mấu chốt này, là trùng hợp sao? Bí Thư Trần gật gật đầu. Mấy đồng chí còn lại cũng gật đầu. Chương 3347, anh rất thương em. Ừ, việc này cũng có chút đặc biệt. Trương Tương Hòa thở dài. Có một số việc bất đắc dĩ phải làm, nếu đã làm sẽ không hối hận. Giống như chuyện lần này. Chủ tịch tỉnh Dương hừ lạnh nói. Hả lòng hả dạ hả. Cái Thiệu Trung nói một câu. Chỉ là thành công nhỏ mà thôi. Diệp Phàm cười nói. Ba đồng chí Chí kia ăn cơm cũng rất nhanh chóng, nói là có việc phải về. Phỏng chừng là trong lòng không thoải mái. Cung Chí Quân cười nói. Không thoải mái thì kệ bọn họ không thoải mái, thật là xứng đáng. Cái Thiệu Trung lạnh lùng hừ nói, khí phách tràn đầy. Không biết là họ có dở trò gì không? Cung Chí Quân hỏi. Việc này cũng khó nói, cũng phải xem thái độ của bọn họ đã. Tuy nhiên, nếu phải chỉnh thì Diệp Phàm tôi quyết không nương tay. Tôi không ngại đá một cú đá vào văn phòng tỉnh Điền Nam. Đương nhiên đây là quyết định tồi tệ nhất. Muốn cho tôi chén canh rồi làm, trên đời này không có việc tốt như vậy mà. Bố mày có bị mày tát tai cũng sẽ tươi cười chào đón. Còn bọn họ muốn làm xây dựng, không được phép. Vẻ mặt Diệp Phàm đần thối, rất đáng sợ. Đúng vậy, rõ ràng chúng ta đặt địa khu Giang Hoa ra ngoài lề để nói. Cung Chí Quân gật gật đầu. Có một số việc, chúng ta cùng với Diệp Phàm có thể thể hiện ra mặt. Đến lúc đó... Người cầm lái khu kinh tế Hoành Không vẫn là Diệp Phàm. Tôi lo lắng có một số đồng chí dùng biện pháp để phản chế chúng ta. Vẻ mặt Trương Tương Hòa lo lắng. Ừ, nếu như Diệp Phàm thật sự muốn làm, địa khu Giang Hoa chúng ta sẽ có chút phiền phức. Hơn nữa, ở địa phương có gian lận rất nhiều. An Bình Phong cũng gật gật đầu. Có cần phải báo cáo sẽ đưa quy hoạch địa khu Giang Hoa vào quy hoạch Hoành Không? Không có địa khu Giang Hoa chúng ta, quy hoạch Hoành Không chia thành hai thành phố. Hẳn là đầu óc Diệp Phàm sẽ không như vậy. Chủ tịch tỉnh Dương nói. Không có năng lực thì lui ra, ví dụ như một khi vốn công trình trọng điểm quốc gia được rót xuống. Nếu Diệp Phàm chuyển rất nhiều vốn sang tỉnh Thiên Vân để đầu tư, còn địa khu Giang Hoa của chúng ta có thể chỉ đứng ở bên ngoài. Đến lúc đó địa phương chúng ta cũng không có, cho dù là có, chắc chắn việc này sẽ có tranh luận. Đến lúc đó, chắc chắn Diệp Phàm sẽ trình bày rất nhiều lý do. Cái này là trọng điểm, cái kia là trọng yếu. Đến lúc đó, miệng là của hắn mà. Trương Tương Hòa nói. Cho nên, tôi cảm thấy được việc bây giờ chúng ta có thể nghĩ trước tiên đó là áp dụng chính sách phù hợp. Bằng không, chỉ sợ đến lúc đó sẽ trở tay không kịp, bị thua thiệt chính là chúng ta. Tương Hòa, không cần phải lo lắng quá mức như vậy. Tầm nhìn của Diệp Phàm sẽ không ngắn như vậy đâu, cứ yên tâm. Đại quy hoạch là do hắn đưa ra. Khẳng định hắn sẽ không hủy hoại đâu. Bằng không, nếu hắn dám có động thái, chúng ta không có biện pháp nào sao? Ví dụ như, chúng ta tự yêu cầu rút địa khu Giang Hoa ra, xem bọn hắn sẽ làm quy hoạch như thế nào. Chủ tịch tỉnh Dương hừ lạnh nói. Đó không phải là điều mong muốn, là thể diện. Đến lúc đó, cả hai đều thiệt, chúng ta có thể làm công trình liên hoa lạc sao? Đến lúc đó, há lại làm trò cười cho cả nước. Cho nên, việc điều hòa mâu thuẫn,
giải quyết vấn đề là vấn đề mấu chốt. Chứ không phải là kích thích thêm mâu thuẫn, làm như vậy sẽ không tốt cho cả hai bên chúng ta. Hơn nữa, chúng ta không thể đem lợi ích của quần chúng nhân dân ra làm trò đùa, địa khu Giang Hoa liên quan đến cuộc sống của mấy trăm vạn dân cư. Phải thận trọng, rất thận trọng. Vẻ mặt Bí thư Trần nghiêm túc. Ừ, việc này chúng tôi đều hiểu được, tuy nhiên, phải luôn phòng thủ. Chủ tịch tỉnh Dương gật đầu nói. Đương nhiên vẫn cần một chút đề phòng, cho dù đồng chí Diệp Phàm muốn làm động tác nhỏ cũng có thể bỏ qua. Có một số việc, đổi lại một chút cũng bình thường thôi. Bí thư Trần nói. Hơn 10 giờ đêm, Diệp Phàm mới trở về chỗ ở, phát hiện phía trước có bóng dáng màu đen. Thằng này nhanh chóng trốn vào trong bồn hoa. Đôi mắt ưng phát hiện cấm vệ quân Phượng Khuynh Thành. Cô đến đây lúc nào? Diệp Phàm đứng lên, đối mặt với cấm vệ quân Phượng Khuynh Thành, hắn cảm giác giọng nói của mình có chút lắp bắp. Anh Diệp, 5555. Không thể ngờ được Phượng Khuynh lão chạy nhào vào trong lòng Diệp Phàm khóc lên. Chúng ta đi vào nhà rồi nói chuyện. Diệp Phàm vừa thấy, có cảm giác sợ. Mình đang ở tòa nhà phía sau khách sạn Hoành Không. Tuy nói là độc viện, nhưng ở trong sân có một cô gái khóc nỉ non, nếu việc này truyền đi ra bên ngoài sẽ lập tức bị phong hóa án. Cho nên, hắn nhanh chóng ôm lấy Phượng Khuynh Thành đi vào trong nhà. Rồi sau đó đi lên trên phòng ở tầng 2, đóng cửa thình thịch lại. Trước Diệp Phàm lo lắng về việc cách âm trong phòng ngủ, giờ không phải lo lắng gì. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Diệp Phàm để Phượng Khuynh Thành ngồi trên ghế salon rồi uống trà, hỏi. Ông nôi, ông nội, ông không qua được. Mặt Phượng Khuynh Thành đầy nước mắt, cả người tiều tụy vài ngày. Đôi mắt cũng sưng đỏ lên, không còn thấy được em Phượng cao ngạo như bình thường. Ôi! Diệp Phàm cũng có thể đoán được, tế bào ung thư đã lan khắp đến các bộ phận trên cơ thể của lão Phượng, đồng chí La Thiên Thượng, Trần Phong nói bây giờ khó có thể cứu sống được. Bác sĩ nói không có biện pháp chữa trị. Ông nội, nhiều nhất ông nội cũng chỉ sống được 3 tháng. Hai vai Phượng Khuynh rung lên, nức nở. Ừ, Khuynh Thành, lão Phượng cũng đã trên 80 gần 90 tuổi rồi. Cơ quan đã lão hóa, hơn nữa ông ấy lại bị bệnh nặng. Đây là quy luật của cuộc sống, huống cho cả đời này lão Phượng cũng là người thật sự kiệt xuất. Có được điều này là đủ rồi, em bớt đau buồn một chút đi. Diệp Phàm vỗ nhẹ vào vai Phượng Khuynh Thành. Em biết điều này. Chẳng qua là em không muốn mất ông nội. Ông nội là người hiểu em nhất. Phượng Khuynh Thành khóc ròng nói, lại nhào vào trong lòng Diệp Phàm, dường như đó là nơi rất ấm áp. Bộ ngực đó thật vững chắc nhưng thiếu chút nữa khiến cho Diệp Phàm không thở nổi. Ừ, nghĩ thoáng một chút, anh tin chắc lão Phượng cũng không muốn nhìn thấy bộ dạng như bây giờ của em, ông ấy rất yêu thương em. Diệp Phàm an ủi, lúc này có nói gì đi nữa cũng là thừa thãi. Em mặc kệ, anh cứu ông nội đi. Bọn họ nói anh có bản lĩnh, hơn nữa, em thấy anh cũng có võ nghệ cao cường. Là đại cao thủ của thời cổ đại, chắc chắn anh có biện pháp. Phượng Khuynh Thành lại vuốt ve thân thể Diệp Phàm, khiến cho trong lòng hắn lộn xộn. Hơn nữa, hai tay lại ôm lấy cổ Diệp Phàm, mặt sát vào mặt hắn. Một ma sát nhỏ cũng có thể khiếp súng cướp cò, Phượng Khuynh là một cô gái đẹp, hơn nữa thanh chun tịnh lệ, không chắc còn là một chỗ. Mà Diệp Phàm lại huyết khí phương cương. Sao có thể chịu được điều này? Phía dưới đã sớm có phản ứng, trong lòng hắn nguyền rủa ý đồ đen tối để tránh làm ra chuyện đó. Em bảo anh đánh người còn được, lại bảo anh cứu người. Những bệnh bình thường còn được, đây lại là bệnh ung thư. Nếu dùng biện pháp loại bỏ không được, phỏng chừng lão Phượng chỉ còn sống được hơn 3 tháng thôi. Diệp Phàm nói, em mặc kệ, anh cứu ông nội đi, chỉ có anh có thể cứu ông nội thôi. Phượng Khuynh Thành như bị điên. Hét lên một tiếng. Phượng Khuynh Thành mở cúc áo ra, vuốt ve bộ ngực trắng ngần. Còn Diệp Phàm không có kịp phản ứng, Phượng Khuynh Thành lại dùng miệng hôn hít. Nhất thời, khiến cho mê người. Khuynh Thành. Thiếu chút nữa Diệp Phàm chảy máu mũi, hai tay không có sai khiến mà cứ sờ soạng đi lên. Còn miệng cũng làm việc. Ngay tức khắc, mãn ốc ướt át, Phượng Khuynh Thành kích thích khiến cho Diệp Phàm lạc giường. Hai tay đi xuống dưới, váy của Phượng Khuynh Thành bị rơi xuống. Không lâu sau, hai thân thể chảy cuồn cuộn vào nhau. Đô đô đô. Đang chuẩn bị lên ngựa, ôi mẹ nó, điện thoại tự nhiên lại vang lên. Tiếng đô đô này hình như khiến cho Diệp Phàm lập tức tỉnh lại. Hắn tỉnh lại, vội vàng mặc quần đùi vào, ném chiếc chăn đơn cho Phượng Khuynh Thành rồi mới nghe điện thoại. Cậu muốn chết à, đêm hôm khuya khoắt lại gọi điện thoại làm gì?
Diệp Phàm tức giận mắng Vương Nhân Bàng, giọng nói của hắn, nếu như Vương Nhân Bàng ở đây chắc chắn sẽ sợ đến chết khiếp. Bây giờ mới 10 giờ mà đêm hôm khuya khoắt sao? Vương Nhân Bàng cảm thấy khá oan ức. 10 giờ hơn mà sớm sao? Diệp Phàm vừa nghe thấy, hừ một tiếng. Diệp Phàm của tôi ơi, vậy là muộn sao? Ngày trước không phải 2 giờ anh mới ngủ sao? Vương Nhân Bàng kêu lên. Người này đúng là khá mẫn cảm, hơn nữa cũng là giữ cao thủ, quay người cười gượng một tiếng, nói. Đúng rồi, nhưng thật ra tôi đã quên. Đêm nay anh thật khác thường, có phải bây giờ đang làm cái gì không? Làm cái con khỉ. Diệp Phàm tức giận hừ nói, tuy nhiên, đột nhiên Phượng Khuynh Thành ừ hai tiếng, hơn nữa âm thanh rất lớn. Hai má Phượng Khuynh Thành đỏ bừng, một chân liền gác trên người Diệp Phàm. Tuy nhiên, chỗ đó có chút bất thường, bởi vì, đang ở trên mặt đó thôi. Thôi nào. Diệp Phàm thuận miệng nói rồi bỏ chân Phượng Khuynh Thành sang một bên. Diệp Phàm, tôi gặp rắc rối, tôi có việc nên mới tìm đến anh. Vương Nhân Bàng bị hiểu lầm, ở đầu điện thoại bên kia kêu lên. Kêu cái gì, nói nhỏ thôi, không hải lang tới. Diệp Phàm tức giận nói, tuy nhiên, dường như tình cảm của Phượng Khuynh Thành càng ngày càng mãnh liệt. Xốc chiếc chăn đơn lên cả người nhào vào trên người Diệp Phàm. Đùi trắng như tuyết, còn chiếc mông vểnh lên trên, nơi sâu thẳm đè lên Diệp Phàm, thử thách thần kinh yếu ớt của Diệp Phàm. Được rồi, rốt cuộc anh có chuyện gì nhanh nói đi. Diệp Phàm vội vàng vỗ Phượng Khuynh Thành ra rồi nói. Mẹ kiếp, đây là tiếng người sao? Thiếu chút nữa Vương Nhân Bàng khí mông, âm thanh lại càng thô to. Anh Diệp, mau tới thôi. Đột nhiên Phượng Khuynh kêu lên. Diệp Phàm sợ tới mức vội vàng cho nàng vào trong chăn, hơn nữa còn làm động tác cầu xin tha thứ. Quái, tôi nghe hình như có tiếng ai kêu anh Diệp. Vương Nhân Bàng kỳ quặc. Cười nói. Đúng vậy, bên bố mày đang có một cô gái, đang gọi anh Diệp, bây giờ anh đã vừa lòng chưa, nói mau, không là tôi cúp điện thoại đó. Diệp Phàm giận, hét vào trong điện thoại. Chương 3348, đã hiểu. Vương Nhân Bàng cười khan vài tiếng, vô cùng tò mò, hỏi. Là ai vậy, không phải là Mộc Nguyệt Nhi à? Mộc Nguyệt Nhi là ai? Phượng Khuynh Thành nghe thất. Cả người đang ở trong chăn vùng dậy, thốt lên hỏi, hơn nữa vẻ mặt giận dữ giống như muốn ăn thịt người. Hai cái đầu phong tử đung đưa trước mặt Diệp Phàm làm người ta thật sự quáng mắt. Đừng nghe người này nói bậy bạ. Diệp Phàm vội vàng che điện thoại. Vậy anh nói cho em biết Mộc Nguyệt Nhi là ai? Phượng Khuynh Thành lầm bầm nói, Diệp Phàm đắp cho cô chiếc chăn đơn, lại bị cô kéo ra. Cô ấy là tổng giám đốc tập đoàn Hoa Tinh nước Mỹ, là một người phụ nữ giàu có tiền tỷ. Bọn anh là đối tác kinh doanh, người ta sao có thể để vào mắt những người như chúng ta có phải hay không? Diệp Phàm cười vội. Tin anh mới là lạ. Phượng Khuynh Thành hừ một tiếng rồi chui vào trong chăn. Diệp Phàm, tôi vừa nghe được vừa tức, nghe nói phái Hoa Sơn cho lão Tiêu xuống núi. Anh phải cẩn thận. Vương Nhân Bàng nói. Người này đã biệt vô âm tín một thời gian dài, tuy nhiên, chuyện của ông ta lúc nào cũng phải giải quyết. Tôi sẽ giao cho Hồng Diệp bảo. Yên tâm. Nếu ông ta dám đến trong bảo, đó là tự rước lấy nhục nhã. Diệp Phàm hừ lạnh nói. Ừ, anh chú ý một chút, tôi cho Đường Thành dẫn theo vài người quay về Hồng Diệp bảo. Trong thời gian này nếu như bảo bối của anh và Kiều Đại Tiểu Thư vẫn an toàn thì Hồng Tà vẫn bình thường. Thực lực vài năm trước của họ Tiêu kia là bán tiên thiên, giờ trời mới biết ông ta có đột phá tiên thiên không. Những người khác cũng không biết, hiện tại Sa Thiên lại không ở đó, phải tuyệt đối cẩn thận. Tôi ở bên cạnh lại không làm gì được. Hơn nữa, ta gặp gỡ chính vì lợi ích là hàng đầu. Vương Nhân Bàng nói. Việc này tôi vốn đã báo cáo qua với tổ đặc nhiệm A, tuy nhiên, lão cung cũng tương đối khổ tâm. Bây giờ người ta còn không có động thủ, chúng ta muốn báo cáo lên tỉnh chuyện phái Hoa Sơn cũng chưa có chứng cớ. Chẳng lẽ người ta xuống núi đi dạo cũng không được, nhà nước không thể phong tỏa phái Hoa Sơn được. Cho nên... Để chờ đủ chứng cứ thì quá muộn có phải hay không? Có phái người đi theo lão gia hỏa không? Diệp Phàm hỏi. Không theo kịp, người ta ít nhất cũng đã là bán tiên thiên. Nhoáng một cái đã không thấy đâu. Vương Nhân Bàng nói. Tuy nhiên, nghe nói sau đó lão cung cũng cho Đường Thành dẫn theo 7 tay súng bắn tỉa bao vây xung quanh Hồng Diệp bảo, theo dõi 24/24 giờ. Nếu tiến vào trong bảo hai người bọn Hồng Tà cũng không sợ, chỉ sợ người này không công kích vào trong bảo. Mà lại phòng ngự ở bên ngoài.
Tôi biết rồi. Diệp Phàm hừ lạnh một tiếng, nhăn đầu mày lại. Vương Nhân Bằng gác điện thoại xuống. Có chuyện gì xảy ra vậy anh Diệp? Phượng Khuynh Thành bán y ở bên cạnh Diệp Phàm, hỏi. Lúc này thật ra cả hai người đều đã tỉnh lại, vẻ mặt của Phượng Khuynh Thành rất xấu hổ, ngẩn ra nhìn Diệp Phàm. Nhìn gì, thật là... Phượng Khuynh Thành sẵng giọng. Em thật là đẹp. Diệp Phàm nói. Đẹp lắm sao? Phượng Khuynh Thành mắt như tơ. Đẹp. Diệp Phàm gật đầu nói. Anh đừng có nói dối, anh nói đẹp mà vì sao lại không để ý đến em? Phượng Khuynh Thành bĩu môi nói. Đẹp thì đẹp, nhưng anh đã có vợ rồi. Anh không muốn làm hại em. Diệp Phàm nói. Em không sợ anh hại. Phượng Khuynh Thành đỏ mặt mắt cỡ. Anh vào buồng vệ sinh đã, em mặc quần áo vào đi. Hơn nữa, em đi xuống đây có nói với người nhà biết không, sẽ khiến cho người nhà lo lắng đấy. Nếu như tối nay em ở đây anh sẽ đi ra ngoài ngủ. Trước tiên tắm cái đã, nếu không có đồ ngủ anh sẽ cho người mang tới. Diệp Phàm nói, cũng không thể nói gì nữa, bằng không, phỏng chừng lại bị. Em không tắm, trừ phi anh. Mặt Phượng Khuynh Thành càng đỏ hơn. Trừ phi thế nào? Diệp Phàm hỏi. Anh giúp em mặc quần áo vào em mới đi tắm, hơn nữa, tối nay anh ngủ cùng em. Phượng Khuynh Thành nói. Việc này, không được, việc này. Thiếu chút nữa Diệp Phàm trợn tròn mắt. Không được cũng phải được, lập tức mặc vào cho em. Đột nhiên Phượng Khuynh Thành lại bỏ chiếc chăn ra. Mặc, mặc. Giọng nói Diệp Phàm run rẩy, vội vàng nhặt quần áo trên đất lên tay chân luống cuống mặc vào cho cô gái. Buồn cười quá, anh nhìn này. Ngay cả đóng cúc cũng sai nút rồi. Phượng Khuynh Thành cười một cách tinh ranh. Sau đó liếc mắt nhìn Diệp Phàm một cái, đi vào buồng vệ sinh, vừa đi vừa liếc mắt nhìn Diệp Phàm, nói. Tối nay anh phải giúp em, vì ông nội của em anh phải giúp em. Hơn nữa, không cho phép chạm em. Nói xong liền đi vào, trời ơi, ngay cả cửa nhà vệ sinh cũng chưa đóng, tiếng nước chảy ào ào ở bên trong. Diệp Phàm nhanh chóng lấy quần áo ngủ rồi để trên cánh cửa. Phiền phức thật, tối nay tính sao đây? Không thể đụng vào, còn phải nằm ngủ cùng, đúng thật là hành hạ người khác. Tòng lòng Diệp Phàm thở dài. Phượng Khuynh Thành tắm xong mặc bộ đồ ngủ vào rồi lại vào nằm trong chăn. Anh Diệp, anh thật không chữa bệnh cho ông nội của em. Phượng Khuynh Thành lại muốn khóc. Như vậy đi, để ngày mai anh bớt một chút thời gian để qua kiểm tra. Tuy nhiên, có điều anh nói trước, chắc hy vọng không đến nửa đâu. Hơn nữa. Cho dù có thể tạm thời ngăn chặn, phỏng chừng cũng không có khả năng kéo dài thêm thời gian cho lão Phượng. Diệp Phàm vuốt hai má Phượng Khuynh Thành, nói. Được rồi, chỉ cần anh cố gắng hết sức là được. Phượng Khuynh Thành gật gật đầu, trên người Diệp Phàm bán y, vẻ mặt hạnh phúc xen lẫn u buồn. Anh Diệp, em nhớ lại lúc ở đập Thiên Thủy. Lúc ấy anh chỉ mới có mười mấy tuổi, còn em đang ở giai đoạn dậy thì. Lúc đó em thấy anh thực sự là lão thổ. Phượng Khuynh Thành nói. Ha ha, lúc ấy anh chỉ công tác ở quê thôi, chỉ là cán bộ trong thôn, cũng thổ bình thường mà. Diệp Phàm cười nói. Đúng rồi, bây giờ anh đã có vợ rồi. Em có bức thư này, nói là mời anh đến xem bệnh cho ông nội. Phượng Khuynh Thành nói. Ôi! Diệp Phàm thở dài. Sáng ngày thứ hai. Tiếng cười khanh khách, Phượng Khuynh Thành đánh ngã Diệp Phàm rồi cười khanh khách. Cười gì? Diệp Phàm tức giận hừ nói. Nhìn anh! Bây giờ thành gấu trúc rồi. Phượng Khuynh Thành nói. Có cách gì, đúng là thành tiên khi ngủ bên cạnh một cô gái xinh đẹp mà không thể làm gì. Anh cảm thấy anh còn hơn cả Liễu Hạ Huệ. Nếu việc này truyền ra ngoài, người ta còn tưởng đồng chí Diệp Phàm tôi không làm gì được. Diệp Phàm căm tức nói. Huống chi, em không hiểu được nửa đêm lại có người ngủ cùng. Cái gì mà ngủ cùng? Phượng Khuynh Thành hỏi. Cả người giống như bạch tuộc cứ ép vào anh khiến anh không thở nổi. Hơn nữa, cứ đẩy em ra là một lúc em lại ôm lấy. Em xem, mắt của anh không là gấu mèo mới là lạ. Hơn nữa, cả đêm, anh đi vào buồng vệ sinh đi vệ sinh. Tuy nhiên, cuối cùng cũng không xảy ra chuyện gì lớn cả. Diệp Phàm nói. Em ngủ như vậy sao? Anh gạt em. Cơ bản là Phượng Khuynh không chịu thừa nhận. Anh thấy cũng không tồi. Có phải em giống bạch tuộc không? Tự nhiên Diệp Phàm lấy camera ra. Phượng Khuynh Thành vừa thấy, nhất thời mặt đỏ như con khỉ. Ảnh chụp vẫn còn nóng bỏng, tuy nói Phượng Khuynh Thành có mặc áo ngủ. Tuy nhiên, tư thế nằm ghé sát vào Diệp Phàm làm người ta líu lưỡi không nói nên lời.
chỉ thấy hai chân nàng xoa mở ra, bởi vì Phượng Khuynh Thành chỉ mặc áo ngủ, cho nên, tất cả đều lộ ra bên ngoài. Ngay cả viên đều bị lộ một nửa, tam giác phía dưới cũng lúc ẩn lúc lộ, liền chụp ảnh, để cho em xem. Anh Diệp, cái này anh cho em được không? Phượng Khuynh Thành nói xong, liền đoạt lấy máy ảnh. Cho em xem là được rồi, không nên vội vàng, không cẩn thận gây ra sức ép đó. Diệp Phàm nói, sợ gì chứ, em sẽ bí mật cất giữ, cả đời chỉ cho anh xem. Hơn nữa, cả đời này, chúng ta còn có cơ hội này không cũng khó nói. Nếu ông nội ra đi, trong nhà, ôi, ôi. Phượng Khuynh Thành đau khổ, Diệp Phàm thở dài, đành đưa máy ảnh cho nàng. Thế nào rồi? Diệp Phàm hỏi, có phần bất ngờ. Hiện tại ông nội đã biết bệnh tình của mình, hôm đó ông nói với em. Tiểu Khuynh à, tiếc nuối cả đời của ông nội chính là không thể chứng kiến hôn lễ của con. Nếu như có thể ôm con của Tiểu Khuynh, cả đời này sẽ không còn tiếc nuối. Phượng Khuynh Thành nói, nước mắt lại chảy xuống. Việc này, nếu không em tìm một người nào tính chuyện kết hôn. Ít nhất, trước khi ra đi lão Phượng có thể chứng kiến hôn lễ của em có phải không? Diệp Phàm hỏi dò. Không được, em. Đột nhiên Phượng Khuynh Thành kêu lên một tiếng, hai mắt nàng trợn lên, hung hăng nhìn Diệp Phàm, tim đập phập phồng. Nét mặt buồn rầu thảm thiết, khiến cho trong lòng Diệp Phàm muốn rỉ máu. Anh vẫn không động lòng sao? Không nói chuyện nữa, anh phải đi tiếp đón lãnh đạo. Nếu như em cần đi ra ngoài phải cẩn thận một chút, để người ngoài nhìn thấy dù sao cũng không được tốt. Nếu muốn đi ra ngoài để anh sắp xếp thời gian đi cùng em. Cảnh vật ở núi Thiên Thông cũng không tệ lắm. Diệp Phàm không dám nhìn vào hai mắt Phượng Khuynh. Ông nội, thực sự xin lỗi, Tiểu Khuynh thật sự xin lỗi ông. Phượng Khuynh Thành im lặng khó, nột nột tự nói, tâm tính Diệp Phàm lương thiện cảm thấy giống như có một mũi dao đang cứa vào trong lòng, hắn nhanh chóng rời khỏi giường đi ra cửa. Mới 5 giờ sáng, tuy nhiên, bởi vì hôm nay phải đón tiếp ủy viên Trịnh của Quốc vụ Viện, cho nên, tập đoàn Hoành Không đã sớm náo nhiệt. Ánh đèn của tập đoàn Hoành Không chói mắt, nhân viên đang bận rộn với công việc của mình. Quái, lão Khổng, vừa rồi anh có thấy một cái bóng vừa ở cửa không? Ngũ Vân Lượng dụi mắt, hỏi Khổng Ý Hùng. Làm gì có ai, anh gặp ma à? Khổng Ý Hùng nhìn ra ngoài cửa có chút mờ mờ cười nói. Xem ra đêm qua ngủ không được ngon, giờ hoa mắt. Ngũ Vân Lượng xoa xoa mắt một chút nói, tôi đi rửa mặt đã, để cho lãnh đạo nhìn thấy thì xong đời. Đi đi, nhanh lên, nhìn tinh thần anh là biết tối hôm qua anh thức đêm. Khổng Ý Hùng nói, đương nhiên là lão Diệp không nghe được cuộc nói chuyện của hai đồng chí, bởi vì lúc này trong lòng hắn đang rất buồn bực. Thi triển bức công bức vương của con rơi giống như vừa đi mấy trăm thước. Tuy nhiên, đi qua cửa chính của trụ sở khiến cho Ngũ Vân Lượng nhìn thấy, còn tưởng rằng chuyện ma quái. Tôi là thằng khốn nạn. Tôi là loại mất dạy. Tôi là đồ vô dụng. Tôi không phải là người. Nhân ảnh của người nào đó lang thang ở nơi nào đó trên núi Thiên Thông kêu to, vừa bay vừa nhấc chân huy quyền. Chương 3349, Hồng Y xuất hiện. Trên vách tường liên tục có tiếng nổ vang, may mà có thác nước rất lớn, hơn nữa vừa mới có trận mưa, nước lên cao, tiếng thác nước như tiếng sấm, không làm cho hơn chục hộ gia đình ở đó khiếp sợ. Chút hết mọi thứ trong lòng ra, mồ hôi Diệp Phàm chảy ra. Sau đó hắn lại nhảy xuống thác nước thi triển ngư long thập bát biến trong nước. Cùng với mỹ nhân ngư trà sát nhau trong nước. Thấy trời sáng, hắn mới mặc quần áo vào đứng ở bên thủy đàm. Suy nghĩ một chút, đột nhiên hừ nói. Các hạ xem đủ rồi đó, xuất hiện đi. Ôi, đừng tức giận. Một tiếng thở dài truyền đến, một đạo hồng ảnh chợt lóe trên đỉnh núi rồi biến mất. Nhất thời Diệp Phàm tức giận đạp vào vách tường, dùng toàn lực thi triển, nhất lùi là trên 100 mét. Tuy nhiên, tốc độ của hồng ảnh kia cũng cực nhanh. Khi Diệp Phàm đuổi tới đỉnh núi, các bóng là biến mất. Chẳng lẽ là cô ấy, trong lòng Diệp Phàm nột nột, sau đó nhìn một lúc mới quay người đi. Ôi, thế tục thế gian, tôi và cô có duyên nhưng không có phận chắc chắn không thể cả đời gần nhau. Chỉ mong cô sống tốt thôi. Đột nhiên hồng ảnh ở một chỗ sông ta, ngơ ngác nhìn bóng dáng Diệp Phàm đã đi mất. Khăn hồng bay bay. Quả nhiên là nàng. Đột nhiên Diệp Phàm quay lại, liếc nhìn hồng ảnh một cái. Bởi vì, con rơi của Diệp Phàm cũng là hồng ảnh, đương nhiên có thể nhìn một cách rõ ràng. Trước kia cô gái này xuất hiện cùng Cổ Huyết, khẳng định có quan hệ với Cổ Huyết, rốt cuộc cô ấy là ai? Diệp Phàm thu lại con rơi quay người đi tiếp.
11 giờ, đoàn người ủy viên Trịnh tới tập đoàn Hoành Không. Sau nghi lễ nghênh đón long trọng là mời ăn cơm, sau khi ăn cơm trưa xong đi đến tham quan Thông Thiên Hà. Thấy cây cầu kia, làm cho tôi cảm nhận được khí thế của quy hoạch Hoành Không thật là lớn. Không tồi, không tồi. Ủy viên Trịnh vừa cười vừa chỉ trỏ, quay đầu về phía Ninh Chí Hòa cười nói. Quy hoạch Hoành Không là xu thế tất yếu, lúc này các anh thành lập khu kinh tế Hoành Không thực sự sẽ trở thành một nền tảng vững chắc. Có lẽ, việc thành lập khu kinh tế Hoành Không sẽ khiến cho quy hoạch Hoành Không tiến xa thêm một bước. Tư tưởng thành lập khu kinh tế Hoành Không chính là của đồng chí Diệp Phàm của tập đoàn Hoành Không, chúng tôi nghe hắn báo cáo cảm thấy có thể làm được. Cho nên, lập tức bắt tay vào việc chuẩn bị thành lập. Hiện tại đã thông qua ban giám đốc của tập đoàn Hoành Không. Việc thành lập phỏng chừng chỉ trong vòng một tháng. Ninh Chí Hòa cười nói. Ừ, hiện tại trước mắt đã có nền tảng, giờ nhìn về tương lai. Con mắt của đồng chí Diệp Phàm không tồi. Nghe nói quy hoạch Hoành Không cũng là vị đồng chí này khởi xướng và ra sức thực hiện. Ủy viên Trịnh hỏi. Đúng vậy, sau một năm đồng chí Diệp Phàm đến tập đoàn Hoành Không, lợi nhuận của tập đoàn đã tăng lên rất nhiều. Hơn nữa, chỉ trong thời gian một năm đã đầu tư cả chục tỷ. Ngay cả Ninh Chí Hòa tôi cũng không khỏi khâm phục khí phách đó. Đối với tập đoàn Hoành Không mà nói cũng là một kỳ tích. Lúc trước đồng chí Diệp Phàm đến tỉnh Thiên Vân tôi cũng có nói chuyện với hắn. Trước đây đồng chí Diệp Phàm tạo nên kỳ tích Lâm Tuyền. Bây giờ Lâm Tuyền của ngày xưa trở thành một trung tâm hành chính cấp huyện, mà bí thư quận ủy là cán bộ cấp phó giám đốc sở. Mà đồng chí Diệp Phàm còn tạo ra kỳ tích Ma Xuyên, hiện tại đã trở thành đầu mối giao thông trọng yếu của ba tỉnh. Lúc đó tôi đã nói quá, hy vọng hắn có thể tới Hoành Không để tạo ra một kỳ tích Hoành Không. Hiện tại xem ra, đây cũng không phải là một điều mộng tưởng rồi, rõ ràng đã trở thành sự thật. Thấy rằng biểu hiện của đồng chí Diệp Phàm rất xuất sắc, tỉnh ủy quyết định đề cử đồng chí Diệp Phàm vào vị trí phó chủ tịch tỉnh Thiên Vân, tỉnh ủy tỉnh Thiên Vân đã quyết định giới thiệu lên ban tổ chức trung ương. Ninh Chí Hòa tâm bốc Diệp Phàm. Bây giờ đảng rất coi trọng những đồng chí xuất sắc có cống hiến, hiện tại đã đẩy mạnh trẻ hóa cán bộ. Tỉnh Thiên Vân đã thực hiện rất nhuần nhuyễn tư tưởng này. Ủy viên Trịnh cười nói ha ha. Ha ha, chỉ cần các đồng chí có thể tạo ra thành tích, tỉnh ủy Thiên Vân sẽ không bỏ qua bọn họ. Ninh Chí Hòa khí phách cười nói. Sau đó ủy viên Trịnh còn hứng thú đi thăm Tinh Tuyệt cổ mộ. Dạo qua một vòng, ủy viên Trịnh ăn bữa cơm chiều rồi rời đi. Đi dạo nửa ngày, dường như Diệp Phàm được tâng bốc lên. Trương Thương Hòa nói. Tâng bốc, hẳn là không thể nào. Ủy viên Trịnh là ai, nếu như nói đồng chí Ninh Chí Hòa muốn nâng đỡ Diệp Phàm còn có lý. Tôi thấy ủy viên Trịnh không hẳn như vậy, Diệp Phàm dựa vào cái gì mà có thể làm cho ủy viên Trịnh xuống đây để cổ động cho hắn. Cho dù là đại viện Kiều gia cũng không làm được điểm này. Chủ tịch tỉnh Dương Khai Thành lạnh lùng hừ nói. Đây là đồng chí Chí Hòa đang đánh vào mặt chúng ta xử phạt Diệp Phàm, ngược lại bọn họ sẽ gắng sức, hai thái độ hoàn toàn khác nhau. Bí thư Trần thở dài. Tuy nhiên, hôm nay ủy viên Trịnh khen ngợi chủ trương thành lập khu kinh tế Hoành Không. Hơn nữa, còn muốn nghe Diệp Phàm báo cáo đề xuất về khu kinh tế Hoành Không. Ngay lúc đó Diệp Phàm đưa tài liệu ra, ủy viên Trịnh còn tươi cười hớn hở nói nhất định sẽ trình quốc vụ viện và các ngành liên quan. Trương Thương Hòa nói. Ông ta khen thì kệ ông ta khen. Chủ tịch tỉnh Dương hừ lạnh. Ban đêm, Phượng Khuynh Thành mới đi dạo về tới nơi ở của Diệp Phàm. Em còn chưa về sao? Diệp Phàm hỏi. Chê em rồi, có phải còn muốn đợi cái cô Mộc Nguyệt Nhi kia không? Phượng Khuynh Thành nói lầm bầm. Em nói gì vậy, không phải anh đã giải thích với em rồi sao? Mộc Nguyệt Nhi là chủ tịch một tập đoàn, làm sao lại để ý tới một tổng giám đốc nhỏ bé như anh? Diệp Phàm cười khổ nói. Em đã gặp cô ta, hình thức cũng không được tốt cho lắm. So với bổn cô nương còn thua kém một chút. Phượng Khuynh Thành hừ nói. Em lén lút đi gặp cô ấy. Diệp Phàm buồn bực. Làm sao chứ, đau lòng rồi à? Phượng Khuynh Thành nở một nụ cười. Đau lòng cái quỷ, anh và em không có quan hệ gì. Anh chỉ hy vọng em chú ý một chút, đừng gây chuyện làm ảnh hưởng đến đối tác làm ăn của tập đoàn Hoành Không chúng ta. Người ta đầu tư mấy trăm triệu. Chúng ta sẽ tổn hại không thể dậy nổi. Vẻ mặt Diệp Phàm nghiêm chỉnh. Tin anh mới lạ, người ta là triệu phú sao không ở tập đoàn Hoa Tinh nước Mỹ hưởng phúc mà vẫn ở Chu Tước Sơn Trang chứ? Chỗ ngồi này thật đáng sợ, sao phải ngốc vậy? Có phải vì người nào đó không? Phượng Khuynh Thành có chút càn quấy. Em đừng nói nữa,
những lời em nói chỉ là phỏng đoán. Hiện tại đang xây dựng khu du lịch núi Thiên Thông, có mấy chục cũng phải nhìn chằm chằm. Em cho rằng tiền này là giấy có phải không? Việc này, em đừng làm bậy chen vào lung tung. Diệp Phàm tức giận hừ nói. Được rồi, không nói nữa. Phượng Khuynh Thành hừ một tiếng, liếc mắt nhìn Diệp Phàm một cái, đột nhiên cười thần bí, nói. Tối nay anh giúp lại ngủ với em một tối nhé, tuy nhiên, vẫn không được chạm vào em. Để làm gì, nhưng mà anh không chịu nổi sự cám dỗ. Lại thêm một buổi tối anh sợ mình không thể chịu được. Đến lúc đó sẽ làm em tổn thương. Diệp Phàm nhanh chóng lắc đầu, hắn cũng không muốn một lần nữa trở thành gấu mèo. Em tin vào tư cách của anh là cao thủ. Tuy nhiên, em sẽ cho anh biết một tin tức tốt lành. Tin tức tốt lành này có liên quan đến tập đoàn Hoành không, đối với anh mà nói nó vô cùng có ích. Phượng Khuynh Thành kiêu kỳ nói, lại lấy lại dĩ vãng sục sôi. Được rồi, tin tốt của em anh không dám lĩnh giáo. Tôi còn ngủ cách xa em mà. Diệp Phàm nói, anh là đồ đốn mạt, bổn cô nương còn phải chờ buổi tối anh thế nào mới quyết định. Nếu anh không đáp ứng yêu cầu của em sẽ phao tin hôm qua anh và em. Phượng Khuynh Thành chơi xấu. Cứ thoải mái, anh sợ gì? Nếu không, anh giúp em đi phao tin ở khắp nơi. Không bằng đưa lên truyền hình một chút là được, đồng chí Diệp Phàm có bồ ở bên ngoài, cô ấy chính là Phượng Khuynh Thành. Là công chúa của Phượng gia ở thủ đô, cô ấy nguyện ý làm vợ bé của Diệp Phàm. Cô ấy còn ngủ cùng với đồng chí Diệp Phàm. Diệp Phàm nói lầm bầm. Anh là đồ khốn nạn, ai muốn làm vợ bé của anh? Phượng Khuynh Thành tức giận đến mức nghiến răng lại tiến về phía ngực của Diệp Phàm đập thùm thụp. Không phải em muốn cùng anh sao, buổi tối anh và em cùng nhau luôn. Diệp Phàm ôm lấy Phượng Khuynh Thành bước vào phòng ngủ, tay liền đưa tới cởi mấy chiếc cúc áo. Không được, tôi không đồng ý. Hai chân Phượng Khuynh Thành đạp lung tung. Không đồng ý cũng không được, anh hứng thú lên rồi. Hôm nay không làm em anh sẽ không phải là Diệp Phàm. Vẻ mặt Diệp Phàm đáng khinh, sẽ xuống tay. Ôi, em biết anh gạt em. Không chơi nữa, em ngủ, tin tức tốt kia anh không cần nghe rồi. Tuy nhiên, đến lúc đó có bị tổn thất cũng đừng trách em. Ngay cả quần áo của Phượng Khuynh Thành cũng chưa cởi, thoát khỏi móng vuốt của Diệp Phàm liền chui vào chăn quay mặt đi chỗ khác. Có tin thật hả? Diệp Phàm hỏi. Phượng Khuynh Thành không thèm nhìn hắn. Có tin tức thì nói đi thôi. Diệp Phàm cũng vào nằm cùng, lật Phượng Khuynh Thành qua người mình, mới phát hiện nước mắt đã rơi đầy mặt. Thực sự xin lỗi. Diệp Phàm đưa tay ra nhẹ nhàng lau nước mắt trên má giúp nàng. Rốt cuộc Phượng Khuynh Thành cũng không nhịn được khóc òa lên, phải khóc mất vài phút mới dừng lại được. Ông nội nói mình sống không được bao lâu, nghe nói quy hoạch Hoành không có điều rất đặc sắc, còn thành lập khu kinh tế Hoành không gì đó. Cho nên, quyết định ngày mốt sẽ đến đây một chút. Bốn bác cả không đồng ý, khuyên ông nội ở lại bệnh viện điều trị. Tuy nhiên, ông nội tức giận, nói là muốn nhân cơ hội cuối cùng này đi tham quan cả nước một chút. Đặc biệt là tập đoàn Hoành không, bác cả khuyên cũng vô dụng, đành phải đáp ứng. Hơn nữa, đồng ý ngày kia sẽ cùng đi với ông nội đến tập đoàn Hoành không một chút. Phượng Khuynh Thành khóc thút thít nói. Ôi, thực xin lỗi, anh hiểu lầm em rồi. Diệp Phàm thở dài, trong lòng có chút biết ơn. Cũng cần phải suy nghĩ một chút. Lão Phượng xuống đây, một mặt là cho mình một ân tình, phỏng chừng mình bị xử phạt thông qua chuyện của Phượng Khuynh Thành. Lão Phượng cũng hiểu rồi, ông cũng muốn trong những ngày cuối đời của mình có thể làm thêm một chút gì đó. Thứ hai, Phượng Triều Phong xuống đây. Phỏng chừng là muốn gọi mình đến tập đoàn Hoành không xem bệnh cho Lão Phượng. Bởi vì, bệnh của Lão Phượng là do mình phát hiện ra. Trong lòng Phượng Triều Phong còn có một chút hy vọng sẽ chữa khỏi bệnh cho Lão Phượng. Thứ ba, Phượng Triều Phong làm như vậy cũng là vì mong muốn của Lão Phượng. Việc này, phỏng chừng đều là do Phượng Khuynh Thành làm. Audio điện tử Võ Tấn Bền